Khùng mình là trời. Ôi là trời, mình la lên như bạn. La ai tao chửi. Bạn chửi mình ghê vậy bạn. Chồng có on cái Facebook của vợ không? Có. Trời ơi, đâu rồi trời. Thế là on Facebook của vợ là sao? Tại sao và tại sao? Lưu và đăng xuất à? Còn dọn cho vợ không để, biết để đâu trời. Không biết đấy, gì. Không có, lấy rồi, không có dưới này. Đây này. Rồi. Nhiều chưa? Từ 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 từ. Đen. Đây có con màu gì nữa, màu gì đó? Có một màu đen xanh đen thôi. Yếm dài không có chị yêu ơi, em chỉ về yếm ngắn thôi. Mà em nói với chị nghe, trời ơi, em like hết tối ngày hôm nay sale chị em mình hết, chắc là em hết hàng luôn rồi mấy chị. Trời, chưa có một cái năm nào mà bây giờ còn cách tới cả tháng mà em lại hết sạch hàng như thế này luôn á. Chưa bao giờ như bây giờ, thiệt sự luôn á. Nên là chị em mình tranh thủ nha. Nói chung là thôi lỡ, nó đã lỡ hết hàng rồi mấy chị. Nên là em sale cho nó hết luôn, chứ bây giờ cứ bị dở dở ương còn một ít ít khó like lắm luôn. Là tối nay mấy chị ơi, đáng ra là ngày hôm qua là em hết sạch hàng sale rồi nha. Nhưng mà thật sự là nó dây qua tới tối nay. Tối nay em sẽ lên toàn bộ chị em mình hết luôn, cho chị em mình dồn tới thứ hai mình đi đơn. Ok chứ mấy chị, đơn ngày hôm qua với hôm kia là bên nhà em đi đơn hết rồi. Còn đơn này sẽ là đơn mới nha, sáng thứ hai sẽ đi đơn. Hôm nay thứ bảy thì em lên trễ xíu mấy chị không, 8 giờ mới lên. Và mấy chị biết sao mà hôm nay em lên trễ không? Em biết là mấy chị hôm nay cũng có đi chơi, nhưng mà chắc là cái phần lớn đi chơi á, mấy chị đó không săn được hàng sale này đâu. Tối nay nè mấy chị, còn một ít đồ bé xịn nha. Em lên sale chị em mình mấy chục ngàn. Đồ bộ mà mấy chị thường, mấy chị cũng biết là Tết mấy chị về, mấy chị nói, cái nhiều chị nói là trời ơi, Tết tao không đi đâu hết trơn, tao ở nhà thôi à. 10 ngày Tết là chắc tao ở nhà hết 10, hết 8 ngày rồi. Thì ok la, em sẽ phục vụ cho chị em mình đồ bộ nếu mà ở nhà, ok chưa? Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ lên đồng giá 50.000 đồng cho mấy chị mua đồ bộ nhà em nha. Bộ dài thì em sẽ tri ân mấy chị với giá là 70, còn bộ đùi em tri ân mấy chị tặng hết 50.000 đồng một bộ luôn. Còn hôm nay quần jean, em nói thật luôn, trộm vía không biết sao đợt này quần jean bán cực kỳ chạy, chắc là do mấy chị sắm Tết rất là nhiều rồi. Quần jean ngày hôm nay em còn khoảng tầm được 20 cái, lên bán tặng chị em mình 130 ngàn luôn. Em bán 170 nha, hôm nay em lên tặng mấy chị 330 ngàn. Mấy chị không, áo thun thái, áo thun bò rip là những cái hàng mà em bán rất là chạy hàng trong khoảng thời gian này nè. Tại vì khách đang mua nè để mang sale, đang mua để mặc Tết mà em lên em bán riêng cho chị em mình luôn. Hôm nay nói chung là em sale hết, mệt quá, em bị bấn loạn với chữ sao. Chưa có năm nào mà như năm nay mà em không có hàng để bán. Thật sự luôn, nó bị dở dở hơn mấy chị. Bây giờ về đang bán được mà về thêm số lượng hết hàng. À chị ơi, em đang bán zin được, cho em thêm 20 ri nữa đi chị. Hết hàng em ơi. Cho em nói thì không biết sao mà nó hết hàng giữa chừng như vậy, dở ngang xuông luôn. Bởi vậy nên là chị nào á mà hôm nay mình thấy được cái like này, cố gắng nha mấy chị, ở lại xong like giùm em. Chị có like tối nay với lại tối mai nữa, ngày mai quên. Tối hôm nay với hết ngày mai nữa là em hết sạch hàng luôn rồi. Nói thật chắc là em hết sạch hàng. Nếu mà chị nào vô nhà em lấy đồ là thấy nha, ba cái kệ hàng của em nó trống trơn luôn rồi, nó không còn hàng luôn mấy chị. Bởi vậy nên mấy chị ơi, cho em xu một cái nút chấm bài, một cái nút chia sẻ like lên cho chị em mình tẹt ra tối nay. Nếu như mà tối nay mà like hết là ngày mai em nghỉ luôn á. Tối nay mà mấy chị lên đông đông một cái hết là ngày mai em nghỉ luôn á. Thật sự là em hết hàng luôn rồi. Rồi bây giờ em đợi hàng nào về em like hàng đó thôi. Cứ đợi hàng nào về like hàng đó thôi. Chị nào mà đang thả cái nút phẫn nộ á, làm ơn mấy chị ngưng giùm em cái tay, mấy chị thả giùm em cái nút tim được không? Thay vì thả phẫn nộ cho em một cái nút tim đi mấy chị. Bà nào đang thả phẫn nộ vẫn biết nữa. Trời ơi là trời, cho em một cái nút tim đi chị ơi. Thay vì cái nút phẫn nộ thì cho em cái nút tim nha chị yêu ơi. Mấy chị ơi, tranh thủ like dây. Trời ơi, em nói thiệt, chưa bao giờ em bán hiếm đâu mấy chị. Cái này là lâu về lâu lắm rồi, nhưng mà em nói thật với mấy chị luôn là em bị quên mấy chị, em bị quên luôn, em bị quên cái hiếm này. Thế là hôm nay em mới like được. Thật ra em lấy em mặc mòn rồi mấy chị, em lấy một cái mặc ra chắc em mặc cũ luôn rồi đó, mà giờ em mới bán đó mấy chị ha. Rồi à, vậy đó hả chị. Ờ đừng có thả phẫn nộ chị yêu ơi, thả giùm em nút tim nha, thả giùm em nút tim nha chị yêu ha. Mấy chị thấy em xuống cho em xuống một nút chia sẻ like liền mấy chị ơi, mạnh tay lên nha. Tối ngày hôm nay em thề với mấy chị luôn là tối hôm nay em lên sạch sành sanh cho chị em mình. Giá bao nhiêu mấy chị muốn ân, giá bao nhiêu em bán, giá bao nhiêu em nói chị, mấy chị muốn mua giá sỉ em bán giá sỉ, mấy chị muốn mua giá buông em bán giá buông. Đồ chứ vậy ha. À...
hẹn đó hả? Trời ơi buồn dễ sợ, cho em nút tim đi. Chị nó chả thả nút tim cho em đi chị. Sao mà chị nó thả nút phẫn nộ cho em vậy? Đây em sẽ lên hàng liền. Em lên hàng liền. Chị nào mà mới làm quen em chưa biết em á, mấy chị tối nay mấy chị vào đây săn like đi. Em nói thật với chị luôn là tối hôm nay em sale lỗ xả, coi như là dành một ngày cuối cùng hôm nay mấy chị tốn tiền vì em đi được không? Rồi bữa sau mấy chị tốn mấy đít thôi. Nhưng mà tối nay cứ chuẩn bị cho em xuông trong tay rồi mấy chị 300-400 ngàn đi. Thôi thôi, nói thiệt nói giờ xài 300-400 ngàn cũng hết đúng không? Chuẩn bị cho em xuông 300-400 ngàn mua cho em 5 bộ đồ liền hôm nay. 300-400 ngàn mua được 5 bộ đồ, ok like chưa? Mà đặc biệt nha, đồ đẹp không phải hàng thường, được chưa mấy chị? Ống len không có đâu gái ơi. Rồi mấy chị ơi, em sẽ lên luôn cái yếm đang mang. Em nói thật luôn, chưa một khi nào mà em lên cái em yếm này mà em nghĩ là em sẽ lên cho mấy chị giá rẻ như bây giờ. Em này nè mấy chị, bữa trước em có đăng bài rồi, em bán hình như nó rơi vào tầm giá là 160.000 một cái yếm này. Nhưng mà chị không kèm áo nha, áo là em xương bán riêng nha, không kèm áo, áo dễ mang lắm mấy chị. Về mấy chị phối cho em một cái áo ôm cũng được, cái áo crop top mang cũng được, áo áo dây mang cũng được luôn, áo ống mang cũng được luôn, áo ba lỗ mang chiếc yếm này cũng được luôn, và thậm chí cho em áo phông rộng phông vừa gì mang cũng được luôn. Nói chung ở nhà có cái áo gì phối yếm cũng được luôn, yếm nó dễ phối áo lắm. Em có hai màu thôi, em có hai màu thôi nha mấy chị nha, nhìn giùm em nè. U là trời ơi, hai màu đẹp lắm mấy bà ơi, màu xanh với lại màu đen giùm em xuông. Mà số lượng có hạn nha, yếm này em xuông có hai, có ba size, size S, size M, size L. 60kg bon chen che mặt yếm này vẫn được luôn nha mấy chị nha, 40-60kg bon chen che mặt yếm này được nha. Lên giá liền giùm em, duy nhất tối hôm nay. Trời đông quá rồi, đông quá rồi, lên giá nào đây? Đông quá rồi, giờ em lên giá này đây ta. Em lên cho chị em mình luôn với giá cho em xuông luôn là 110.000 cho em một cái yếm này. Nghe rõ giá nha, em bán một cái quần đùi jean đã là 125.000 mấy chị. Bây giờ mấy chị lên cho em cái yếm này 110.000 cho em. Size S, size M, size L nha mấy chị nha. Size S, size M, size L giùm em có hai màu. Trời ơi, màu nào nó cũng xinh hết trơn mấy má ơi. Đẹp lắm, ở dưới là dạng quần mấy chị nha. Mà em thật mấy chị luôn đó, chị nào mà gọi là cái dáng mà bị bập hông nè, rồi bị to đùi nè, hay là mấy chị bị to cái vùng bụng dưới nè, thì mấy chị mặc yếm là che mọi khuyết điểm giùm em luôn ha. Quần len tâm em còn, cái chị đang lê nhá. Quần đen tâm thì em không có sale cái yêu, tại vì em cũng cần hết rồi, tại vì khách em đang đặt nhiều lắm. Quần đó vẫn là giá 129.000 đó chị. Rồi ai chốt yếm lên giùm em nha, có hai màu thôi đây mấy chị. 110.000 em bao giá toàn thị trường cho chị em mình luôn. Thậm chí mấy chị đi nhập sĩ cho em lên đầu ngàn cho em cũng không bao giờ được giá này. Mà cái này mang nó trẻ người lắm mấy chị. Bà nào mà gọi là giá, bà nào mà khỏi là 30 tuổi là mang thành 20 tuổi luôn, 20 tuổi là mang thành 10 tuổi luôn á đó. Bởi vậy nó là tranh thưởng mua nha. Rồi lên cho em nói chị, yếm cho em 110 nha. Em có màu đen và em có màu em đang cầm trên tay sẽ là màu xanh ngọc. Màu này đẹp lắm. Tết mà mặc cái màu này là thôi nhức mắt nách luôn đó mấy bà. Tết mà mặc cái màu này là nhức nách luôn, nhớ giùm em nha, 110.000. Nhưng mà tối nay em nói với chị nghe, mấy chị ở lại ủng hộ em nhiều nhiều nha. Tại em cho em bán sạch trướng này đi, mai em nghỉ cơ mấy chị. Còn nếu mà không ngày mai em phải lay qua em like cả ngày mai, nói buồn lắm mấy chị ơi. Nên là tối nay tranh thủ ở lại săn sale với chị nha. Rồi nhanh tay giùm em nè, 110 màu đen, 110 cho em xuông màu xanh. Giá bao nhiêu mấy chị? 110.000, quá rẻ bèo cho một tình yêu. 110.000 nè, màu đen xanh mờ chị Đặng Anh nè. Thề mấy chị luôn á, mấy chị đi mua ở đâu mà được giá 110 em bao hàng luôn. Em đăng tí nữa em nói đây mấy chị, hôm nay em có sale luôn cả, em có thanh lý luôn đồ cá nhân của em luôn mấy chị nha. Những cái đầm mà em mua 500 mấy 600 ngàn trong shop em chưa mặc lần nào, và có những cái em mặc mới một lần thôi. Mấy chị thấy em đi đám cưới á, chị nào cũng hỏi em là em ơi đầm em đang mang có bán hay không, rồi hôm nay tôi lên tay chân với à luôn. Tại vì em nói thật với chị luôn là đồ em đi đám đi tiệc thì mấy chị em mặc có một lần rồi, mà toàn là hàng em mua 500 mấy 600 ngàn không à. Giờ em xem mấy chị 100 ngàn hết luôn cho mấy chị mặc tốt ha. Đó chị đang muốn lên thì em sang em chỉ có được hình như là em chỉ lấy ra đồ cá nhân của em được 10 bộ à, tại vì hôm bữa ăn bé bạn em nó lên nó hốt hết gần hết rồi. Đồ em á mấy chị toàn là bạn bè thân của em, sau đó là tới nhà em xem rồi hả em mua không à, thật sự với mấy chị luôn. Đồ cá nhân của em, bởi vì mấy chị thấy em là mặc đâu có trùng mẫu đâu. Mấy chị thấy em mặc đồ đi đám đâu có trùng cái nào đúng không? Cái nào em mặc có một lần là thôi, em chụp có một lần là thôi á mấy chị. Bởi đồ em đi em phí lắm mấy chị, em mặc có một lần là thôi à. Bởi vì khách nhà mấy bạn mà bạn thân của em á tới đây là cứ hỏi em là có đồ thanh lý không, tao hốt cho. Đó là lần dẫn lên trên tủ đồ là hốt hết của em. Em còn được có 10 bộ để tí hồi em chia với chị em nha. Rồi ai lấy yếm lên yếm nè, nhanh tay mấy chị ơi. Yếm màu đen ha, yếm màu đen, yếm cho em màu xanh, giá cho em xuống luôn là 110.000, size S, size M, size L. Em nói chị nghe, em bán 160 nha, em phải bán giá này đâu. Chị Nguyễn Thu Thảo ơi, chị chốt màu gì á chị? Nguyễn Thu Thảo chốt màu gì lên màu giùm em. Trời ơi dễ thương lắm, mang cái dễ thương lắm. Chào mấy chị coi, đứng dậy chào mấy chị coi nè. Trời ơi dễ thương, trẻ măng luôn mấy chị. Trẻ măng mà dễ thương luôn, trời ơi cưng chưa? Dễ thương lắm luôn á mấy bà.
bà không mua nữa, bà quá tiếc luôn đó. Em mặc cho chị mình coi luôn, thật sự luôn, dáng em là thứ nhất em mặc quần riêng không đẹp nè, em mặc quần đùi cũng không đẹp đâu mấy chị, thật sự luôn. Mà nói thật mấy chị luôn, mặc cái yếm này mang lên trời ơi cưng lắm. Với lại sao mấy chị, về nhà sắm cho em cái áo màu đỏ nha, phối cho em cái yếm xin này cho em. Trời, mấy chị mặc đi chụp Noel em có không đẹp không lấy tiền luôn, đi chụp Noel không đẹp không lấy tiền luôn, nó thề mấy chị một câu. Rồi ok nè, đen size S cho Nguyễn Thu Thảo có đơn nè. Rồi giờ đó chốt size nào lên size đó nha, giá cho em xuống luôn 110.000. Mấy chị nào mà to, càng to người mang lại càng đẹp nữa, nhỏ người mang cũng xinh mà to người mang cũng đẹp, tại vì cái này nó che khuyết điểm tuyệt đối chị em mình luôn. Rồi 110.000 nha, kèm men giùm em xuống luôn là cái màu nha. Em xuống có hai màu là màu đen với màu xanh, đẹp chưa, trời ơi cưng quá. Hàng em chất green nha, không phải là chất kaki đâu nha, hàng của em là chất green đàng hoàng cho em. Đây nó cài ba cái nút bên hông này, về mấy chị khui cái nút ra, mấy chị cài ba cái nút bên hông giùm em nha, đẹp lắm. Nói chung là cái này đẹp, cái này đẹp mà bữa giờ em quên bán mấy chị, em quên bán, em quên lửng luôn, em để đây nè đó. Rồi ai chốt lên cho em luôn 110.000, kèm giùm em cái size, kèm giùm em cái màu ha. Rồi bây giờ em lên tiếp cho em một cái mã này, cái mã này phải chốt nhanh nha. Cái mã này phải chốt nhanh. Ủa trời ơi, quần đùi nam này lựa mẫu chứ vào lựa size như vậy, lựa size quần đùi nam chưa mấy chị ơi? Hôm nay em xem mấy chị cái lộn, trời ơi cái quần này á nó đẹp khủng khiếp. Cái quần đùi, cái quần lửng nam này ai mà hôm bữa mua của nhà em là biết nha. Hôm bữa em mới bán 125.000 nha, quần lửng nam 125.000. Đây mấy chị, hôm nay em lên sale toàn bộ cho mấy chị lô này luôn. Em nghỉ, em thật, em mà bán xong hết sớm là em nghỉ Tết sớm luôn đó mấy chị. Nên chị nào tranh thủ lên mua thì nhanh nè. Trời em mà nghĩ là có nhiều người buồn lắm đó nha. Yếm đen sai lời cho anh Phạm nói thiệt. Mấy bà mà mua đồ Tết không mua nhà tôi á, mua ở ngoài thì mắc thôi à. Mua nhà tôi bao rẻ luôn. Có những chị mà có con gái mà gần mà lớn á, là ghiền em luôn đó, chứ không phải là chị nó ghiền không đâu. Hồi về nó mới nghe chị kia nói hỏi là con gái của chị á, coi like của em mà bị ghiền quá, chị thích mặc đồ của em lắm, kêu là đồ của em đẹp, mới nhỏ tí thôi mà biết đồ em đẹp rồi, mấy chị biết rồi đó. Kêu vải đẹp vải mát, trời ơi, em bán mà nó nổi con nít mà nó còn thích cái vải nhà em rồi, mấy chị biết rồi ha. Đinh Mỹ Lệ này nguy hiểm đó nè chị Đinh Mỹ Lệ này. Ủa sao lên nguy hiểm không có lên lý do vậy trời? Đinh Mỹ Lệ này sao lên nguy hiểm không có lý do vậy chị chồng? Chị này không biết là đặt hàng không nghe máy hay là cái gì bên nhà em mà sao nguy hiểm nè. Đinh Mỹ Lệ nè. Rồi đây mấy chị ơi, quần đùi, quần lửng nam này của nhà em, em bao toàn thị trường với chị em mình. Nếu như mấy chị muốn cái quần lửng nam này dưới 200.000 nha, dưới 200.000 thì quay lại đây em tặng mấy chị thêm một cái nữa, đúng như chất xịn của nhà em nha. Còn nhà em bán có 100.000 cái thôi, không phải là em bán 200.000 đâu, nhưng em bao mấy chị đi ra ngoài mà mua được dưới 200.000. Quần này ở ngoài shop đang bán là 280.000, đúng y chất cái này của nhà em luôn. Em đi mua cho chồng em nhiều, em biết mấy chị, chồng em rất là khó tính mua cái quần này nha. Quần lửng nam, quần rin nam thì em nói rất là dễ nha, nhưng mà quần lửng nam ổng rất là khó tính luôn. Em mua chưa bao giờ ổng ưng ý, khi nào cũng phải dẫn ổng đi theo để lựa ba bốn shop mới được cái quần lửng nam. Mà trong khi đó ổng thấy em bán cái quần này, ổng lấy ba cái ba màu ổng mặc luôn. Mấy chị ơi, cái quần lửng nam này em bao hàng, mấy chị nhận hàng mà không đẹp trả lại cho em liền. Em bán 125.000 một cái, bây giờ em xem mấy chị là 100.000 một cái, em bao hàng chị em mình không đẹp quay lại đây trả em. Được chưa? Ai nhận hàng mà cứ không đẹp mấy chị alo cho em cho mấy chị trả lại, em hoàn tiền 100%, không vấn đề gì cả. Và nếu như trường hợp chị nào mà ra ngoài mua cái quần lửng nam này dưới 200.000, mua được dưới 200.000 thì quay lại đây nha, em tặng mấy chị thêm một cái cho mấy chị mặc không cả lấy tiền luôn. Được chưa? Em bao hàng mấy chị nó cận cái chất cho mấy chị coi luôn nè. Mấy chị nhìn giùm em nè, trời ơi em nói thật là cái quần này của em á, nó đẹp khủng khiếp, từ cái vải cho tới cái form nè mấy chị. Cái form quần nè, quần này em sale mấy chị giá là 100.000 một cái, size em xuống có từ 29, 30, 31, 32 và 34 nha. Em tổng cộng với chị em mình là có 5 size nha mấy chị nha, tổng cộng có 5 size. Chị nào mà nhìn vô trong tủ đồ giùm em là xem anh chồng của mình mang size gì, mấy chị cứ chọn size đó giùm em. Ở đây á, cái quần của em nó sẽ phối lưng chun một tí xíu ở đây, nó phối lưng chung một tí xíu nên là mấy chị không có lo là sợ rộng đâu. Mấy chị, mấy chị lấy cái đúng size cho em đây. Và ở đây cho em xuống luôn có cái dây cột như này, thích xài dây cột thì xài dây cột, còn không thích xài thì mấy chị cứ cắt luôn bỏ cũng được ha mấy chị ha. Rồi lên giùm em ha, em có ba màu mấy chị ha, không có quần đùi đâu Thu Thảo ơi, chị chỉ có quần này thôi em ơi. Chị bán không có chuyên đồ nam đâu em, tại chẳng qua chị thấy rẻ chị lấy hàng này thêm bán cho trên thêm hàng cho khách thôi, chứ thật sự chị không có chuyên đồ nam, chị thấy cái nào đẹp rẻ chị mới lấy thôi à. Đây mấy chị, màu em đang cầm trên tay sẽ là màu be nha mấy chị nha. Rồi màu này mấy chị lên cho em luôn là màu đen nè. Màu này chị em mình chốt lên cho em luôn là màu ghi nha mấy chị nha, màu xám ghi. Giá cho em xuống luôn chị ha, không có size S đâu chị Hồ Lê, làm gì có quần nào mà size S hả chị? Quần nam làm gì có size S size M hả chị? Quần nam là mấy chị 29, 30, 31, 32 và 34. Được chưa? Mình nghe rõ ra hẳn chốt nha mấy chị nha, chứ mấy chị comment em buồn cười quá. Trời ơi, nghĩ sao mà quần nam là những cái size S hả nàng? Quần nam nhà em là size 29 tới size 34 nha, không có size
333 mấy chị nha. Quần nam là hoàn toàn không có 333. Em bao hàng mấy chị. Ủa em nói mấy chị nghe, em nói thiệt luôn, nó không phải em nói để em bán đâu. Mà cái quần nó đẹp thiệt. Nếu mà ai không tin á, mấy chị có nhận hàng không đẹp, mấy chị alo em trả mấy chị liền. Được chưa? Em nói mấy chị nghe, cái này mua đủ màu cho mày, ổng mang đi. Chồng em đang mang luôn mấy chị. Đủ màu luôn á, ổng lấy đủ màu luôn. Tại vì ổng có cả, có màu đen rồi nên là ông, em nói ổng thôi khỏi lấy màu đen đi. Lấy hai màu kia tại có màu đen rồi. Chứ thật sự mấy chị ơi, em nói thật luôn đó, mấy chị lấy đủ màu cho ổng mang. Có 100.000 cái, 3 cái 300.000, đỡ không mấy chị đi ra ngoài shop mấy chị mua 280 được có 1 cái à. Thì mấy chị thêm 20.000 mấy chị mua được 3 cái của nhà em. Thấy không? Trời ơi, tiết kiệm như vậy còn đổi gì nữa mấy bà. Chồng ơi chốt quần nè. Rồi, quần đen size 32 cho Út Thủy nè. 29 màu ghi cho chị Hồ Lê. 32 màu be với màu đen cho Mai Thảo. Cái nào hết báo vợ nha. 29 màu ghi cho Hồ Lê. 32 màu be với màu đen cho Mai Thảo. Đẹp lắm. Trời ơi là trời. Chốt lẹ tay lên liền giùm em. Có 100.000 cái rồi mấy chị. Em mới bán 125 đó, bữa nay em mới sale á. Rồi chưa? Màu đen size 31 cho Thu Thảo. Màu đen với ghi size 31 cho Lợi Nguyễn. Biết màu ghi là màu nào không đó chồng? Biết màu ghi là màu nào không vậy? Này, màu ghi nè. Rồi. Tới ai rồi, tới ai rồi? Ok, Lợi Nguyễn có nè. Be với đen size 29 cho chị Đặng Oanh. Trời ơi, má ơi, bán 100.000 mà còn chê, còn kia mắt nữa thôi. Mấy bà ra shop mua đi cho nhanh. Thiệt. Ra shop mua cho nó nhanh mấy chị, em nói chân thành luôn. Nếu mấy chị ra shop mà mua được cái quần nào 100.000 mà vải đẹp như em á, quay lại đây em tặng mấy chị ba cái không lấy tiền luôn. Thật. Mua được 100.000 mà cái vải easy của em nha. Đừng có so hàng thường nha. Hàng này em bán hàng shop luôn mấy chị nha. 280 một cái đó mấy chị. Nếu mấy chị mua mà được 100.000 cái A tới quần này ngoài shop, khỏi mua cái shop luôn. Qua là đây em tặng cho mấy chị ba cái là không lấy tiền. Em nói được em làm được đó mấy chị. Rồi, màu đen với màu ghi size 29 đó chị Phan Nhi. Trời ơi má ơi, bán 100.000 cái quần, em nói mấy chị lấy đủ màu cho mấy ổng mang. Quần này đẹp lắm, đẹp cực kỳ. Chồng em, mấy chị mày vô lấy hàng thấy chồng em hay mang đó. Chồng em hay mang lắm. Rồi chưa? Ghi với đen size 30 chị Hoàng Nguyễn. Áo 123 em hết rồi chị yêu ơi, em hết lâu lắm rồi. Rồi. Thêm màu ghi size 32 cho Út Thủy. Ba cái ba màu cho chị Nguyễn Thủy size 29. Trời ơi má ơi là trời, 100.000 cái nè. Em nói hôm nay em sale cả đồ nam cả đồ nữ mấy chị, hôm nay mà đừng có đi chơi, ở lại đi săn like mấy chị. Ở lại đi săn. Màu ghi này là size 30. Hả? Chỉ còn be với đen thôi hả? Ừ. Rồi, chị Nguyễn Thủy là có be với đen nha. Màu ghi em hết 29 rồi mấy chị ơi. Màu ghi là ai mà đặt size 29 bỏ màu ghi ra giùm em nha. Bây giờ bắt đầu từ bây giờ thôi, còn lúc trước ai mà đọc tên là có rồi nha. Màu ghi size 31 cho Thu Thảo. Màu ghi 31 cho Thu Thảo. Đây nè gái ơi, em bán 125.000. Ở ngoài hiện tại người ta đang bán là 280.000 quần này. Đúng chất vải của em nha mấy chị nha. Còn sai chất vải đừng có so với hàng em. Được chưa? Đây. Và màu này cho em là màu xanh đen. Màu này cho em luôn là màu be. Được cho mấy chị. Giá cho em xuống luôn. Ha. 99.000 cho em mấy chị ha. À lộ 100.000 cho em mấy chị ơi. Dạ ok chỗ Thủy nha. Rồi ai lấy lên nhanh nè để em qua mẫu luôn. Trời em xem cái này là mấy bà mà vô mà vô trễ là thôi thiệt. Tiếc lắm luôn. Mấy bà vô trễ hơi bị tiếc cái mã này. Mấy bà mà vô trễ hơi bị tiếc cái mã này luôn. Size 32 màu be cho Thu Thương nè. Vô trễ là hơi bị tiếc cái mã quần này luôn. Xem có 100.000 cái mấy chị. Nếu mà đi vô trong shop hoặc đi vô chợ đêm hoặc đi vô chợ thôi. Vô chợ mấy chị nha. Chợ là nơi bán hàng rẻ nhất rồi mấy chị. Mà nếu mà vô chợ mà mua được 100.000 mà được cái vải như này đẹp như này, quay lại đây em tặng mấy chị ba cái ba màu không lấy tiền. Thu âm lại đi mấy chị. Em nói được em làm được nha. Rồi, màu be size 34 chị Trần Lý Dũng có đường. Em nói thật với chị có 100.000 cái quần mấy chị ơi. Em bán không lợi nhuận mã này luôn rồi đó. Mã này em bán không lợi nhuận cái chị em mình luôn rồi. 31 màu ghi với màu đen cho chị Vân Nga. Chị Nguyễn Ngọc ơi chị lựa đi, em không biết mặc size gì đâu chị yêu ơi. 70kg mà nè, á lộn cao 1m7 mà nặng 62. Ê bằng chồng em. Chồng mặc size gì hả chồng? 30 nha chị Nguyễn Ngọc ơi. 30 bằng chồng em rồi đó. Rồi, be với đen size 29 hả? Cho chị Quy Nguyễn. Be đen size 29 cho chị Quy Nguyễn. 72kg là mặc tầm size 72kg mặc tầm size 32. Nếu mà bụng to thì lấy 34 đi gái yêu. Còn nếu mà size bụng nhỏ thì lấy 32 được.
Trời ơi, chắc ăn á thì mấy bà vô trong tủ coi ổng mặc size gì lấy sao đó được. Còn quần nhà em nè, có phối cái chun này nè, nên là không có sợ chật đâu. Không sợ chật đâu mấy chị. Ha. Cái này có cái phối chun. Trời, vải nhà em đẹp lắm mấy chị ơi. Vải đẹp lắm, mấy chị nhìn nè. Ủa, cái vải này em mê lắm luôn mấy chị. Vải cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ai chốt được không em qua mẫu nè. Ai chốt được không em qua mẫu. Chị nào chốt nhanh tay em qua mẫu nè, em coi coi hồi nãy giờ có ai đặt quần jean của nhà em để em chừa ra để em chốt quần jean nam tặng cho chị em mình luôn. Em hôm nay em nói thật với chị luôn á, bà nào mà đang đi chơi á thì thôi đi chơi đi. Chứ bà nào ở nhà rồi á, coi like đi mấy chị. Tại em sale nhiều lắm, tí em sale đồ bé mấy chị nè. Em sale đồ 50.000, chưa bao giờ em sale đồ 50.000 nha, mà hàng mới luôn nhớ là nha. Hàng lụa Latin của em luôn nha, mà em sale 50.000, được chưa? Bộ thái hôm nay em sale với chị rẻ luôn cho mấy chị mua. Nói chung là hôm nay chị nào ở nhà thì sang sale nhà em. Hôm nay em lên tất tật luôn, hôm qua em chưa có thời gian like, hôm qua em like được giữa chừng cái em nghỉ á. Hôm nay thứ bảy em chơi tới bé mấy chị 12 giờ em cũng chơi luôn. 12 giờ cũng chơi luôn. Hôm nay 12 giờ cũng like với bà luôn nha. Rồi, ai chốt size nào không lên giùm em nhớ chị ha, lên giùm em size luôn. Từ từ, có hồi chiều giờ khách nhà em đặt quần Rina của nhà em nhiều lắm nè. Nguyễn Khánh Trang lấy rồi nè, chị Huỳnh Ngọc Hồng lấy rồi nè. Quần jean nam size 30 tuyết trần. Chừng 30. Ok. Rồi, em bắt đầu chốt nè. Bây giờ em bắt đầu lên cho chị em mình cái này. Một cái này. Bộ thái đợi xíu đi gái ơi. Rồi, chị Nguyễn Ngọc quà ba cái ba màu size 30 đi chị chồng ơi. Chị ơi, đừng có hối em một cái lên một cái gì hết trơn chị Hồ Lê. Chị có thời gian thì xem like nha, tại vì chị hối em không like thì chị ý chị được đâu. Ở đây rất là nhiều người nha. Ở đây rất là nhiều người chị, nên là không thể like theo ý chị được. Rồi, màu đen size 32 với một đen size 30 cho hai đen size 32 với một đen size 30 cho Ngọc Diễm Hồ. Ok Ngọc Diễm Hồ nè. Nè mấy chị, em nói thật mấy chị luôn, nếu 100 ngàn mà chị nó không chốt bà đã tiếc thôi. Còn em nói thật mấy chị, tới nhà em mua là giá 120 nha. Mấy chị tới nhà em coi vải mua là giá 120. Em chỉ bán trên like, áp dụng có logo chia sẻ like cho chị nào chốt được giá 100 ngàn thôi. Còn em ai mà tới nhà em lau mua là em vẫn bán giá 120 mấy chị nha. Sao mấy chị hỏi em là ủa sao trên live bán 100 ngàn mà chị tới nhà em mua mà em bán 120 dữ vậy? Em không quan tâm. Em chỉ quan tâm là trên live nè mấy chị chia sẻ like cho em bán ví dụ 100 ngàn tương tác thôi. Còn mấy chị có tới nhà em mua cũng vậy mấy chị nha. Tại em không phải là bán shop mấy chị ơi. Em là bán like, em chuyên bán like thôi. Nên mấy chị tới nhà em phải banh ra cho mấy chị lựa nè. Rồi em phải xếp lại cho mấy chị nè. Đúng không mấy chị, em phải tiếp mấy chị nữa cơ. Thì em bán tại nhà em còn bán cao hơn đó, chứ không phải là bán trên live mà bán rẻ hơn là bán ở nhà bán cao đâu mấy chị nha. Cứ chị nào mua trên live được giá rẻ, không mua trên live thì được giá thấp, giá cao thôi nha mấy chị nha. Còn mấy chị mua trên live có logo chia sẻ làm chú mấy chị giá sale, mấy chị có tới nhà em thì vẫn là giá cao hơn, chứ không có bán giá rẻ như trên live đâu nha. Nên là đừng hỏi em ủa sao chị mua trên live em bán giá rẻ hơn mà sao giờ em bán chị giá cao vậy, sao chị mua được. Thế là không, em không quan tâm, em chỉ quan tâm mấy chị coi live của em nãy chị chia sẻ live cho em chú giá sale thôi. Được chưa? Rồi em vô quần một lần nữa, em xuống cái mã này nha. 100 ngàn một cái mấy chị, quần lửng nam giùm em. Màu ghi nè. Rồi màu này cho em là màu đen, màu xanh đen mấy chị. Đen xanh đen á, nó dạng là gần. Tại em đưa ngay cái đèn mấy chị thấy dạng xanh đen, nhưng mà nó là màu đen, đen thẫm hơn nha mấy chị nha. Rồi màu này lên giùm em luôn là màu be. Đó chị nói màu nào lên màu đó giùm em. Toàn là những màu đẹp cho những anh trai mặc đẹp không á. Đây những cái màu mà những anh trai rất là thích luôn. Mấy màu này là mấy màu hot trend luôn. Rồi lên giùm em quần 100 nha mấy chị ha. Còn đây, bây giờ em sẽ lên cho chị em mình cái này. Hồi chiều tới giờ em bán cái này rất là nhiều luôn. Hồi chiều tới giờ em bán cái quần này rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Khách nhà em không tin nổi là em bán một cái quần rin nam mà chỉ có 150 đâu mấy chị. Bữa trước em mới bán là 200 ngàn một cái quần rin nam. Hôm nay em cũng chốt như vậy mấy chị. Em vẫn bán cái quần rin nam là 200 ngàn. Nhưng nếu chị nào chốt hai cái sẽ là giá cho em là 300 ngàn hai cái. Tức là mấy chị được giảm 100 ngàn nếu mấy chị mua hai cái. Ok chưa? Trời ơi, giảm sâu giảm mạnh cho chị em mình luôn. Đây, quần jean nam nhà em xuống là hàng bao chuẩn cho chị em luôn, hàng shop bán nha mấy chị nha. Ai mua quần jean nam nhà em là biết. Quần jean nam này là em bán giá là 200 ngàn một cái. Màu đậm với màu nhạt giùm em. Em chỉ có hai màu này thôi. Mấy chị ơi, mấy chị chốt hai cái sẽ là một đậm một nhạt. Một cái thì em sẽ lấy cho mấy chị ngẫu nhiên. À lộn, một cái cho mấy chị lựa màu, quên. Một cái cho mấy chị lựa màu, được chưa? Đây, còn hai cái sẽ là một đậm một nhạt kem suông. Giá kem suông khi mấy chị mua hai cái quần jean nam sẽ là 300 ngàn. Một cái quần jean nam sẽ là 200 ngàn giùm em. Hả mấy chị ha? Chị Trần Lý Dũng hồi nãy lấy size gì? Lấy thêm một cái màu ghi cho chị Trần Lý Dũng mấy chồng ơi. Nghe không chồng? Trần Lý Dũng hồi nãy lấy mà size gì ta? Size 34 á, lấy thêm một ghi 34 nha. Trời ơi, Ngọc Diễm Hồ đỏ đổi cái gì nữa nè. Chồng ơi, chồng nhìn comment của
Ngọc Diễm Hồ đổi cái gì kìa. Ngọc Diễm Hồ ơi, đổi tùm lum là thấy hồ lụn bill ráng chịu quá nha, chứ Xuân không biết đâu. Tại vì bây giờ nhà Xuân ở ngoài thì đang chốt bill mà. Mấy chị còn comment sai một cái thôi là lên đuổi một cái là lụn liền luôn á. Rồi mấy chị ơi, nhìn giùm em nè mấy chị. Quần riêng nam giùm em nha. Mấy chị đi mua quần riêng nam cho bạn mấy chị biết. Thậm chí là người ta Ngọc Diễm Hồ đổi cái gì mà size 30 thành size 31 á. Đây mấy chị, người ta đổi đống cho mấy chị nha. Người ta đổi đống á mấy chị, là người ta đã bán cho chị em mình luôn. 200 ngàn một cái, 220 một cái, 230 một cái. Chứ chẳng có ai như em mà bán quần jean ở trên live mà 200 ngàn một cái như vậy đâu mấy chị nha. Bây giờ em lên cho chị em mình luôn cái quần jean nam này, có đậm với có nhạc giùm em. Em sẽ lên cho chị em mình luôn với giá là 300 ngàn hai cái. Nếu chị nào chốt một cái không có giá sale nha, một cái thì vẫn là giá gốc không có giá sale. Còn chị nào chốt từ hai cái trở lên, chị em mình sẽ mua nhà em Xuân với giá là bao nhiêu mấy chị? 300 ngàn hai cái quần jean nam. Rồi lên giùm em luôn. Quần jean nam thì em có thêm size 36, tức là size 29 nè, 30, 31, 32, 34 và 36. Em có tổng cộng với chị em là 6 size nha. 29, 30, 31, 32, 34 và 36, tổng cộng là 6 size chị em mình. Còn quần lửng nam thì em chỉ có cho chị em mình là tới size 34 thôi nha. Còn jean nam là có tới tận size 36. Nên anh nào mà 85kg vẫn có size cho em Xương luôn. Đây mấy chị, 85kg vẫn có size cho em. Rồi, ai chốt lên nhanh luôn, em qua nhanh mấy chị ạ. Jean nam giùm em luôn. Trời ơi, mua jean nam đừng có ngồi đó mà nhẩm nhẩm. Ôi trời ơi, 300 ngàn tiết tiền quá hả? 300 ngàn tiết tiền ghê. Trời ơi, mấy chị ơi, mua 300 ngàn ở ngoài. Không biết mấy chị mua được cái quần jean nam cho khách chưa? Cho mấy chị ảnh chưa? Em thật mấy chị ơi, khách em nhiều người ngủ lắm mấy chị. Mua cái quần jean cho mình 170, không có tiếc. Mua lần 5-6 cái luôn. Nhưng mà mua cho chồng một cái quần jean 150 mà tiếc hả trời? Thiệt luôn á, có nhiều bà kỳ lắm mấy chị. Có nhiều bà mua đồ cho mình không tiếc đâu. Nhưng mua đồ cho con với cho chồng là có lưỡng lự. Có nên mua không ta? Trời ơi mắc quá, có nên mua không ta? Trời ơi có tiếc quá, thôi mình bỉa mua cái áo của mình đi, mình khỏi mua cho ổng đi. Trời kiểu như vậy đó chị. Sao vậy ta? Kỳ vậy. Mấy chị mà có mua cho ổng thì ổng mới cho tiền với bà mua đồ chứ. Cái bà không mua cho ổng lấy gì ổng cho tiền với bà mua đồ. Rồi, ai chốt lên giùm em nhóm chị ha. Giá cho em Xuân là một cái sẽ là 200 ngàn, hai cái sẽ là 300 ngàn. Bởi em nói mấy chị lợi hơn là mấy chị có thêm 100 ngàn mấy chị mua hai cái đi. Chứ mấy chị mua một cái thì em nói thật mấy chị luôn. Biết sao mấy chị? Về ổng thích cái mấy chị muốn mua thêm cũng không có hàng đâu. Nha. Rồi hai cái 29 chị Nguyễn Thảo nè, hai cái 30 chị Ngọc Mum Mum. Rồi chị nào chốt lên liền cho em nói thật mà, có nhiều người kỳ lắm chị. Mua đồ cho chồng cho con có tiếc, mua đồ cho mình không tiếc đâu. Trời ơi, mình mua đồ cho mình không tiếc thì mình mua đồ cho con cho chồng mình cũng không tiếc chứ đúng không? Đằng này á trời ơi là trời ơi, cứ suy nghĩ đắn đo có nên mua không ta? Trời ơi, có nên mua không? Rồi cái xong tới hồi khi đó cầm 500 ngàn ra ngoài chưa mua được cái quần rin cho chồng. Không có mua 150 là tiếc mấy chị. Mua cái quần jean nam cho chồng là tiếc nha. Nhưng mà cầm 150 mua là tiếc đúng không mấy chị? Nhưng mà cầm 500 ngàn đi ra ngoài shop mua một cái quần jean nam cho chồng. Xong ổng mặc hai lần cái bị rách lỗ cái xong giục cái quần. Có tiếc không là biết liền à. Dạ 55kg hả chị? 55kg thì mang cũng tầm 29. Size nhỏ nhất của em là size 29 rồi. Nhưng em không biết là 55kg mang có vừa hay không. Còn size nhỏ nhất của em là size 29 đó chị. Thiệt á mấy bà. Xong rồi cầm 350 ngàn, 500 ngàn gì đó đi ra ở ngoài shop á, mua cái quần jean nam cho chồng mình. Xong rồi cái về ổng lỡ đâu quẹt cái rách cái một đường như vậy nè. Xong giục cái quần jean nam là biết khi đó biết tiếc hay không liền à. Khi đó sẽ biết là tiếc tiền hay không liền hà nha. Rồi em lên tiếp với chị em mình luôn. Cái em đang mang sẽ là 140 với chị nha. Em có size là SML. Cái em đang mang là SML mấy chị nha. Ủa sao cái yếm này chồng bỏ bill vậy? Bill đó vậy? Lấy nó bỏ đó, bỏ bill của Nam mà. Ý là cái bill đó là bill trước đầu tiên á. Rồi, em bây giờ em sẽ lên cho chị em mình luôn là hàng sale để em thay cái yếm ra nè. Em mới mặc quần luôn mà em mới like cho mấy chị được. Mặc cái quần để phối đồ lên cho nó dễ, mấy chị dễ nhìn hơn. Cái yếm này là không thể mặc áo để phối lên cho mấy chị coi được đâu. Sẽ lên cho chị em mình nhanh tay. Rồi, nha. Rồi. Lên nhanh. Bây giờ em sẽ lên cho chị em mình luôn. Áo thun, áo quét, quần jean. Rồi bây giờ em dùng loại nữa. Một cái sau mốt màu đen. Phan Nhi lấy cái gì một cái màu đen vậy? Quần lửng nam hả? Chứ quần jean nam là không có màu đen đâu nha gái ơi. Rồi mấy chị ơi, em sẽ lên cái em áo đang mang. Nhanh đấy chị ơi, áo em Xuân đang mang nè. Chị nào chốt lên nhanh giùm em nè. Áo em Xuân đang mang lúc chiều này quá trời chị hỏi. Nhưng mà em mới về hàng nên là em không có lên được ha. Trời ơi là trời. Mấy chị ơi đặt chắc ăn giùm em nha. Đừng có đổi tối đổi lui tí hồi hết hàng. Hoặc là bỏ lộn mấy chị thành 4 cái đó.
Chồng ơi, Ngọc Mum Mum đổi qua size 29 kìa. Đã đổi rồi em không đổi lại nữa đâu nha các chị nha. Ngọc Mum Mum 29. Size 29 còn hai cái màu nhạt thôi kìa chị Ngọc Mum Mum ơi. Size 29 em chỉ còn hai cái màu nhạt thôi. Màu này của có khách đặt rồi, hai cái này của con Nhật Phi rồi. Vậy là mấy chị kia mỗi chị có cái thôi. Chị chị Ngọc Mum Mum mà đổi qua là có một cái thôi nha, còn chị Nguyễn Thảo cũng có một cái luôn, hết màu rồi. Màu size 29 là hết màu rồi các chị ơi. 29 em hết màu rồi. Yếm chị qua rồi gái ơi, đây chị cho em coi màu xanh thôi nha, còn màu đen này chị bỏ qua rồi đó. Giống y như vậy màu đen đây. Yếm chị mặc 101 em ơi. Đó, màu xanh với màu đen nha, tại nãy chị mặc màu đen rồi nên chị không lên lại nữa. Rồi em sẽ lên áo đang mang nè. Áo đang mang giùm em. Trời ơi, chị Thanh Thảo em mà nói là em không tư vấn cái số ký được đâu chị Thanh Thảo. 55 kg em không biết mặc size gì. Chị nhìn giùm ảnh coi mà ảnh mặc size gì nha. Còn size nhỏ nhất bên em là size 29 nha chị ơi. Rồi em ngưng cái hàng nam nha. Trời ơi, em bán hàng nam em phức tạp, em mệt mỏi quá, em tư vấn em mệt luôn á. Thôi khỏi chốt đi, để cho mấy chị ok thì chốt, còn không thôi khỏi chốt đi. Mắc công á, hỏi chốt một cái đâu có chốt 150 được, chốt cái xuống chốt 150 đâu. Rồi mấy chị ơi, lên giùm em nè. Áo em xương đang mang đó chị. Bữa trước em có về cái hàng này đúng không mấy chị nhớ không? Bữa trước em về em bán cái áo này 95.000, có nhớ cái áo này không mấy bà? Mấy chị biết em lấy cái này bao nhiêu cái mặc không? Chị Ti Ti ơi, em có size S, size M, size L, 40-65kg có size chị nha. Nên là chị muốn chọn size nào chị chọn giùm em. Rồi, lên giùm em mã này. Mấy chị ơi, em đang nói mấy chị có cắt ngang, em không nói được luôn á. Thề luôn á. Cứ tôi qua cái này, hồi nãy giờ tôi lên yếm không bao bà nào hỏi hết trơn. Cái giờ tôi xuống cái là quá nhiều người hỏi luôn. Nè mấy bà ơi, cái tôi đang nói cái tự bị cắt ngang xuống không biết nói gì luôn á. Lên giùm em mã này ha. Yếm đen cho chị Ti Ti nè. Mấy chị mà chốt cái nào thì mấy chị cứ lên giùm em đi. Tại vì biết sao, mấy chị mà hỏi cái hồi cái em loạn này không biết like sao luôn á. Hỏi dập loạn luôn đấy bà. Khi mà tụi like là tôi thấy bà nào chốt xong cái tự nhiên tôi xuống quá trời bà hỏi luôn. Nằm ở đâu luôn nè, yếm đen nằm ở đâu luôn nè. Nguyễn Thảo có đúng không? Chị có chị kia không có đúng không? Ngọc Mum Mum là không có. Ngọc Mum lấy size 30 vẫn cứ cũ chồng ơi. Chị Nguyễn Thảo là có nha chị ơi. Nguyễn Thảo là đủ. Nguyễn Thảo chút trước là đủ nè. Ngọc Mum Mum đủ rồi lấy size 30. Cũ ghê hết rồi. Rồi thôi tôi ngưng đồ nam đi, tôi mệt quá. Thôi đồ nam không bán được. Em để đây bỏ xỉ mấy chị ơi. Em giờ em chốt hồi năm em nhức đồ quá. Mấy chị ơi lên cho em đồ nữ đi. Rồi ngưng đồ nam qua một bên đi. Quăng nó qua một bên đi. Bán lâu lâu bán đồ nam là đôi đồ như vậy đó. Rồi em lên áo đang mang nha, chị em mình nhìn kỹ em chất vải nè. Cái hàng này em mới về luôn á, nhưng mà em nhập em trộn chung với cái hàng sale này em bán sale cho mấy chị luôn. Được chưa? Cái này chị em mình chốt lên cho em luôn 75.000 một cái. Em bán 95 nha, em lên giá nhập cho chị em mình 75.000. Lên màu giùm em luôn. Lên giùm em cái màu. Rồi màu em xưa đang mang là màu kem mấy chị. Hàng này hàng 787 mà nó dày kinh khủng khiếp luôn. Nó dày kinh khủng khiếp mấy chị. Rồi màu này mấy chị lên giùm em nè. U là trời ơi sao cái màu đẹp vậy. Đợt này màu đẹp lắm luôn. Màu này mấy chị lên giùm em luôn. Là màu xanh rêu đi. Màu này cho em là màu xanh rêu. À lộn. Mà nó lên cho em là màu xanh. Không biết gọi xanh gì nữa chứ. Xanh này xanh lá nè mấy chị. Xanh này là xanh lá nha. Xanh này chị em mình lên cho em là xanh lạ đi. Xanh lạ nè mấy chị. Xanh lá nha. Màu bè, màu vàng bơ nè. Rồi màu rêu nè. Áo này em thề bà nào mặc cũng đẹp luôn. Bà nào mặc cũng đẹp. Giá có 75 ngàn đó. Em bao hàng cho chị em mình luôn. Vải không đẹp cho trả lại liền. Này, màu xanh rêu giùm em. Màu xanh lá, màu xanh lạ. Màu tím nè. Màu hồng nè. Rồi màu cam nè. Ui trời ơi, quá trời màu luôn. Nè mấy chị, quá trời màu luôn nha. Cái áo này 40 cho tới 65kg mang vừa. Chị ơi, chị nằm trong khoảng đó là chị mang vừa hết giùm em. 40 tới 65kg mang vừa. Thun là thun phong vừa mấy chị nha. Này màu cam nè mấy chị, cam sữa nha. Rồi cam sữa nha, trời ơi áo này đẹp quá. Hồng ruốc giùm em nè. Hồng ruốc mấy chị. Màu tím cho em nè. Em thề cái áo này về em lấy 4 cái mặc luôn mà. Em bữa em mua mấy cái quần ống rộng, nhung tâm ống rộng á. Chị nào bữa trước mua quần nhung tâm ống rộng á. Mấy chị mua mấy cái áo này mặc đẹp lắm. Rồi màu tím nè mấy chị nè. Mặc chung với cái quần đó xinh đẹp luôn. Màu kem em đang mang nè. Rồi màu hồng cam nè. Màu xanh rêu. Rồi ok. Rồi chị nào chốt màu nào lên màu đó em luôn nha. Giá cho em xuống 75 ngàn. Bây giờ là em bắt đầu lên hàng sale chị em mình đây. Nhanh tay giùm em. Form này là form vừa mấy chị nha, vạt và vạt bầu. Hàng này ai đã mua của em bữa trước là mấy chị biết nha, chất vải siêu dày siêu đẹp luôn.
cái này mặc với quần đùi cũng đẹp mấy chị, mặc quần đùi cũng đẹp, mặc quần jean cũng đẹp, và đặc biệt là mấy chị mặc với cái quần nhung tâm mà đây nè, em chị mấy chị coi cái quần mà hôm bữa mấy chị mua nhà em nè, quần này nè mấy bà mà mua cái quần này của nhà em nè là mua cái áo này mặc chung nó rất là đẹp luôn, bao xịn sò luôn, một bộ đồ siêu xinh cho em luôn, tại vì em mua cái em lấy cái này về chủ yếu em phối áo nữa đó mấy chị, à phối cái quần nữa đó, siêu siêu đẹp, 75 ngàn một cái thôi. Rồi Lê Phương, à, trắng với vàng cho Lê Phương nè. Ủa không, không có màu trắng đâu nha gái, màu xương đang mang là màu kem nha, màu xương đang mang là màu kem chứ không phải màu trắng đâu nha, màu kem với màu vàng cho Lê Phương nè. Rồi ai lấy màu nào lấy màu đó giùm em luôn. Trời ơi chị Mai ơi, chị hôm nay chị không mua là chị quá sai lầm, tại vì thật sự với chị luôn là hôm nay em sale rất là nhiều hàng đẹp luôn. Mấy chị em nói với chị rồi, ngày hôm nay coi như là một cái ngày mấy chị, một cái ngày tốn tiền cuối cùng đi, bữa sau mấy chị mua ít lại cũng được, nhưng mà ngày hôm nay mấy chị không mua là mấy chị tiếc thôi. Còn em không có tiếc đâu mấy chị, hôm nay em đảm bảo mấy chị là cháy hàng trong vòng một nốt nhạc. Những cái hàng này nè mấy chị là hàng mới, em mới về tức thì hồi chiều, ai mà ghé nhà em là biết nè. Giờ em lên với chị có 75 ngàn thôi đó, mà em bán 95 ngàn buổi trước, ai mà mua nhà em là biết. Còn buổi trước em về hình như là có ít màu lắm, buổi trước em về có 5 màu thôi, đợt này em về chị em mình gần 10 màu luôn á. Màu tím, màu này cho em luôn là màu hồng cam, rồi chưa, nhanh nè mấy chị, 75 ngàn em qua mẫu nhanh. Xanh lá chị Võ Thủy nè, áo này không đẹp không lấy tiền luôn, vải đẹp cực kỳ, vải nó xịn lắm luôn. Màu kem nha ngọc dầu có đơn 75 ngàn mấy chị, màu nào cũng đẹp hết trơn á, màu kem nha ngọc dầu có đơn nè, màu nào cũng đẹp mà vải cực kỳ dày xịn sò luôn. Đây màu tím ha, màu hồng cam, màu ruốc nè mấy chị, màu này chị em luôn là màu màu cam sữa mấy chị, dạng như màu cam sữa, trời cái màu nó lạ, nó lạ, nó hay lắm kìa, màu cam sữa nè. Rồi màu này chị em mình chốt lên cho em là màu rêu, màu rêu ha, màu xanh lá nè, xanh lá cho em, màu này cho em là màu xanh lạ nè, trời ơi quá trời màu luôn, mà đơn giản lắm, đơn giản cực kỳ đẹp luôn. Màu này chị lên cho em là màu vàng, vàng của nó là dạng vàng bơ á. Rồi thôi em qua mẫu luôn, bà nào chậm thì hết, mấy cái này em mới về nên là em cũng không muốn sale nhiều đâu, không muốn sale nhiều thật sự luôn. Màu cam sữa cho Nguyễn Thái Thanh nè, em mới về luôn á nên là em cũng không muốn sale nhiều đâu, bà nào chốt chậm thì thôi mấy chị, nhanh thì có hàng, chậm thì thôi ha. Cam sữa cho Nguyễn Thanh Thanh. Rồi 40 tới 65 cái độ về mang vừa, em qua nhanh thôi, thật sự ra là mới về nên là cũng không muốn sale đâu, chẳng qua là em khui một cái mã đẹp trước cho chị mình trước thôi. Màu rêu chị Kiều Nguyễn nè. Rồi lẹ lẹ đi mấy chị ơi, lẹ em qua mẫu nè, không muốn sale mã này tí nào đâu, bà nào hên thì thấy được thôi. Còn tí hồi mấy chị mới kêu em là em ơi vô lại cái mẫu sale 75 ngàn đầu like, em không vô lại đâu, em không vô lại đâu nha, một lượt này thôi, em nhận đơn một lượt thôi mấy chị. Màu kem mấy chị Ngọc Yến nè. Còn áo này em nói thật mấy chị, không mua mấy chị tiếc, không ai tiếc hết trơn. Áo này hàng em mới về mà em chưa đăng bài nữa, chưa đăng bài nữa thì đã ra chốt với chị giá này rồi. Ủa quá đi thôi. Cam sữa với lại thu, cam sữa với lại không có xanh coban nha Thu Phương ơi. Em còn mang cái màu đúng cái màu chị đọc giùm chị với em. Còn mang giùm chị đúng cái màu chị đọc giùm chị với em nha. Nha. Còn mang đúng màu chị đọc với em. Em comment như vậy là chị không chốt đâu, chị chốt cho em cái cam sữa thôi nha. Rồi, ai chốt lên giùm em cái màu với chị nha. Màu này với chị lên cho em là màu hồng cam. Màu này sẽ là màu hồng ruốc giùm em. Màu hồng cam, màu hồng ruốc. Màu này lấy cho em luôn là màu tím mấy chị, màu tím giùm em. Màu này cho em là màu cam sữa. Đấy, mà chỉ có giá là 75 ngàn thôi. Màu này chị em mình chốt lên cho em là màu rêu. Màu rêu được chưa mấy chị, màu rêu. Rồi màu này cho em là màu xanh lá. Màu này cho em là màu xanh lạ. Và màu này mấy chị lên cho em là màu vàng. Màu em đang mang sẽ là màu kem nha. Rồi em qua mẫu luôn, 75 ngàn có được. Em qua mẫu luôn mấy chị ha. Giờ em bắt đầu lên cho chị em mình hàng sale nhiều khủng khiếp luôn á. Hàng sale bữa nay về nhiều khủng khủng hoảng tinh thần. Ai mà đã tính đồ của hàng 3158 á, chuẩn bị ở lại đây em sang sale nè. Hàng 3158 hôm nay mà ai mà mua ở đâu mà 150, 180 cái áo đó, ở lại đây em bán cho mấy chị luôn 70 ngàn một cái ha. Dạ. Xanh lại cho Thu Thương nè, xanh lá với kem với chị Nguyễn Thảo có đơn. Rồi ai chốt áo luôn mấy bà, để em bóc luôn lần nữa mấy bà ơi. Ai chốt áo nữa không, em chốt luôn lần nè mấy chị. Cái gì vậy, tới chạy lui chốt áo luôn, quăng qua một bên rồi mấy bạn bắt đầu chốt. Trời ơi là trời. Xanh lạ cho Tuyết Sara nè. Chị Kẹo Ngọt, chị nhận được đơn chưa? Sao em thấy shipper nó cứ báo chị không nghe máy á chị Kẹo Ngọt. Đơn của em, đơn của chị, cái đơn sau này đi đơn rồi mà shipper cứ báo chị không nghe máy, không biết là chị nhận được đơn chưa. Rồi lên giùm em nhanh tay, tối hôm nay em lên chị em mình hàng sale bung nóc luôn. Đây chị nào bữa giờ mà mua, à ok chị Kẹo Ngọt nha, tại em thấy nó cứ báo chị không nghe máy không à. Hàng 3158 mấy chị mua 178 ngoài shop á. Hôm nay mua nhà em giá 70 ngàn thôi. Này mấy chị nhìn em nè. Em nói thật với mấy chị là cái lô này mà bà nào không mua là bà đó hối hận, hối hận lắm luôn.
hàng 3158, hàng xịn Quảng Châu của nhà em đó mấy chị. Giờ lên 70 ngàn một áo, có ai bán cho em không mấy chị? Không có ai, không có ai mà đi bán cho em hết trơn á. Đây mấy bà, áo này hiếm khi mà em về lắm nha. Form rộng này nè mấy chị, là mấy chị mua cho em mặc chung với lại quần đùi á. Hiếm khi em về lắm luôn, thỉnh thoảng em mới có hàng thôi. Mà đợt này em gom cho chị em mình được một ít, khoảng tầm được mấy chục áo thôi. Em lên chị em mình giá 70 ngàn. Thấy ghê chưa? Trời ơi, người ta bán trăm mấy, mình bán 70 ngàn. Người ta bán 100 mấy, còn tôi bán 70 ngàn nè mấy bà. Trời ơi là trời, rồi lên nhanh nha. Mã này lên nhanh, mỗi mẫu nó chỉ có một cái thôi. Ai chốt lên em luôn, hàng 3158 nha. Đang mang của em, mấy chị lên giùm em mã này sẽ là mã vàng, 70.000 vàng. 70k cho em màu vàng. Rồi chốt vàng lên vàng em 70 thôi mấy chị ha. 70k màu vàng. Màu này chị em mình chốt lên cho em là gấu bơ nè. Hình đẹp ghê chưa? Mà có 70 ngàn thôi đó mấy chị. Rồi, gấu bơ cho em luôn 70k, có đơn gấu bơ. Ai chốt màu em lên là màu vàng mấy chị nha. Vàng cho em 70. Gấu màu bơ cho em 70. Vàng em chốt cho Hạnh Phạm nè. Trời ơi, hàng 3158 đó mấy chị, mặc 70 ngàn thôi. Ừ. Đây. Rồi, gấu bơ cho em có đơn ha. Gấu bơ cho chị có Út có đơn nè. Gấu bơ chị có Út có đơn, mỗi mẫu nó có một cái thôi, chậm tay là hết liền. Trời ơi, cái màu nó đẹp giả mang con ngang luôn á. Màu đẹp giả mang con ngang luôn á. Màu này lên cho em là màu nâu cà phê, 70.000 đồng nâu cà phê. 70 nâu cà phê giùm em luôn. Rồi, 70 cho em nâu tay. Đẹp và dày, mọi nhà chất của nó là chất tuyết mưa, chất chất gì ta? Chất gì hay gọi là tuyết gì em quên mất tiêu rồi. Cái gì tuyết ta? Cái gì tuyết em quên mất tiêu nè. Cái chất này đẹp lắm luôn mấy chị. Chất này là hàng đắt tiền mà mấy chị mua 190, 180 trong shop đó. Em sale với chị 70 ngàn một cái thôi. Nè, màu lên chơi là màu nâu tay nha. Màu này là nâu cà phê. Đó mấy chị thấy mấy cái màu áo nhà em không? Trời ơi, nhìn một cái là mê liền luôn đó. Nhìn một cái là mê liền. Mà lô này em lấy mấy chị em sale với chị 70 ngàn đó. Màu cà phê chị Thùy Linh có đơn. Rồi em còn màu nâu tay mấy chị. Nâu tay em còn nè. Ai chốt nâu tay lên nâu tay giùm em luôn nha. Nâu tay cho chị có Út luôn nè. Rồi 70.000 đồng cho em một áo. Rồi em hết nâu tay luôn nha, chị Ngọc Lành Phạm hết. Rồi lên cho em màu này là màu đỏ đô. Trời ơi cái màu. Em nói là hàng 3158 nha, em đỉnh lắm mấy chị nha. Em bán, em ít khi nào về lô này lắm, chắc khoảng 2 tháng về có một lần thôi mấy chị. Rồi em còn đỏ đô này, hai cái đỏ đô. Ai chốt đỏ đô lên đỏ đô em luôn, hai cái đỏ đô. Mấy cái màu này cực kỳ trắng da luôn. Rồi, đỏ đô em còn nha. Màu này chị em mình chốt lên cho em hồng ruốc nè. Đỏ đô cho Mỹ Lệ có đơn nè. Hồng ruốc mấy chị ơi, ai lấy hồng ruốc hay hồng ruốc em luôn nè. Hồng ruốc cho em luôn 70.000 đồng. Trời ơi nó đẹp. Xỉu, xỉu ốc, xỉu đau. Đỏ đôi cho Di Di có đơn nè. Đỏ đôi Di Di có đơn. Thúy Như Hoàng hết nha em ơi. Rồi em còn màu hồng ruốc mấy chị nha, 70 hồng ruốc. Em có hồng ruốc nha, chị may lên hết luôn. Màu rêu giùm em. Trời ơi rêu á chị ơi, rêu em được 3 cái 4 cái rêu luôn nè. Em được 4 cái rêu luôn mấy chị ơi, màu rêu đẹp ghê chưa? Xuất sắc quá, xuất sắc luôn. Có một có 70.000 đồng một cái thôi. 70.000 một cái, khủng hoảng tinh thần chưa? Rồi, ai chốt lên liền em luôn mấy chị nha. Hồng ruốc hay Thu Thương có đơn nè. Hồng ruốc Thu Thương có đơn. Rồi em còn màu rêu nha. Ai lấy rêu lên rêu em luôn. Lấy rêu lên giúp em mã rêu 70.000. Em nói rồi mà, tối nay em lên nhiều hàng đẹp mà tại mấy chị không tin thôi. Cái hàng này là mới mở đầu thôi đó mấy chị. Màu đen nè, ai chuộng màu đen thì chốt liền màu đen giùm em luôn. Đỏ đô em hết rồi chị ơi. Em còn màu xanh rêu nè. Em thấy thường ngày khách nhà em. Trời ơi 70kg bao hàng cho gái luôn gái. 70kg bao cho gái luôn. Màu rêu cho phơm rộng chị ơi. Màu rêu chị Tường Vivu nè. Em hết đỏ đô rồi. Đen cho chị Mai Linh có đơn. Đen em còn nha. Chị nào chốt đen đen em luôn. Em còn rêu với đen. Em thấy rêu là mấy chị này hay giành nhau lắm luôn á. Màu rêu là hay giành nhau lắm luôn á mà sao. Bữa nay không ai giành rêu ta. Rêu chị khác vọng mình điên nè. Xanh lạ con. Đen cái Thu Thương. Lấy giùm vợ với. Rồi đen cái Thu Thương có đơn. Rồi em hết đen mấy chị, em hết đen. Màu rêu em còn. Rêu cho chị Ngọc Thanh Nguyễn có đơn nè. Rêu chị Ngọc Thanh Nguyễn có đơn. Rồi còn một cái màu rêu nha. Còn một cái màu rêu. Đây màu này đưa ra một cái là dành nhau liền luôn nè. Em nói rồi mà, màu này đưa ra một cái là dành nhau liền. Trời em nói thiệt với chị luôn, màu này là màu hãng luôn mấy chị. Màu này đẹp xuất sắc luôn. Một cái màu xanh coban mà nó không có quá nổi với mấy chị. Xanh coban đẹp luôn á. Trời ơi màu này đẹp quá. Chị Hồng Đào đi đơn chung với chị Trang Huyền. Em gửi theo địa chỉ của chị Trang Huyền rồi chị ơi. Em gửi theo chị địa chỉ của chị Trang Huyền rồi. Chị Trang Huyền chị nhắn tin cho em rồi chị ơi. Rồi rêu chị Ngọc Thanh Nguyễn có rồi nha. Chị ơi 40 cho tới 70 kg mang được. Cái phone này chị thấy không, em cũng là có 45 kg nè chị. Em có 45 kg hồi nãy em mới mặc chị xem mẫu rồi đó. Xanh coban thì chị Mai Nguyễn nè. Rồi xanh coban chị Ngọc Lành Phạm. Em mới vừa mặc mẫu luôn đó chị. Rồi xanh coban chị Tường Vivu. Có 70 ngàn một cái bao hàng với chị luôn. Rồi còn một cái xanh nữa hết luôn.
một cái rêu một cái xanh hết đây đỏ đô cũng có mẫu này đẹp nữa mấy chị, xanh cô ba này chị Mai Linh có đơn rồi, em còn một cái rêu nữa hết mấy chị, 70.000 rẻ bèo nhèo luôn đúng không mấy chị, quá rẻ luôn. Mà về những cái vải này mấy chị bị ghiền đó nha, cái vải này ở trong shop bán 170, 180 không mà. Đây mấy chị, hồi nãy ai chưa lấy được đỏ đô lấy cho em mã này nó có hình mặt cười rất là xinh luôn, một cái hình mặt cười siêu xinh cho em luôn nè mấy chị nè. Rồi lên cho em nhanh tay mấy chị nha, em hết xanh coban rồi, em còn cái xanh rêu nè, ai lấy xanh rêu lên xanh rêu mà em luôn, còn cái xanh rêu nha. Màu em đang cầm trên tay là màu đỏ đô giùm em, ai chốt đỏ đô lên đỏ đô, mã này mặc với lại ok chị Cúc Thu Cúc một cái rêu, Cúc Thu Cúc một cái rêu nè. Rồi em còn đỏ đô thôi mấy chị, ai chốt đỏ đô lên đỏ đô giùm em luôn nha. Rồi, đỏ xanh, đô cho em luôn. Xanh lá đúng không? Ừ cái đó là xanh lá. Đây xanh lá đúng không? Ừ chồng để cái này cho bỏ like, chồng lấy trong bịch đi bỏ bill kìa. Rồi xanh rêu em hết rồi, em chỉ còn đỏ đô. Xanh lá còn. Chị có đỏ đô. Chị Tường Vi Vu chốt mã đỏ đô này đi chị ơi, chị chốt mã đỏ đô này đi, đỏ đô hồi nãy chị không có đâu. Chị Hường trồng đỏ đô nè. Rồi ai lấy đỏ đô lên đỏ đô cho em nha. Thu Thu có đỏ đô nè, có 70.000 một cái mấy chị ơi, mà có mấy chục cái thôi à. Hàng này không có nhiều đâu, có mấy chục cái thôi mấy chị. Mấy chục cái thôi mấy chị ơi. Chốt nhanh tay có đơn. Dạ em còn đỏ đô chị. Yếm xe S được đó kìa, đây kìa, trên đó nè. Chị chốt mã đỏ đô này lên giùm em đỏ đô ha chị nha. Đỏ đô cho Mỹ Lệ có đơn nè. Đỏ đô Mỹ Lệ có đơn. Rồi ai lấy đỏ đô lên cho em còn một cái đỏ đô cuối cùng. Ít cái xanh coban nè, xanh coban với xanh bơ nè. Dạ em không có, em chỉ có quần legging dài thôi, tí em lên quần legging dài cho chị nha. Hôm nay legging dài em cũng sale luôn, tí này cho vợ một cái quần legging dài với chồng. Này đẹp chưa, sơn đuổi hoàn toàn đẹp lắm luôn nha. Em còn cái xanh coban này với lại một cái xanh bơ. Ok chị đỏ đô chị Tường Vi Vũ nè. Đây mấy chị ơi, một cái xanh bơ và một cái xanh coban. Trời ơi má ơi, tí tôi lên cho mấy bà quần legging dài hàng xịn của tôi, mặc ngoài hàng có túi á, hàng xịn cho bà giá sale luôn, được chưa, để mặc với cái này. Lên giùm em nhanh tay, xanh bơ chị Tường Vi Vũ nè. Rồi xanh coban nè, hồi nãy ai hụt thì lấy cho em mã này nè, xanh coban em còn cái này nè. Đây mấy cái mã toàn là những cái màu đậm đậm, màu đẹp lắm mấy chị. Coban này chị Hương Nghê có đơn nè, xanh bơ em hết rồi. Coban chị Hương Nghê có đơn, đây bà đã chốt lên cho em luôn. Đây đỏ đô em còn mẫu này nữa nè, đỏ đô em còn mẫu này nữa mấy bà ơi, đẹp xuất sắc cho chị em mình luôn. Ui cái màu đẹp thế nhờ, màu đẹp ghê á, màu đẹp xỉu luôn á. Đỏ đô cho Mỹ Lệ có đơn nè em, trời ơi màu đẹp xỉu luôn á, màu này mặc không trắng da không lấy tiền luôn mấy bà ơi. Thì các bà nào mua về mà mấy bà mặc chung với quần đùi á, tôi thiệt với bà luôn. Trời ơi nè thấy không, đó tôi 45kg này bà thấy không, nói chung là nó phong rộng, mặc nhỏ con mà cũng đẹp, mà chị tàu to con mà cũng đẹp luôn. Trời ơi đẹp lắm nàng ơi. Rồi đỏ đôi chị em có đơn nha mấy chị ha, đỏ đôi chị Ti Ti có đơn nè. Áo đen tay dài có viền xeo đằng bèo đằng trước á, đen tay dài có viền bèo đằng trước á. Ủa sao chị không thấy ta, không thấy đơn ta. Thí Như Hoàng có đỏ đô nè, sao chị không thấy đơn cái đó ta. Thí Như Hoàng có đỏ đô rồi, hết đỏ đô luôn nè. Thì chứ bán 70.000 một cái mà không chốt nữa là thôi. Xỉu, chị Vũ Hạnh hết đỏ đô nha. Vũ Hạnh hết đỏ đô, chị Đoàn Tâm hết đỏ đô. Đây mấy chị lên gấp giùm em mã này. Màu trắng giùm em có một cái màu trắng mấy chị ơi. Màu trắng em Xuân có một cái, hồi nãy chị nào bị hụt màu rêu đâu, em Xuân đây có màu rêu nữa bà, hai cái màu rêu nè. Hồi nãy ai bị hụt mã màu rêu lên lại giùm em luôn, rêu em có hai cái, ai lấy rêu giùm em luôn, 70.000 một cái rêu, hàng 3158 nha mấy chị nha, hàng đẹp xỉu luôn. Màu đen em còn một cái nè. Đen em Xuân còn một cái, còn nhiều lắm mấy chị. Yên tâm, chốt hụt cái này chứ chốt cái khác giùm em. Đây. Sơn toàn bộ cho em, cái nước sơn đó là sơn nổi nha mấy chị nha, nước sơn toàn là sơn nổi. Rêu cho Ti Ti. Trắng cái chị Ngọc Thanh Nguyễn, đi đơn hết rồi em ơi. Đi đơn hết rồi. Rồi rêu em chốt cho chị Viên Lê. Rêu cho chị Viên Lê có đơn nè, rồi em còn đen. Em còn đen cho chị Di Di. Chị Đăng Lê hết nha. Đăng Lê hết. Đăng Lê hết giùm em. Rồi, đây, đen em còn mẫu này nè. Chị Mỹ Hạnh Trần, chị Mỹ Hạnh Trần hết nè. Chị Mỹ Hạnh Trần hết. Rồi đen cho em mấy chị ơi, em còn đen này nè. Em còn đen này được không? Bà nào chốt đen lên đen này giùm em nha. Cái này lên cho em mã chữ đen đi. Ha. Rồi, chị Mỹ Hạnh Trần ơi. Đen này được không? Chị Phương Thúy Ngô đen này được không? Lên cho em là chữ đen nha. Đây chữ đen em được 3 cái, 4 cái nè. Chữ đen em xuống được 4 cái, ai chốt chữ đen là chữ đen luôn cho em 70.000. Nói chung là nó hiếm lắm mấy chị ơi. Em mấy chị thấy em lên cái nào hết cái đó, tại vì cái này
nó là hàng sale, hàng sale mấy chị nghĩ là cái này người ta bán 178 đó, mà em lấy của shop đó người ta sale mấy chị, nó mới được giá này cho mấy chị chứ làm gì được giá này. Đây một reel em có mẫu này nè, reel em có mẫu này mấy chị lên cho em là chữ đen chữ reel nha, chữ đen chữ reel nè, đó chữ đen chữ reel cho em, reel em được ba cái, reel em được ba cái nè, đen cho chị Hương Nghê đó, ai lấy đen lên đen, ai lấy reel lên reel em luôn. Màu bơ thì mấy nói chị nè, xanh bơ em xưng có một cái nè, ai chốt xanh bơ lên xanh bơ em luôn, xanh bơ, cái đó là xanh bơ với chị nha, còn cái này cho em là vàng bơ nè, cái này là vàng bơ đấy, 70.000 quá rẻ bèo, xanh bơ vàng bơ mấy chị nha, xanh bơ vàng bơ đây reel nè, rồi chữ đen, rồi ai chốt lên em luôn, xanh bơ với vàng bơ. Ngọc Hải Nguyễn ơi comment rõ ràng em chị ơi, có xanh bơ với vàng bơ chị ơi, có xanh bơ với vàng bơ nên comment rõ rõ ra giùm em. 70.000 cái nhớ nha, chốt hai cái trở lên nha, một cái không đi đơn đâu mấy chị, một cái em xin không đi đơn đâu. Vàng bơ chị Mỹ Hành Trần, rồi vàng bơ chị Mỹ Hành Trần, rêu chị Đăng Lê, khách mới chốt hàng có số điện thoại lên không, có số điện thoại xong không chốt đâu nha mấy chị nha, khách mới chốt hàng có số điện thoại xong không chốt đâu. Rồi chữ rêu cho chị, cho Hồ Diễm My nè, chữ rêu cho Hồ Diễm My. Ý hồi nãy ai chốt cái gì ta, vàng bơ rồi, rêu chị Đăng Lê, rêu chị Đăng Lê rồi nè, chị Thùy Linh hết vàng bơ rồi, em còn xanh bơ, chị Ngọc Hải Nguyễn xanh bơ nè, Ngọc Hải Nguyễn xanh bơ, rồi em còn rêu với lại đen, em còn rêu với đen mấy chị ơi, còn rêu với đen là hết nha, còn rêu với đen là hết, chị nào chốt rêu với đen làm em. Rồi xanh này lên trên là xanh ngọc, xanh ngọc lên giùm em mấy chị ha, em hết xanh bơ với vàng bơ, em chỉ còn chữ rêu với chữ đen thôi nha, còn chữ rêu và chữ đen chị Ánh Tuyết hết, chị Vân Huệ hết nè, Thúy Như Hoàng hết, Hương Nghe hết, lên trên mã này luôn là xanh ngọc có đơn, xanh ngọc được hai cái, xanh ngọc được hai cái, xanh rêu là dễ mang nhất đó mấy chị, xanh rêu là dễ mang nhất nè. Đó mấy chị đang chui chốt cái rêu này xong em từ từ lên cái rêu này đi, mất con là rêu lỗ đó, xanh ngọc cái chị Ngọc Hải Nguyễn nè, xanh ngọc chị Phương Thúy Ngô, rồi hết xanh ngọc luôn. Các bill dòng ơi, đỏ rượu giùm em, ờ đỏ rượu giùm em, để đẹp chưa mấy chị không, có một cái thôi nha, đỏ em có một cái thôi, ai chốt đỏ lên đỏ em luôn, ai chốt đỏ lên đỏ em luôn. Em hết xanh ngọc rồi chị ơi, em hết xanh ngọc nha, ai lấy đỏ lên đỏ giùm em luôn mấy chị nha. Rồi em lên mã xanh ngọc này nè, chị Luyến Vũ Thị với chị Đăng Lê á, chốt cái này lên giùm em là chị Mai Nguyễn hết luôn, em có mã xanh ngọc này lên giùm em là mã chữ xanh ngọc nha, comment mã chữ xanh ngọc cho ông lũ với kia nha, mã chữ xanh ngọc giùm em có đơn ha, đỏ cho chị Nga Phan có đơn nè, đỏ chị Nga Phan có đơn, rồi mã chữ xanh ngọc cho em có đơn nè, xanh ngọc chữ với chị nha, xanh ngọc chữ giùm em. Rồi chốt mã này nha, chị Đăng Lê với chị Ngọc Lành Phạm có nè, Đăng Lê với Ngọc Lành Phạm có mã chữ xanh ngọc nè. Rồi em này lên trên là mã chữ trắng, em này còn mấy cho em là mã chữ trắng có đơn 70.000 mấy chị ơi, đẹp quá là đẹp thôi, xỉu luôn, nó ai mà không chốt được cái này nữa thôi. Rồi chị Đoàn Tâm, chị Đoàn Tâm chỗ em không biết luôn, nó hình như là chị có một cái rồi mà em biết cái gì thôi, Mỹ Lệ trắng nè, chị có một cái rồi mà em không biết cái gì thôi à. Rồi em hết xanh ngọc rồi nha, em hết xanh ngọc, mã này lên giùm em luôn, chị Dương hết xanh ngọc rồi nha chị ơi, trắng em hết rồi, lên cho em mã này là nâu luôn mấy chị, ai chốt nâu lên cho em gấu nâu nè, gấu nâu 70 giùm em có đơn, gấu nâu cho em luôn 70 có đơn, gấu nâu 70 có đơn giùm em luôn. Rồi lên giùm em mã này, mã này cho em mình chốt lên cho em luôn là màu màu sắm tro, à, màu tro mấy chị, màu tro nha, đây màu tro giùm em nè, cái này lên giùm em luôn, mã này cho em là mã gấu tro, gấu tro cho em có đơn, màu trắng hết rồi, trắng hết sạch, gấu tro. Mã này lên cho em là mã viền be, màu be đó mấy chị thấy không, ít lắm, mỗi màu nó có được một cái thôi, nó ít, mấy chị phải comment nhanh tay lên. Chữ trắng em hết rồi, em hết trắng rồi nha mấy chị nha, cái này lên cho em là màu be nè, màu be cho em 70 luôn, em còn màu nâu, em còn màu tro, với lại em còn màu be, màu rêu, màu đen, được chưa, cái này lên cho em là xanh bơ có đơn nè, xanh bơ 70, xanh bơ cho em xuống 70 có đơn mấy chị nha, gấu nâu cho chị Mỹ Hạnh Trần có đơn nè, gấu màu nâu cho chị Mỹ Hạnh Trần nè, rồi, gấu nâu Mỹ Hạnh Trần lên cho em mã xanh bơ. Ha, xanh bơ em luôn. Chị Thùy Linh comment gì ta? Chị Linh comment gì ta? Xanh bơ cho em luôn mấy chị, 70 xanh bơ. 70 xanh bơ em. Trời ơi, nó lạc vào đây một cái áo thái rất là đẹp luôn. Nó lạc vào đây một cái áo thái rất là xinh luôn, lên cho mấy chị luôn, 70.000 luôn. Xanh bơ chị Đăng Lê. Màu hồng với chị em Rin sô cô la nè. Trời ơi má ơi, siêu đẹp. Rồi xanh min giùm em luôn, xanh min cho em có một cái xanh min,
Chị nào chốt xanh min lên xanh min em nha. Hồng em hết rồi, hồng em chốt chị em Rin Sô-cô-la rồi, chị Nguyễn Thủy ơi. Rồi lên cho em là xanh min, chốt xanh min lên xanh min giùm em luôn. Xanh min 70, chữ đen cho em 70. Xanh bơ hết rồi chị Nali. Chữ đen cho em 70 nè. Rồi, ui có một cái màu xanh lạ lạ nè. Một cái màu xanh này lạ lắm luôn á. Này, xanh này xinh ghê chưa. Xanh này lên cho em là xanh lá nha. Xanh lá giùm em nha, xanh min thì chỉ có Út có đơn nè. Xanh min thì có Út có đơn. Rồi ai chốt xanh lá lên xanh lá giùm em luôn. Cái này đẹp ghê chưa, hàng 3158 xanh lá. Rồi, xanh min em hết rồi chị Thùy Dương comment chậm quá vậy. Rồi, chữ đen cho chị Nguyễn Kiều nè. Chữ đen cho Diễm Kiều có đơn. Ai chốt lên cho em luôn là má xanh lá. Xanh lá chị Đăng Lê. Xanh lá chị Đăng Lê. Rồi em hết xanh lá luôn, em hết xanh lá. Hết xanh lá nha. Mà này lên mẹ, ui trời ơi, cái áo này đẹp quá vợ. Xinh quá vợ, lên cho em mã gấu đen có cái tay màu vàng nè. Gấu đen có cái tay màu vàng nha. Ánh Tuyết này bom hàng rồi nè. Bom cục hàng về, ship gọi không nghe, Ánh Tuyết nè. Rồi, hàng 3158 em ơi. Trời ơi mà chị bán có 70 ngàn đó. Đừng có tưởng hàng dỗm nha em nha. Không phải hàng dỗm đâu em. Hàng 158 thì chị săn được giá rẻ, chị bán rẻ thôi. Chứ chị cũng không có bao phải như người ta đú trend là bán mắc đâu. Đây cái này lên trên chữ trắng nha chị nha. Ai chốt chữ trắng lên chữ trắng em luôn. 787 bo rip hả em. Hôm nay chị sale toàn bộ em ơi, ở lại để xem like. Hôm nay chị sale toàn bộ em yên tâm. 787 chị còn nhiều lắm, tí hồi chị sale hết. Lên trên mã chữ trắng có đơn quá chị. Ai chốt chữ trắng lên trên chữ trắng nè. Chữ trắng 70, hết cái này là chị lên 787 đó em. Rồi chị lên Thái nữa, Thái nhà chị đang còn khoảng tầm được 30 cái lên sale luôn. Rồi cái này lên cho là hình trắng. Hình trắng cho em có đơn nè, cái kia là chữ trắng, còn đây cho em là chữ hình trắng. Ánh Tuyết. Không không, trời ơi, ở đây có quá chữ Ánh Tuyết vậy. Ánh Tuyết số đuôi 239 chị yêu ơi. Còn chị Ánh Tuyết này em có quen chị đâu, em có biết chị đâu, đã mua hàng em lần nào đâu trời. Ánh Tuyết không muốn chính đã mua hàng em lần nào đâu mà biết. Rồi, trời ơi, mấy chị ơi, mấy chị phải từng mua hàng em mới lên app bom hàng, còn mình không có liên quan tới em là đừng có lo, em không có nói tới mấy chị đâu. Khi nào mà mấy chị nào đã mua hàng em bom hàng thì em mới nói bom hàng chứ. Rồi, hình trắng với chị Đoàn Tâm. Hình trắng với chị Đoàn Tâm có đơn. Nè mấy chị, áo 3158 có cổ với mấy chị nha. Áo 3158 có cổ giùm em. Trời ơi là trời, khổ chưa. Quá đẹp như thế này, lên cho em là mã cổ. Cổ màu xám có đơn. Cổ cho em xuống màu xám có đơn nha. Ai chốt cổ xám thì cổ xám em luôn. Rồi chữ trắng cho chị Luyến Vũ Thị nè. Chữ trắng cho Luyến Vũ Thị có đơn. Rồi lên cho em là mã cổ xám nha. Cổ xám có đơn nha. Hình trắng hết rồi Huế Mini ơi. Đây đỏ đô hồi nãy mà ai bị hụt thì chốt lại cho em mã đỏ đô này. Nãy ai hụt đỏ đô ấy, lên lại cho em đỏ đô này nha. Cho em xương nhanh tay luôn mấy chị ơi. Đỏ đô được 3 cái nè. Mắt công tí hồi dành nhau nữa bà. Đỏ đô cho em 70 nha, còn được 3 cái. Ai chốt đỏ đô lên đỏ đô em luôn, 70 còn được 3 cái duy nhất thôi. Ôi áo phông rộng mà có cổ mà không bà nào chốt hả? Ôi em thấy cái này mấy chị mua hời hơn á mấy chị. Cái này mấy chị mua hời hơn luôn á. Đỏ đô cho Trang Huyền nè. Đỏ đô cho Diễm Kiều có đơn nè. Rồi đỏ đô cho chị Vũ Hạnh có một cái thôi nha chị Vũ Hạnh ơi. Vũ Hạnh có một cái thôi. Rồi cái này lên giùm em luôn mã cổ đen. Áo 3158 mà có cổ mà em nghĩ là mấy chị phải dành nhau đó. Tại vì áo 3158 có cổ này là hơi bị hiếm luôn á. Mà nó mắc tiền hơn cái kia nhiều. Rồi cổ đen cho em. Và cổ cho em màu xanh bơ luôn. Cổ đen, cổ màu xanh bơ cho em có đơn này. Hàng 3158 nhưng mà hàng có cổ với chị nha. Rồi cổ bơ được 3 cái. Cổ bơ em xương được 3 cái mấy chị ơi. Cổ màu bơ được 3 cái nè. Cổ màu đen được 1 cái và cổ màu cho em được 1 cái. Đó ai lấy cổ lên cổ em luôn nha. 75 ngàn cổ. 75 ngàn cho em hàng có cổ. Xong cái này em qua hàng Thái. Xong em qua cho mấy chị hàng Boris. Em nói chị nghe, hôm nay em đang tính lên cho chị em mình là quà cho bé hàng, quà bé hàng Giáng sinh nữa kìa. Mà chưa không biết là có lên kịp hay không nữa kìa. Biết là có lên kịp hay không đây. Nhiều hàng quá. Ôi tính là cũng còn nhiều mà ta. Nãy giờ em nói là hết hàng. Nãy giờ cứ bị nói là hết hàng không ơi. Rồi lên cho em mã hình xanh bơ. Hình màu xanh bơ nữa chị ha. Dạ chị Thùy Dương cho em số điện thoại nha. Cổ ơi cho chị Thùy Dương nè. Chị Dương ơi cho em số điện thoại nha chị Dương ơi. Có gì em gọi em giao hàng chị nha. Có gì để em gọi em giao hàng á. Rồi mấy chị lên giùm em cái này. Bơ từ từ đi không lộn. Mã này lên cho em luôn là mã hình xanh rêu. Hình màu xanh rêu nè mấy chị nè. Đấy thấy chưa, hình con chuột.
màu xanh rêu. Rồi ai chốt lên cho em mã chuột rêu có đơn mấy chị ơi. Ai chốt chuột rêu lên chuột rêu em. Màu đẹp lắm nha. Sao em thấy cái màu đợt này được nhiều ghê á. Đợt trước em được có mấy cái mà dành nhau quá trời luôn. Mà cái màu xanh rêu này hầu như lần nào em lên á là khách em cũng dành nhau. Lần nào em lên cái này khách em cũng dành nhau hết trơn á. Lần nào em lên cái này khách em cũng dành nhau mấy cái màu rêu nè. À rồi ok chị, vậy để em lại cho Lệ lấy luôn ha. Rồi lên cho em mã này nha. Chuột rêu cho em có đơn mấy chị ơi. Chuột rêu chị có Út có đơn nè. Rồi chuột rêu chốt đơn giùm em luôn. Mã chuột rêu, màu rêu màu siêu đẹp luôn. Để mặc thử cái màu rêu cho mấy chị coi. Màu rêu vải siêu đẹp luôn á, vải bao hàng. Dạ rêu chị Thùy Dương có đơn. Ai chốt chuột rêu, chuột rêu em luôn. Tại em không thử được hết mấy chị. Với lại cái đầu em mà thử một hồi tí hồi đầu em vô củ quả luôn á. Rêu chị Thùy Dương nè. Rồi ai lấy rêu em luôn nha. Đây mấy chị. Ôi màu này đẹp lắm luôn á. Màu này trắng lắm luôn mấy chị. Màu này siêu siêu trắng. Rồi rêu cho em có đơn nha. Rêu chị Viên Lê có đơn nè. Rồi em còn một cái rêu nữa là hết. À hai cái rêu nữa là hết. Hai cái rêu nữa là hết nè. À ba cái rêu, ba cái rêu. Rồi chuột em màu bơ luôn. Dạ chị Dương có rêu rồi đó chị. Chị Dương có rêu rồi. Chuột cho em màu bơ luôn nữa bà nè. Ai lấy chuột bơ lên chuột bơ giùm em luôn nha. Chuột rêu và chuột bơ. Rêu là em đang mang nè. Còn cái này lên bơ giùm em nè. Chuột rêu, chuột bơ và chuột trắng cho em có đơn nè. Cái vải chuột này em được mấy màu, ba màu. Chị Khánh Vi chốt rằng lấy xuống hoài giùm Xuân chị ơi. Mã chuột kèm màu giùm em luôn. Chuột cho em màu trắng, chuột cho em màu vàng bơ và chuột cho em luôn màu rêu em Xuân đang mang nha. Rồi ai lấy chuột lên chuột giùm em luôn, em qua mẫu. Lấy chuột lên chuột giùm em qua mẫu. Màu bơ chị Ngọc Thanh Nguyễn nè. Rồi chuột kèm màu cho em luôn nha. Chuột kèm màu 70k. Chốt từ hai cái trở lên nha. Một cái Xuân không đi đơn được đâu mấy chị ơi. Một cái không đi đơn được đâu. Đây trời ơi, đẹp chưa mấy chị. Nơi đỏ giùm em nha. Dạ ok chị Khánh Vi nè. Chị Khánh Vi có chuột mà. Chị Khánh Vi có chuột màu bơ nha. Khánh Vi có chuột rêu. Sorry. Rồi vàng bơ cho Thu Thảo có đơn nè. Bơ Thu Thảo có đơn. Rêu chị Nguyễn Nhung có đơn. Rồi ai lấy rêu lên rêu em mấy chị nha. Nơi đỏ giùm em mấy chị ơi. Nơi đỏ cho Nga Phan. Rồi nơi đỏ cho em luôn. 70 Khánh Vi ơi. Trời ơi Xuân đang sale đó Khánh Vi. Xuân đang sale đó Khánh Vi ơi. Cái này người ta bán 178 cái ơi. Nơi đỏ chị Vũ Hạnh có đơn nè. Cắt bill chồng ơi. Nơi đỏ cho em Xuân có đơn. Ai chút nơi đỏ lên nơi đỏ luôn. Ok. Rồi nơi đỏ màu đỏ đô. Màu đỏ đô nha. Mấy cái màu này thấy toàn là màu trắng da không. Nơi đỏ cho Ngọc Thanh. Rồi nơi đỏ cho chị Mỹ Hạnh Trần. Rồi cái này lên cho em vàng mấy chị nè. Chữ vàng có đơn. Chữ vàng cho em Xuân có đơn luôn. Ai chốt chữ vàng lên chữ vàng em. Đẹp chưa mấy chị. Trời cái áo nó phải đỉnh như thế này chứ. Nó phải đỉnh như thế này chứ trời. Lên cho em mã chữ vàng được 3 cái nè. Chữ vàng cho em Xuân được 3 cái. Ai chốt chữ vàng lên chữ vàng luôn. Chữ vàng được 3 cái có đơn. Rồi cuộc cuối cùng là hết hàng luôn nè. Em nói với chị rồi mấy chị không chốt nhanh là hết. Không chốt nhanh là hết. Chữ vàng cho chị Vũ Hạnh nè. Và chữ vàng cho chị Thùy Dương. Rồi chữ vàng cho chị Khánh Vi. Mã này cho em là mã chuột màu xanh. Chuột xanh có đơn mấy chị nha. Xanh này siêu đẹp luôn. Xanh này dạng như xanh lá mạ mấy chị. Rồi chuột xanh có đơn. Ai chốt chuột xanh lên chuột xanh giùm em luôn. Chuột màu xanh. Lấy chuột xanh lên chuột xanh giùm em luôn. 70 chuột xanh. 70 cho em chuột xanh có đơn. Rêu này nó là rêu bộ đội nha mấy chị. Màu bộ đội nha. Chị nào chốt lên cho em màu này sẽ là màu xanh bộ đội với chị. Xanh bộ đội nha. Rêu này nó dạng là rêu bộ đội nha mấy chị ha. Rồi chuột xanh cho chị Nguyễn Trang. Chuột xanh cho chị Thùy Dương. Rồi lên cho em màu này là màu bộ đội với chị nha. Màu bộ đội này em có 2 cái thôi nè. Màu này đẹp lắm luôn đó nhưng mà có 2 cái thôi. À có. Ừ có. Có một cái mấy chị, màu bộ đồ này có một cái thôi nha. Ai lấy màu xanh bộ đồ lên giùm em luôn. Xanh bộ đồ em có một cái thôi. Còn này lên cho là xanh rêu nè. Xanh bộ đồ có một cái, còn này lên cho là xanh rêu. Xanh rêu cũng có một cái luôn. Cái mã chữ nè mấy chị nè, chữ đơn giản cho em một hàng như vậy thôi nè. Thấy không? Rồi lên cho là màu xanh bộ đồ với màu xanh rêu giùm em luôn có một cái thôi. Màu này lên cho em là màu xám cho. Màu bộ đồ chị Thùy Dương có đơn nè, màu này xám cho giùm em mấy chị nè. Xám cho cho em có đơn, xám cho em có một cái mấy chị nè. Sắm cho em Xuân có một cái thôi nha. Ai chốt sắm cho lên sắm cho luôn. Sắm cho em một cái duy nhất. Sắm cho em có một cái duy nhất thôi.
70. Vải đẹp ghê luôn á trời. Màu cam giùm em luôn á chị nha. Ai lấy cam lên cam. Cam có một cái. Cam có một cái. Mã này lên giùm em là cam sữa. Mã này cho em xuống luôn là màu cam sữa mấy chị. Cam sữa cũng có một cái luôn nha. Cam có một cái và cam sữa có một cái. Em này lên cho em là mã chữ đen. Cam cho chị Nguyễn Trang. Rồi cái này lên cho em là chữ đen mấy chị nha. Cam chị Nguyễn Trang, chị Khánh Vi hết cam rồi nha. Em còn cam sữa thôi. Cam sữa chị Vũ Hạnh. Cam sữa chị Vũ Hạnh. Rồi cái này lên cho em là mã chữ đen. Không có một cái chữ đen. Chữ đen có một cái thôi. Chị Khánh Vi là hết cam nha. Chị Khánh Vi nha. Khánh Vi là hết cam á. Rồi cho em mã này luôn. Ghê chưa. Màu đỏ đô giùm em còn lại một cái nữa mấy chị ơi. Đỏ đô còn một cái cuối cùng. Lên trên là mặt cười đỏ. Mặt cười đỏ có đơn. Ai lấy mặt cười đỏ lên mặt cười đỏ giùm em luôn. Mặt cười đỏ cho em có đơn nha. Lấy mặt cười đỏ lên mặt cười đỏ. Em này cho em mã hình xanh. Hình xanh cho em 70. Và hình nâu cho em 70 luôn. Hình xanh 70 và hình nâu 70. Trời ơi đẹp quá. Này áo đẹp ghê chưa. Màu đúng đẹp luôn á. Mặt cười đỏ cho chị Hồ. Mặt cười đỏ cho Hồ Diễm My. Mặt cười đỏ cho Hồ Diễm My nè. Chị Thùy Dương hết mặt cười đỏ nha chị ơi. Rồi em vô lại cho mấy chị coi màu nha mấy chị nha. Vô lại cho mấy chị coi màu một lần đó là hết cái này nè. Là hết áo này luôn rồi đó. Áo này mặc siêu siêu đẹp luôn mấy chị. Áo này mặc siêu đẹp luôn. Nó mặc quần jean gì cũng đẹp hết trơn. Em vô lại mẫu cho mấy chị coi là hết áo này nha. Màu em đang cầm mấy chị lên cho em là mã hình nâu. Hình màu nâu nè. Rồi hình cho em xuống luôn màu xanh bơ. Hình nâu hình bơ cho em xuống luôn có được. Hình nâu hình bơ. Rồi hình nâu hình bơ nè. Mã này chị em luôn là mã chữ đen. Em vô là một lượt đó là hết áo nha mấy chị nha. Hình nâu chị Hương Nghe. Em vô một lượt đó thôi là hết áo nè. Chị Thùy Dương hết hình nâu rồi. Em còn hình bơ. Cái này lên trên là mã chữ đen. Ai chốt chữ đen là chữ đen em luôn. 70 chữ đen. Chữ màu đen 70. Em này lên cho em luôn là chữ màu tro. Màu tro cho em luôn 70 chữ màu tro. Chữ màu cho 70. Chữ màu xanh rêu cho em luôn 70. Rêu này nó nhạt hơn cái rêu đang mang mấy chị không. Rêu này nó lạ lắm nè. Nãy giờ mà ai chốt rêu rồi. Cái màu này nó khác cái màu đó. Mấy chị không có giống đâu. Rồi cái này lên cho em là chữ màu rêu. Chữ màu rêu cho em. Em này comment cho em là mã cổ màu xanh bơ. Chốt cổ xanh bơ lên cổ xanh bơ. Nó cùng form mấy chị nhưng mà nó có cổ. Cổ màu xanh bơ. Cổ cho em xung luôn. Màu này sẽ là màu đen. Màu đen nè. Cổ xanh bơ. Cổ đen. Rồi cổ màu cho. Rồi chữ màu rêu chị Thùy Dương có đơn. Chữ rêu chị Dương có đơn nè. Chữ màu rêu chị Dương có đơn. Chữ màu rêu chị Đăng Lê với lại Su Trần hết nha. Su Trần hết. Rồi rêu em đang mang nè. Chị nào lấy rêu đang mang lên trên là mã chuột rêu nha. Em đang mang lên trên là mã chuột rêu. Rồi cái này lên trên là cổ màu tro mấy chị nè. Cổ màu tro chốt đơn giùm em luôn. Cổ màu tro. Trời em thấy cái này đẹp mà nãy giờ không ai chốt ta. Cái này dễ thương lắm luôn đó. Nhìn mang cái này nó kiểu quậy quậy nghịch nghịch đó mấy chị. Mã này lên trên là mã gấu đen. Lấy gấu đen đi, gấu đen giùm em luôn. Màu be nè, nãy giờ đâu có màu be đâu. Mấy chị muốn mua khác màu lấy cho em cái mẫu này. Nó là màu be mấy chị nha. Rồi màu be cho em luôn, 70 có đơn màu be. Em này cho em là mã gấu màu tro. Màu này đẹp mà nãy giờ không ai chốt nè. Gấu màu tro cho em xuống luôn 70. Đây. Chữ cho em màu xanh rêu. Chữ màu xanh rêu giùm em. Chữ màu xanh rêu và chữ cho em luôn màu đen. Hai màu. Chữ đen, chữ xanh rêu. Chữ đen và chữ xanh rêu cho em đúng mấy chị ha. Gấu màu tro cho Thu Thủy nè. Rồi chữ màu đen và chữ màu xanh rêu cho em. Màu be cho chị Suri Heo. Màu be chị Suri Heo luôn. Rồi 70 chút đâu nhanh tay. Nhanh tay. Nhanh nha. Hôm qua mẫu mấy chị ơi. Gấu màu tro. Gấu màu tro hết rồi chị ơi. Chị kia lấy rồi. Chữ đen cho Thu Thủy có đơn nè. Chữ đen Thu Thủy có đơn. Màu be. Hả? Hết rồi. Chữ đen với chữ rêu chị Vũ Hạnh. Gì ta? Chị Luyến Vũ Thị hết rồi chị ơi. Luyến Vũ Thị hết rồi. Chữ đen với chữ rêu ai chốt lên cho em luôn nha. Chữ đen chữ rêu cho em luôn có đơn. Chữ đen chữ rêu cho em có đơn. Cái này lên cho em luôn. Gấu màu xanh. Chốt gấu xanh lên gấu xanh giùm em luôn. 70 gấu xanh. Gấu xanh 70. Và mã này là giống cái mã em đang mang. Cái mã em đang mang là nó có hai màu rồi mấy chị nè. Chuột cho em màu trắng và chuột cho em xuống luôn màu rêu. Chuột trắng, chuột rêu có đơn. Ai lấy chuột lên chuột em luôn. Và màu này lên cho em là màu đỏ rượu. Có một cái duy nhất thôi. Đỏ rượu em xuống còn một cái duy nhất. Ai chốt đỏ rượu lên đỏ rượu em luôn nha. 70 đỏ rượu. 70 cho em xuống đỏ rượu có đơn nè. Gấu xanh cho chị Su Trần nè.
chốt đủ hai sản phẩm giùm em nha. Rồi chuẩn bị em qua Thung Ôm, sau đó em sẽ qua Thung Thái luôn nha mấy chị nha. Thung Thái sau đó qua Thung Ôm luôn nha. Tí nó hồi lên đồ bé đó mấy bạn nè. Màu đỏ rượu với chị Suri Heo. Rồi, ai lấy mẫu nào nó lên giùm em luôn nha. Em qua hàng nha mấy chị nha. Qua hàng này, hết hàng này rồi đó. Hàng này được có mấy cái, còn lại nó thôi là hết rồi nè. Mấy cái còn lại ở đây nó là hết rồi đó. Chữ đen với chữ rêu đẹp mấy bạn, cái này chú lên cho em. Thôi em lên Thái chú đi ha. Thái còn ít quá. Thái còn ít quá nên em lên Thái chú đi rồi em lên Thung Ôm cho mấy chị nha. Đây nè. Đó rượu hết rồi Mỹ Lệ ơi. Rượu đổ rượu hết nha em nha. Thì Dương nó làm bé Lệ lấy giùm luôn á chồng. Chồng có để chung ai để dán chung với lại Mỹ Lệ đi. Rồi, bây giờ em sẽ lên mấy chị áo Thái, sau đó sẽ lên form ôm. Rồi lên đồ bộ Thái nè, rồi lên đồ bé nè. Áo khoác nè, từ từ giờ em lên với mấy chị cái này trước, áo Thái nè. Hôm qua mới lại áo Thái người ta chốt quá trời luôn, 300 cái rồi chị biết bây giờ em còn được cái vô đây nè. Em nói gian em bất lọc liền mấy chị nè. 300 cái em còn được cái vô đây thôi, 30 cái cuối cùng đó là hết luôn. Bà đã chốt nhanh tay có đơn chậm là hết liền. Áo Thái là một cái loại mà hàng nhà em bán chạy hàng nhất. Form này nó sẽ là form vừa mấy chị nha. Chị Dương á em ơi, chị Dương đang nói là em lấy giùm. Đây. Lấy cái ngố không có đâu chị ơi. Đơn hôm qua đi đơn rồi em ơi, đơn này là đơn mới thứ hai đi đơn. Để em lên cho chị em mình áo Thái để xem lấy có một lát giùm. Cái này có. Cái này thứ hai mấy trời ơi mấy bà ơi, tôi nói thiệt với bà, cái quần jacking nhà tôi hình xanh bơ hả, hình xanh bơ còn ta, hình màu xanh bơ. Màu xanh bơ đâu rồi ta? Trời ơi mấy bà, khi tôi like mà ông chốt bây giờ tôi tìm muốn khùng điên luôn nè. Hình màu xanh bơ cho chị Thùy Trang. Chị lấy cái trắng nào chị Luyến ơi. Trước khi lên áo Thái em lên cái này trước cho chị em mình. Thật sự mấy chị là em bán cái quần này em nói về ngót nghét chứ không phải cả 2.000 cái rồi. Em nói điêu lại mất lọc liền. Quần này em về 3 đợt mà mỗi đợt em về toàn là 200 cái 300 cái thôi. Mà bây giờ mới có giá sale chị em mình nè. Tại vì em nói thật là em nói hôm nay sẵn tiện, em đang lên áo phong rộng, em sẵn tiện lên cho mấy chị cái quần legging này luôn. Nhìn em cái form quần nhẹ nè mấy chị. Hai túi trước, hai túi sau nha. Bà nào mặc quần jean mà nói em là form dáng mà nó đẹp nhưng mà nó bị cứng, nó bị đau quá hoặc là nó nổi lằn này kia, mà khi giờ mấy chị về nổi lằn đầy như đây nè. Tại vì nó sẽ chật, nó sẽ ôm sát người đúng không? Nó rất là khó chịu mà giặt nó rất là mệt luôn. Mấy chị mặc quần kaki thì lên form nó không đẹp bằng, thì mấy chị đủ qua cho em mặc cái quần này. Quần này cho em là quần dạng legging, nhà của em là legging hàng xịn cao cấp và rất là dày nha mấy chị nha. Nó dày lắm luôn mà đặc biệt ôm nó ôm form của mấy chị là rất là đẹp. Cái quần này hàng legging của người ta là không có túi đâu, còn hàng em là có hai túi trước và hai túi sau nha mấy chị nha. Em lên chị em mình giá xem ngày hôm nay chỉ có 75.000 một quần. Em bán 90.000 quần mấy chị, giờ em lên với chị 75.000, em bao giá toàn thị trường mấy chị, đố mấy chị đâu được mua cái vải này. Phải chính xác là cái vải này giùm em nha mà mua được giá 75.000. Hàng này em đang bán 90.000, nếu mà chị nào mà coi trên bài đăng của em là biết nha, em bán 90.000 một cái quần này. Chất rất là xịn sò, mấy chị nào mà hay mua hàng của chị Mini Hao á, em rất là hay mua đầm của chị đó luôn. Thật sự em phải nói là chị đó bán rất là đẹp, đầm rất là đẹp luôn. Toàn là 400-500.000 một cái và chị bán cái quần này là 240 một cái mấy chị nha. Em bán với chị y xì chất như vậy luôn mà bán 75.000 ha. Chị Vũ Hạnh đã lên số ký giùm em, quần này em nhận theo số ký mấy chị nha. Cái này em có size, em nhận theo số ký nhưng mà cái size này nó không có giống size Việt Nam mình. Nếu mấy chị lên là size S, M, CL là không có đúng size đâu. Mấy chị comment số ký cho em là có đơn, em nhận đơn là từ 40 tới 70 ký có size quần này nha. 40 tới 70 ký có size quần này. Quần này đẹp lắm luôn mà tới hôm nay em mới lên lại, rất là nhiều người hỏi em mà tới hôm nay mới sale quần này nha. Tại vì quần này em tính là để qua năm em bán mấy chị. Em đăng bài cho em bán 100 mấy cái quần này. Chỉ có đăng bài đúng một ngày trời em bán được 100 mấy cái quần này. Em đi mất lọc liền luôn á. Bây giờ em lên like mấy chị 75.000 nè. Bán 90.000 ngoài like đó mấy chị. Giờ em lên mấy chị 75.000. Nhanh nha. 75.000 giùm em, kèm giùm em số ký có đơn nha mấy chị ha. Rồi 4 quần 55 ký chị Vũ Hằng có đơn nè. Lẹ nha. Em chỉ nhận đơn trên like đúng 10 phút duy nhất thôi mấy chị nha. Đúng 10 phút duy nhất thôi. Nên là chị nào chốt nó nhanh nè em. Rồi nhanh ngay là em đọc tên mấy chị luôn nè. Nhanh. Dạ rồi. Đây 4 quần 55kg cho chị Vũ Hạnh có đơn nè. 51kg chị Thủy Nguyễn có đơn nè. Rồi 60kg chị Mai Nguyễn có đơn. 3 cái 42kg chị Mai Vũ Thị có đơn nè.
hai cái 53kg cho Đinh Hạnh có đơn, rồi hai cái 49kg chị Cẩm Nhung có đơn. Trời ơi, tính ra là mua cái quần này hai cái còn 150 đúng không mấy chị ha. À, ok chị Vũ Hạnh Trâm ơi, cái bill Vũ Hạnh đầu tiên dùng gạch đi. Ờ để vào in cái bill mới cho. Rồi hai cái 55kg với lại ba cái 60kg chị Vũ Hạnh có đơn, rồi 46kg cho Nguyễn Thị có đơn. Em nói mấy chị chút hai cái đi, trời ơi về mấy chị bị ghiền cái quần này cho coi. Rồi 47kg khác bọn mình yên. Lẹ mấy chị ơi, lẹ không lẹ hết hàng. Trời ơi, tôi có 150 cái thôi, không biết tôi đủ chốt không nữa. Có 150 cái thôi à. Bà nào mà mua áo hồi nãy thì tranh thủ với chút quần rồi đi. Bây giờ em lên quần trước là tí hồi em lên áo đó. Chứ hồi tí hồi mấy chị hỏi là em quần em không like lại là không lên giá này đâu nha. Bán 90 ngàn trời, mấy bà này thấy rẻ, mấy bà này chốt quá trời rồi. Quá rẻ rồi, em bán 90 ngàn một cái mà vẻ đâu. Mà chất của em không phải là chất hàng thường đâu nha, hàng xịn sò đó mấy chị. Rồi, ba cái 40kg cho Diệu Hằng nè. Chị Nguyễn Thu Hương chốt hàng lấy số điện thoại chị ơi. Sao bữa nay lạnh vậy ta, sao mình bật nãy giờ mà nó vẫn lạnh hề. Nó lạnh dữ vậy. Rồi, lên giá, lên giá, lên số ký giùm em. 55kg chị Xuân Lâm, hai cái 56kg chị Vân Thu. Lẹ tay, sợ tới hồi hết size. Nhanh mấy chị ơi, ok, Hưu Trang có hai cái nè em. Rồi, chốt nhanh tay mấy chị ha. Trời ơi là trời, bà Vũ Hạnh. Ok nha chị ơi. Rồi lên nhanh giùm em luôn, nhanh tay. Trang có rồi em ơi. Trang có rồi. Sao tự nhiên mà thấy lạnh vậy ta. 49kg ấy, một cái chị Nguyễn Thanh. Rồi 45kg, một cái chị Nguyễn Thu Hường. Nguyễn Thu Hường nhớ kéo thêm hàng nha chị nha. Tại vì một cái nhiều khi ngày mai hết size là em nhường cho cái chị có đơn á. Hai cái 55kg chị Luyến Vũ Thị có đơn nè. Rồi lẹ nhanh em qua áo thái mấy chị ơi. Trời ơi, tranh thủ lên áo thái nè. Quần cho em đang vẫn đang nhận đơn, mấy chị lên nhanh đi. 150 cái thôi, em chốt khoảng tầm cho khoảng tầm 30-40 chị thôi là hết hàng á. Tại mỗi người nãy giờ chốt tầm 3-4 cái không kìa. Chốt tầm 3-4 cái thôi là em chốt khoảng tầm 30-40 chị thôi là hết hàng rồi đó. Mấy chị không chốt nhanh là tới hồi hết size. Bây giờ em xuống lên áo thái chị em mình. Quần em nhận đơn vẫn nhận đơn mấy chị ha. Mấy chị thấy cái phong áo thái nhà em không? Nó là dạng phong vừa. Nó là dạng phong vừa nên những chị nào nhỏ con mang cũng đẹp, và những chị nào to con mang cũng đẹp luôn ha mấy chị ha. To con hay nhỏ con gì mang áo này đều đẹp cho em xuân. Đấy mấy chị, phong đẹp lắm luôn mấy chị ha. Áo thái 65kg mặc vừa nha chị Khánh Vi ơi. Rồi bắt đầu em lên áo thái mấy chị nè. Mấy chị nghe rõ em áo thái bán 90 ngàn. Hôm qua và hôm nay em đều sale với chị một giá là 75 ngàn một cái áo thái. Mà mấy chị nhận hàng mấy chị thấy không? Ghiền chưa? Ai hôm nay mới lấy hàng thấy áo thái của em sao mấy chị? Đẹp không mấy chị? Không đẹp không lấy tiền nha. Nếu mà chị nào không mua áo thái là chị nói tiếc thôi. Rồi tím 75 cho Tuyết Mai Tuyết Anh nè. Chốt lên cho em luôn. 75 ngàn một cái áo này. Áo thái là em bán 90 ngàn một cái nha mấy chị nha. Hàng này em bán cực kỳ nhiều luôn đây. Bao bì nhà em nữa mấy chị ha. Ok, một cái quần 45kg cho Hạnh Ngô. Bao bì nhà em mấy chị thấy chưa? Đấy, siêu siêu đẹp luôn. Hàng em bán nhiều cực nhiều luôn. Giờ em sẽ với chị 75 ngàn một cái thôi. Tím cho 75 cho chị Thúy Như Hoàng. Chốt nhanh cho em mã tím đang mang 75 ngàn. Tím đang mang cho em 75 ngàn có đơn. Áo thái em còn ít hết rồi. Chất đẹp mát mê luôn. Cảm ơn Thu Trang Đinh nha. Thật sự với mấy chị là bà nào mà không chốt áo thái là bà tí thôi. Còn riêng nè, em bán 300 cái hôm qua đó. Còn được có nhiêu đây thôi nè. Còn được có nhiêu đây thôi à. Tại sao em không sale rẻ hơn nữa? Bình thường là em còn ít như vậy em sale rẻ hơn nữa nha. Nhưng mà áo này không thể sale rẻ hơn được. Em đang bán với mấy chị giá nhập luôn đó. Đang bán giá nhập cho mấy chị luôn. Ok, Huế Mini một quần 47kg cho em nè. Quần 49 chị Kiều Nguyễn Trang nè. Một quần 52kg chị Anh có đơn ok nè. Rồi lên liền cho em mã này nha. Em đang mang á chị lên cho em là chữ tím 75, chữ trắng 75, chữ cho em màu hồng luôn nè mấy chị. Chữ kèm màu cho em 75 ngàn có đơn, 40 cho tới 65 cái đôi mấy chị mang vừa. Được cho mấy chị, form này là dạng form vừa. Chất thái nha, hồi nãy là em like chất Quảng Châu, còn bây giờ là của em là chất thái. Và hàng này là hàng sơn nổi lên trên, mấy chị thấy cái chữ của em không? Nó là hàng chữ nổi cho mấy chị nha, nó hàng chữ nổi lên trên như vậy nè. Rất là đẹp, nhìn nghiêng mấy chị thấy rõ hơn. Ha, chữ tím cho Xuân Long có đơn rồi, chốt chữ lên chữ luôn nhanh em qua mẫu mấy chị ơi. Nó còn có 3-4 mẫu gì thôi à. Tại vì hôm qua em like hết rồi. Chữ kèm màu cho em màu hồng. Chữ màu trắng giùm em với chị ha. Ok chị Dư Hấu 75 ngàn chữ trắng nè. Chốt chữ nào mình lên cho em chữ đó. Giá 75 ngàn thôi. Đẹp quá. Đẹp. Vải này đẹp lắm luôn mấy chị. Vải này ai mà nhận hàng một cái mà chê em cho trả liền. Yên tâm. Nha chữ trắng cho em chị em rin sô-cô-la. Ok Tuyết Sara một cái 45 à, một cái 48kg, một cái 54kg cho Tuyết Sara nè. Rồi chữ kèm màu cho em xuống mấy chị ơi. Em qua mẫu á nha. Tại vì còn có mấy mẫu thôi mấy chị mà chừng chừng một hồi hết hàng liền. Em qua mẫu á. Chữ kèm màu cho em luôn, chữ tím, chữ trắng, chữ hồng. Chữ tím, chữ trắng và chữ hồng cho em. Em này lên giúp em Xuân là mã sơn trắng. Còn có một cái. Này, chữ như em nè, thấy chưa? Ui đẹp lắm, vải này đẹp lắm mấy chị ơi, vải này nhìn là mê luôn. Mã lên cho là mã sơn trắng. Dạ chữ trắng chị Nguyễn Thị Thu Hương có đơn. Chữ trắng chị Nguyễn Thị Thu Hương có đơn nè.
Rồi mã này lên cho em là mã sơn trắng có đơn quá chị ơi. Chốt sơn trắng lên sơn trắng giùm em. Sơn trắng có đơn nha. Sơn trắng em còn đúng một cái duy nhất. Ai chốt sơn trắng lên sơn trắng còn đúng một cái duy nhất. Em này lên cho em là mã số trắng 1976 à, số trắng cho em á chị ha. Sơn trắng chị Vân Huệ có đơn nè. Rồi số trắng em còn một cái. Số trắng em xong còn một cái cuối cùng. Ai chốt số trắng lên số trắng luôn. Chị em gái miền Tây hết sơn trắng nha. Em còn số trắng á chị nha. Số trắng giùm em. Và cái này lên trên là chữ hồng cũng còn một cái luôn. Mấy cái này em like hôm qua người ta chốt hết trơn rồi. Còn có một cái thôi mấy chị ơi. Chữ hồng, à, số trắng. Số trắng cho Khánh Vi nè. Ui em thề chứ mấy cái áo này mà mấy chị không mua, mấy chị tiếc á mấy chị. Cái này ở ngoài người ta bán trăm mấy ngoài. Em bán rẻ lắm rồi. Đây em này lên trên là mã Dior màu cam. Dior màu cam và Dior cho em màu hồng. Dior cam, Dior hồng. Cái hàng này là hàng sơn nổi nha. Đấy mấy chị thấy không, cái chữ của em không? Nhìn nghiêng là mấy chị thấy rất rõ. Cái chữ của em nó nổi lên trên, nó rất là đẹp luôn. Rồi nó hàng sơn. Em bao mấy chị quay mấy giặt 3 năm, 4 năm cũng không bao giờ bị bể cái chữ này luôn. Vì hàng của em là hàng sơn chứ không phải là hàng in giống như ngoài chợ đâu mấy chị. Rồi lên cho em nhanh tay. Dạ chị Khánh Vi có cam nè. Rồi lên cho em mã Dior màu hồng. Màu cam hết rồi Xuân Lâm ơi. Em còn màu hồng. À còn quên sorry. Màu cam cho Xuân Lâm có đơn nè. Rồi Dior cam, Dior hồng thì mấy có đơn. Dior cam, Dior hồng 75.000 thôi mấy chị ơi. 75.000, không có nghe nhầm đâu, quá đẹp luôn, quá rẻ luôn á. Dior cam, Dior hồng cho em có đơn. Hai màu. Hai màu cho em xuống có đơn. Thấy chưa? Có lên đồ bộ Linh Nguyễn ơi. Có lên đồ bộ. Tí hồi xuống lên đồ bộ Thái cái. Hả? Rồi, có lên đồ bộ Thái với cả đồ bộ Mango với đồ bộ Latin nữa nha, đồ bộ Latin nữa. Rồi lên cho em luôn nha. Mã Dior có đơn, ai chốt Dior lên Dior em luôn 75.000. Đây, hết mẫu rồi, còn có mẫu cuối rồi hết luôn nha. Một mẫu cuối em hết áo Thái luôn nha. Một mẫu cuối cùng hết áo Thái nè. Đây. Mã này cho em là mã chữ đen. Chữ đen giùm em có đơn. Trời ơi là trời, cái phong áo nhà tôi nhìn cái vải mướt ghê mướt luôn đó. Xuất sắc. Dior cam cho em gái miền Tây. Dior cam em gái miền Tây có đơn. Đây mấy chị chữ đen cho em. Xuất sắc chưa? Trời ơi. Mẫu cuối cùng là hết rồi đó. Chị ơi em chưa lên đâu chị, tí hồi em mới lên. Có nhiều chị sao có mới vô. Sao mà nóng thế. Sống vội thế. Xem từ từ được không. Sao mấy chị sống vội thế. Vào cái là hối liền. Lên cho em mã chữ đen và mã chữ xanh cho em có đơn quá chị nha. Chữ đen cho em gái miền Tây nè. Rồi chữ đen với chữ xanh cho em xuống có đơn. Xanh này đẹp ghê chưa. Hết hàng rồi mấy chị. Còn mấy mẫu nữa em hết mẫu rồi. Em hết hàng rồi. Mấy mẫu cuối là em hết hàng rồi đó. Tại này hôm qua em like rồi. Nó là còn tại xíu cho tụi thôi. Còn cái này cho em là chữ đỏ nè. Và chữ đen thì có út nè. Chữ đỏ cho em có đơn mấy chị ơi. Lấy chữ đỏ lên chữ đỏ em mang luôn nha. Chữ đỏ cho em luôn 75. Chữ đỏ 75. Rồi mẫu này cho em luôn là mã Dior trắng. À không, lộn. Mã này cho em là mã Gucci trắng. Nè đẹp ghê chưa. Gucci cho em màu trắng luôn. 75.000 Gucci trắng. Chữ xanh cho chị Tina Ken Nguyễn nè. Tina Ken Nguyễn này ghé nhà đúng không ta. Ghé nhà để em lưu luôn. Tina Ken Nguyễn này ghé nhà nè. Rồi chữ xanh cho chị Tina Ken Nguyễn nè. Rồi chữ đỏ cho mít ướt nè. Chữ đỏ cho mít ướt. Khánh Vi, Khánh Vi chốt chữ tím là mã đang mang á hả? Khánh Vi chốt chữ tím là mã đang mang hay là cái nào á? Chữ đen cho chị Dưa Hấu có đơn nè. Rồi chữ trắng cho em gái miền Tây. Trắng này hả? Trắng này đúng không? Trắng cho em gái miền Tây. À ok chị Khánh Vi. Tím với chị Khánh Vi nè. Tím chị Khánh Vi có đơn. Rồi bà nào chốt lên nhanh cho em mấy bà ơi. Chữ đen với chữ đỏ chị liên lê hết cả đen với cả đỏ luôn. Chị liên lê hết cả đen cả đỏ luôn rồi nhà trang. Em còn trắng nè. Em còn trắng. Ok em gái miền Tây nha. Em còn trắng. Em còn xanh. Em còn tím. Rồi em còn màu hồng này là hồng phấn mấy chị nha. Hồng này cực kỳ đẹp luôn. Hồng này hồng cam mấy chị nha. Hồng cam rất là trắng da nè. Mẫu này nữa là hết áo Thái rồi. Mẫu này nữa là hết áo Thái rồi. Đấy mấy chị ơi. Vải nhà em mê chưa. Siêu xịn sò 75.000. Hôm nay mà ai nhận được áo này rồi là mê tiết lên luôn. Vải quá là ưng. Vải quá là ưng luôn. Đấy 75.000 bạc có biết 150 có hai cái áo không xịn. Ra ngoài mua 150 là có một cái à. Còn nhà em là mấy chị mua 150 là có hai cái áo không xịn rồi. Này hàng mà nhà em đang bán ngoài shop 289.000 cái thì đâu phải hàng thường đâu. Bởi vậy mấy chị mua mắc là phải rồi. Đúng không? Rồi lên cho em màu hồng phấn đi. Mẫu cuối cùng là hết rồi mấy bà ơi. Hồng phấn cho em có đơn. Rồi em vô là những mẫu nãy giờ nha. Rồi em xuống hàng này mấy chị ơi. Em vô là những mẫu còn lại rồi em xuống hàng này nè.
hàng này gần hết luôn rồi. Đấy, hết mẫu luôn rồi. Hồng phấn cho Khánh Vi nè. Hồng phấn cho chị Dưa Hấu. Ai cho hồng phấn lên nhanh đi, mấy chị hồng phấn cũng sắp hết rồi. Khánh Vi có hồng phấn. Rồi chị Dưa Hấu có hồng phấn nè. Ok, chị Hà Nguyễn có quần legging 47kg nha. Hồng phấn cho chị Tina Ken Nguyễn có đơn. Rồi, em vô lại áo một lần nữa thôi là em xuống áo nha mấy chị nha. Em xuống áo nè. Ai chốt lên luôn chứ không em xuống áo nha. Màu em đang cầm trên tay là màu hồng phấn 75.000. Rồi, mà em đang mang là chữ đen, chữ tím nha mấy chị nha. Mà em đang mang là chữ tím. Rồi, em này chị em mình chốt lên cho em luôn là mã chữ xanh. Rồi hồng phấn cho Thủy Nguyễn là hết nè. Hồng phấn cho Thủy Nguyễn là hết. Cái này lên cho em là mã chữ xanh, 75.000 chữ xanh nè. Xanh này đẹp lắm nha. Rồi, chữ trắng cho em. À, gu xì trắng quên. Gucci trắng cho em luôn, 75.000 Gucci trắng. Mã này lên giùm em luôn, là mã chữ trắng có đơn nè. Chữ trắng cho em 75. Rồi, màu hồng dâu. Chữ màu hồng dâu nè. Hồng dâu cho em luôn 75.000. Rồi, hồng nhà cho em luôn 75.000. Dior hồng và Dior cam cho em luôn 75.000. Rồi hết áo thái nha mấy chị nha. Hết áo thái. Em qua mẫu luôn. Mấy cái này em sắp hết không? Rồi em qua mẫu luôn. Bây giờ em sẽ lên cho chị em mình một cái mã. Một cái mã này. Đâu rồi ta? Rồi bây giờ lên bộ thái đi. Nãy giờ mấy chị hối quá. Bây giờ này hối bộ thái quá rồi. Rồi em lên bộ thái cho nha. Bộ thái là chốt tranh thủ nha. Tại mùa thái còn thích quá. Còn có chưa tới 30 bộ đâu, được có 2 mấy bộ luôn là hết rồi, 25 bộ là cùng. Rồi, Dior cam cho bích ướt nè. Dior cam cho bích ướt. Tuyết Anh hết Dior cam nha em ơi. Tuyết Anh hết Dior cam, cắt bill đi chồng ơi. Rồi, em lưu cho chị em mình luôn cái bộ thái này. Bình thường mấy chị mua một cái áo thái thì em vừa mới mua ra bao nhiêu mấy chị? 75.000 đúng không? Hôm nay mấy chị mua bộ thái thì em 75.000 luôn. Em sale cho hết cái khúc này mấy chị. Em bán nguyên một bộ thái này cho mấy chị luôn 75.000. Đẹp cực kỳ đẹp. Đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Đây nhìn giùm em nè. Cái bộ thái như em nè, một cái áo thái như vậy và một cái quần như vậy, nguyên một bộ như vậy nha. Em vẫn là mấy chị 75.000. Rồi ra cái này em bán là 99.000 bộ nha. Nhưng mà hôm nay em sale sàn sàn cho nó hết cái này luôn. Cái này trước nè. Xong rồi tới cái này. Rồi, lên liền cho em nha mấy chị nha. Bộ thái này 40 tới 65 kg vậy mấy chị mang ok nha. 40 tới 65 kg vậy mang ok em luôn. Dạ cái này 40 tới 65 kg vậy mang ok chị. Em lên màu cho em mình luôn nè. Em chỉ dơ màu thôi chứ em cũng dơ mẫu đâu. Mẫu là em dơ một mẫu như vậy cho chị coi thôi nha. Rồi, lên giùm em luôn màu xanh bơ cho em. Màu xanh bơ, màu tím nhạt. Màu tím đậm 75.000. Màu đen giùm em. Màu đen giùm em nè. Rồi, màu xanh min. Màu xanh biển. Màu cam sữa. Cái gì? Xanh bơ cho Nali. Không, đâu có đưa đâu. Rồi vậy là bỏ hết rồi. Xanh bơ cho Vân Huệ có đơn. Lẹ lẹ mấy chị ơi, lẹ tay không là hết hàng này. Cái này em còn ít lắm nha. Cái này em bán hết sạch phần xanh rồi. 100 mấy bộ đó mà giờ còn có vô đây đó mấy chị. 100 mấy bộ mà em còn có vô đây thôi. Rồi, xanh min cho chị Tina Trang Nguyễn. Tím đậm cho chị Phương Thanh. Chốt 2 bộ đó mấy chị ơi, 1 bộ không đi đơn được đâu nha. Một bộ là không đi đơn được. Cam sữa cho Khánh Vi. Đen cho Bích Ước. Xanh min Thảo Nguyên hết xanh min rồi. Thảo Nguyên hết xanh min nhá. Màu cam sữa hả? Rồi để chị coi còn cam sữa không nè. Rồi Huyền Trang hết cam sữa luôn. Huyền Trang hết cam sữa nha. Xanh bơ cho chị Long Định. Chốt 2 bộ trở lên nha. Một bộ em không đi đơn đâu nhớ chị nha. Tím đậm cho chị Ellie Lợi nè. Tím đậm chị Ellie Lợi có đơn. Màu xanh bơ hết rồi nha chị Bùi Tâm ơi. Xanh bơ chị Bùi Tâm hết. Rồi em vô lại màu tiếp cho chị em mình coi nha. Em vô lại màu em còn mấy màu chưa vô nữa nè. Màu đỏ nè. Màu hồng cam nè. Nè mấy chị em vô lại màu cho mấy chị nha. Chị Liên Lê có màu đen không có xanh bơ nha chị ơi. Liên Lê có màu đen không có xanh bơ. Chồng ơi Liên Lê gạch chữ bơ đi chồng ơi. Rồi màu đỏ cho Nguyễn Thùy Trang. Xanh biển cho Thảo Nguyên. Thảo Nguyên chút tím gì Thảo Nguyên ơi.
xanh biển Thảo Nguyên nè, Thảo Nguyên chút tím gì á, xung có tím đậm với tím nhạt đó gái ơi. Này, tím này cho em là tím nhạt, tím nhạt cho em là tím đậm nha. Tím nhạt, tím đậm, đỏ của Tuyết Anh hết rồi, Tuyết Anh hết đỏ. Đen, chị Tina Ken Nguyễn đen. Tina Ken Nguyễn đen nè. Tím nhạt cho chị Lina, Nali. Tím nhạt chị Nali. Tím nhạt cho Thảo Nguyên. Rồi, tím nhạt cho Thảo Nguyên. Mấy chị ơi, nhanh tay nha. Đây, hàng em bán mấy chị được yên tâm đi. Em bán cái áo thái 75 ngàn, mà giờ em bán mấy chị cái này 75 ngàn, mấy chị nghĩ sao? Em có hai màu nữa là màu vàng, màu xám và màu hồng. Đây em còn hai ba màu nữa mấy chị ơi. Vàng, xám, hồng mấy chị nha. Màu cam. Cam cho Thùy Trang có được. Rồi em còn vàng, xám, hồng nữa mấy chị ơi. Này. Chị Liên Lê. Chị Liên Lê chồng ơi. Liên Lê hồi nãy vợ in làm một cái bill màu bơ với màu đen rồi thấy không? Là gạch chữ bơ rồi đúng không? Bây giờ vợ in cái bill đen với tím nhạt là chồng gạch chữ đen đi, chốt tím nhạt nè. Rồi, chị Liên Lê có hai bộ rồi nha. Vàng cho chị Lê Hoa. Em có vàng với hồng với xám nha mấy chị ơi, có vàng với hồng với xám nữa. Vàng với hồng với xám nữa nha mấy chị nha. À, cái gì ta? Chị Lê Hoa có vàng nè, tím với vàng cho chị Kim Chi. Tím với vàng chị Kim Chi. Tím nhạt cho chị Bùi Tâm. Tím nhạt chị Bùi Tâm. Vàng cho Ngọc Thanh Nguyễn, xám cho Tuyết Anh. Vàng Ngọc Thanh Nguyễn nè, xám cho Tuyết Anh. Thảo Nguyên hết vàng rồi, Thảo Nguyên ơi, xin còn à. Chị Thảo Nguyên với chị Nali hết vàng nha. Nè em còn hồng, xám với chị Đăng Lê. Rồi bây giờ em vô lại màu còn lại nó thôi là hết hàng luôn mấy chị ơi. Màu còn lại nó thôi là hết hàng luôn, đẹp lắm. Nè mấy chị, màu hồng nè. Màu hồng giùm em xuân nha, hồng. Đó, một bộ như vậy mấy chị mua về mấy chị mặc ở nhà siêu đẹp luôn đó, mà bán có 75 ngàn thôi. Em còn hồng nè, còn tím đậm nè, được chưa? Hồng, tím đậm nè. Rồi, màu đen nè. Đó, ba màu nó thôi là hết. Hồng cho Thảo Nguyên nè, ba màu nó là hết rồi mấy chị, bà này chốt chút nhanh lên tay. Hồng với chị Tina Ken Nguyễn. Hồng cho chị Su Trần. Chốt hồng lên nhanh hồng. Chốt hồng lên nhanh hồng giùm em luôn. Rồi hồng với chị Hoàng Thị Lan. Rồi em còn tím đậm với đen. À còn một hồng nữa nè. Còn tím đậm với đen nó là hết nữa rồi. Dạ đơn này thứ hai đi đơn chị ơi. Đơn này là mới hôm nay thôi. Thứ hai đi đơn chị ơi. Đen, tím đậm. Mấy cái màu này mặc trắng lắm mấy chị nè. Mấy cái màu này mặc siêu trắng da luôn á. Hồng với chị Mai Linh. Này trời ơi mấy chị thấy chưa. Đó em đâu phải nói gian làm gì đâu. Đâu phải nói để bán đâu trời. Cái này em nói thì mấy chị bán 75 ngàn. Em hồi vốn thôi, em chẳng lời đồng nào hết trơn á. Đứng đây like coi như là không công mấy bà. Đó chị đòi chốt lên cho em luôn nha. Đó, mấy cái màu này siêu trắng da. Rồi em còn đen với tím đậm lên hết luôn. Đen với tím đậm lên hết với chị nha. Rồi chị Mai Linh có hồng Linh. Rồi ai chốt đen với tím đậm lên giùm em với chị nha. Chốt đen chốt tím đậm lên em luôn. Còn mấy bộ nữa là hết rồi. 75 ngàn chốt đơn giùm em luôn. Còn đen với tím đậm nữa không? À, đen cho chị Mai Linh. Đen cho Thảo Thu Trân Đinh. Rồi ai lấy đen lên đen. Chị Tho Bùi ơi chốt hàng lên xuống phải giùm xuống đi chị. Em chốt cho chị đen với tím đậm nè. Thơ Bùi lên xuống phải giùm em chốt chị đen với tím đậm. À lộn lộn, còn tím đậm mà hết đen rồi. Còn tím đậm mà hết đen luôn rồi. Chốt với chị phải chốt hai sản phẩm trở lên nha, tại vì một sản phẩm nha em xuống không đi đơn được đâu. Mấy chị mà chốt một sản phẩm ngày mai mất công em lại xả ra nữa. Khổ lắm. Rồi, ai lấy lên giùm em luôn. Rồi bây giờ bắt đầu em lên với chị đồ bộ 50 ngàn. Bây giờ sẽ bắt đầu lên đồ bộ 50 ngàn. Mấy chị ơi, cho em xuống một nút chia sẻ like nào. Cho em xuống một nút chia sẻ like nào mấy bà ơi. Chị Thơ Bùi có tím đậm nha chị ơi. Chị Thơ Bùi có tím đậm nha, em hết đen rồi nha. Tím đậm ở trên tiếp trên nè. Rồi em còn tím đậm nữa là hết rồi mấy chị. Còn tím đậm nữa thôi là hết hàng. Ai lấy tím đậm lên tím đậm em luôn. Tím đậm nữa thôi là hết hàng luôn rồi. Bây giờ em xuống lên cho chị em mình đồ bộ sale 50 ngàn. Bắt đầu bây giờ là sale bung nóc nhà bà luôn. Sale over nóc nhà. Bung nóc nhà. Rồi còn áo phông bò rít chưa lên nữa nè. Cắt mưu đi chồng ơi. Còn áo phông bò rít chưa lên nữa bà. Thiệt sự con chào mẹ con đi chơi về. Dạ rồi. À, chị Nguyễn ngủ rồi.
Anh kia cũng ngủ rồi. Anh biết cũng ngủ rồi. Con kia con nhớ con coi TV đi. Nè. Con chích không mẹ? Hả? Không, không. Không đi lên. Hả? Không đi lên đi. Xe bộ 50.000 đồng. Trước khi xe đồ bộ 50.000, em sẽ mặc mẫu thử một bộ cho mấy chị coi. Cái hàng này nó dễ thương lắm mấy chị ơi. Nó dễ thương lắm luôn đó, là giờ em sale với chị 50.000 bộ nè. Em sale giá nhập cho chị em mình luôn đó, thiệt sự mấy chị. Em chưa bao giờ mà nghĩ em sale cái bộ này 50.000 đó, nhưng mà thôi em sale gọn chỗ này đi. Coi như là sale cho gọn chỗ này nha. Mấy bà tranh thủ, tranh thủ xong giá này nha, chứ thật sự là lần đầu tiên em sale bộ 50.000 bộ. Mấy chị mua về mình mặc ngủ, mặc đồ, mặc ở nhà cũng thoải mái vậy. Mà có 50.000 bộ nó đâu có tới đâu đâu. Trời ơi, nó có tới đâu đâu trời. Quá rẻ bèo luôn đó. Rồi, chấm bài, chia sẻ like lên giùm Xu đi mấy bà ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Nè mấy chị, em thề luôn đó, chưa bao giờ em về cái mẫu đồ bộ mà nó mát như thế này. Bình thường em về lụa mango mấy chị nha, không được mát như này đâu. Cái này của em là lụa Latin. Lụa Latin mấy chị, mặc nó sang lắm luôn á. Nhìn nó sang mà đặc biểu trưng thoải mái lắm. Này cái tay này em lại làm dạng bèo nha. Quần của em làm dạng như dạng váy vậy đó mấy chị. Mang nó rất là thoải mái như vậy nè. 50.000 bộ, mấy chị tin nổi không? Ai không mua tiếc, đáng chịu nha. Cái này mấy chị bà nào có bầu mang cũng được luôn á, chứ không phải là những chị mà đơn giản mang bình thường mang được đâu, mà là những chị có bầu ăn chay cũng được luôn cơ. Tại vì nó thoải mái cực kỳ mà nó mát kinh khủng luôn. Rồi bây giờ em lên liền nha mấy chị nha. Mỗi mẫu đó chỉ có một bộ thôi, tí hồi em lên hàng nhiều mấy chị. Còn bây giờ là hàng mỗi mẫu có một bộ nè, mỗi mẫu có duy nhất một bộ thôi. Bà nào chốt nhanh có đơn giùm em luôn, em lên luôn cho chị em mình nè. Màu em đang mang, chị em mình chốt lên cho em là mã hồng đang mang 50.000 đồng. Nhớ lên giá lên nha, tại không em là lộn với cái giá gốc của nó. Em bán giá gốc là 115.000 bộ này nha mấy chị. Giờ lên hết cho mấy chị luôn 50.000 bộ. Rồi, mẫu này lên giùm em là mã beo hồng cho em luôn 50.000 đồng. Chốt mạnh tay lên nha. Mã beo hồng cho em 50.000. Này vải nè mấy chị nè. Thấy chưa? Mua về mặc, mua 2 3 bộ về mặc ngủ giùm em, 2 bộ có 100.000 mấy chị. 3 bộ có 150 bạc à. Mà vải nè mấy chị, thấy chưa? Giá cho mấy chị là có 50.000 một bộ thôi. Bao vải hàng xịn cho chị em mình luôn, không đẹp cho trả lại nha. Vải không xịn cho trả lại luôn, không phải sale mà cứ nói là liên thuyên như vậy đâu. Sale nhưng mà vẫn đảm bảo chị em mình chất lượng luôn, được chưa? Rồi em đang mang mấy chị lên cho em là hồng đang mang 50 nè. Beo hồng cho em 50 có đơn 50.000 luôn. Thảo Phương ơi, chốt hàng lên số điện thoại chị với em. Mã hồng đang mang cho chị gái miền Tây nè. Ai có số điện thoại em chốt trước, ai không có số điện thoại em không chốt đâu nha. Rồi lên giùm em mã này mấy chị ơi, màu này mấy chị lên giùm em luôn. Trời ơi đẹp chưa, màu này lên cho em là màu trắng kem 50.000 đồng, 2 bộ có 100.000. Thiệt sự luôn, em sale giá lỗ luôn đó mấy chị, sale lỗ luôn á. Đây màu trắng kem cho em luôn 50.000 đồng có đơn màu trắng kem. Trắng kem 50, chốt trắng kem lên trắng kem em luôn 50. Cái này mỗi mẫu nó có một bộ thôi, nên là chị nào chốt nhanh tay thì chốt trước đi, nhanh tay chốt trước mấy chị ha. Kem cho Ngọc Huyền có đơn nè, kem cho Ngọc Huyền có đơn. Rồi lên cho em, trời ơi màu này trắng lắm nè bà ơi, màu này siêu trắng luôn. Chị Thùy Dương hết kem hết hồng luôn rồi chị. Chốt mã mới cho chị nha, chốt mã mới giùm em. Cái đó là chung với cái này nè. Vô ra nhìn màu thì chốt thôi. Đó chung với cái hàng này luôn. Ra nhìn màu chốt nó dễ chốt mà. Rồi cái này đem em nè. Trời ơi màu này đẹp lắm luôn. Màu này chị em mình chốt lên cho em là đỏ có đơn. Đỏ cho em có đơn với chị ha. Chị Thùy Dương hết cả hai màu luôn. Chị chốt mã mới giùm em nha. Tại vì cái này có mẫu. Mở cửa cái ơi. Có một mỗi mẫu nó có một bộ thôi. Tí em qua cái hàng nhiều mẫu cho. Rồi màu đỏ cho em có đơn nè. Màu đỏ cho em có đơn. Chốt đỏ lên đỏ em luôn ha. Chị 70kg chị bông trang cái này được luôn chị. Ta cái này em may phong thoải mái lắm chị ơi. Rồi lên cho em đỏ có đơn nha. Ai lấy đỏ lên đỏ em. Em này cho em là mã sọc hồng. Có 50.000 các bà ơi. Chốt mạnh tay lưới bà ơi. 2-3 bộ cho em đi. Đỏ chị Thu Dung Mai nè. Chốt 2 bộ giùm em đi. Trời thề luôn đó. Cái này là em không có tiền lời tiền gì hết trơn á. Cái này là em xe cho nó gọn nhà thôi à. Còn tầm này mấy chị nghĩ đi, cái bộ này đố mấy chị đâu mua được giá có 50.000 một bộ á. Trời 50.000 nó không tới đâu luôn á, em không đủ để lấy sỉ nửa bộ này nữa. Rồi bộ này lên trên là sọc hồng nè, đẹp chưa? Sọc hồng này em còn một bộ nha, ai ghép sọc hồng lên sọc hồng cho em luôn. Hồng đang mang là hết rồi nha mấy chị nha. Hồng đang mang em hết. Sọc hồng cho chị Ân Hồ nè. Hồng đang mang là em hết rồi nha. Đang mang em mặc một mẫu là mẫu cho chị em mình coi thôi. Cái này vải mát lắm, thoải mái mấy chị thấy không? Rồi bộ này lên trên là bộ beo xanh. Beo xanh cho em có đơn luôn, ai lấy beo xanh lên beo xanh. Trời màu này trắng da lắm luôn á. Đừng có đụng với cây lai của mẹ con. Rồi, lên cho em mã beo xanh 50k beo xanh, nhớ lên giá nha. Beo xanh cho em 50. Rồi, mẫu được 2 bộ nè. Mẫu này em xương được 2 bộ với bà nè. Màu này đẹp nè. Màu này đẹp, kim chi hết sọc hồng rồi nha. Beo xanh thì chị Xuân Yến Lâm. Beo xanh chị Xuân Yến Lâm. Beo xanh thì chị còn ở đâu nè, ở đây. Beo xanh cho Nguyễn Diễm Kiều.
đeo xanh người đi diễn kiều. Rồi lên cho em bộ này đẹp mấy chị nè, bộ này được 2 bộ. Màu đẹp ghê chưa? Trời màu này siêu trắng da luôn á. Màu này chị em mình chốt lên cho em là mã bi vàng. Chốt bi vàng đây, bi vàng, bộ này trắng da lắm. Bi vàng cho em luôn, 50.000 đồng. Đeo xanh em hết rồi chị Thu Dung Mai ơi. Đeo xanh em thương hết rồi. À đây đây còn bộ nè. Rồi đeo xanh cho chị Thu Dung Mai có được. Thu Dung Mai có đeo xanh. Mặt thoải mái dễ sợ luôn, mát rùi rùi luôn á. Rồi bi vàng cho em nè. Bi vàng cho Trang Huyền có đơn. Lên cho em còn một bộ bi vàng nha. Bi vàng cho Thảo Phương có đơn. Rồi em hết bi vàng. Chị Trần gì đó, Trần Chi Chi hết bi vàng nha. Trần Chi Chi hết bi vàng. Bộ này chị em mình chốt lên cho em. Trời ơi cái này xinh vợ. Có một bộ hà. Đây chị Trần Chi Chi hết rồi. Tí là đặt hàng kèm mã kèm số điện thoại chung một dòng mới có đơn chị ơi. Cái này lên cho em là mã bi hồng đi. Bi hồng cho em xuống có đơn. Ai lấy bi hồng lên bi hồng em luôn. 50k bi hồng. Bây giờ đang mẫu lẻ, tí hồi lên cái mẫu nhiều nhiều mấy chị chốt sẽ đỡ dành nhau hơn. Rồi bi hồng cho em xuống có đơn. Bi hồng nha, 50 bi hồng. Bi hồng cho dâu tay nè. Bi hồng dâu tay. Ui là trời, mẫu này nó gần giống như mẫu bi vàng này chị nè. Chị có chốt mẫu này không? Bi hồng kim chi với lại chị Thu Dung Mai hết nha. Đây nè, mẫu này lên giùm em luôn là mã dưa hấu đi. Dưa hấu màu vàng nè. Đẹp lắm luôn đó, mấy cái màu này mặc sang lắm mấy chị ơi. Mặc mấy cái này không có đụng hàng mấy ở ngoài đâu mấy chị. Vải này của em là vải độc quyền luôn trời ơi. Nè. Mát lắm. Rồi cái này lên cho em mã dưa hấu nha. Dưa hấu cho em có đơn với chị ha. Ai chốt dưa hấu lên dưa hấu giùm em luôn. Dưa hấu có đơn. Lên cho em mã dưa hấu. Mã vàng là mã nào Lê Tuyết ơi? Dưa hấu cho em có đơn với chị ha. Dưa hấu cho chị Thu Dung Mai. Dưa hấu chị Thu Dung Mai có đơn nè. Rồi em này lên cho em là mã bi trắng. Trời ơi cái bộ bi trắng siêu đẹp luôn. Chị Mimi hết dưa hấu nha. Bi trắng giùm em, cho em một nút chia sẻ like liền mấy bà ơi. Hết dưa hấu rồi Lê Tuyết ơi. Trời Mimi ơi, chị hết dưa hấu rồi nha chị Mimi ơi. Lên cho em mã này là bi trắng có đơn. Tại vì em đang like mỗi mẫu nó có một bộ thôi. Mấy chị chốt tranh thủ đi. Bi trắng cho kim chi nè. Bi trắng cho kim chi. Rồi, mẫu này lên cho em là mã, cũng là mã dưa hấu nhưng mà dưa hấu hồng nha mấy chị nha. Đây, vẫn là mã dưa hấu luôn. Nhưng mà cái dưa hấu này nó sẽ là màu hồng. Dưa hấu màu hồng cho em xương. Ai chốt dưa hấu hồng lên dưa hấu hồng cho em luôn. Đồ bộ Thái chị vừa mới like hết rồi thì Linh ơi. Chị vừa mới like hết bộ Thái rồi. Dưa hấu màu hồng, ai chốt dưa hấu hồng lên dưa hấu hồng cho em nha. Đây, mẫu này đẹp, sang. Mà có nhiều đây mấy chị. Dưa hấu hồng cho Lê Tuyết nè, chị Mimi hết dưa hấu hồng nha. Chốt 2 bộ, 3 bộ trở lên nha, chứ một bộ không có đi đơn đâu. Màu này siêu sang luôn. Màu này siêu siêu sang, màu này trắng da kinh khủng đó bà ơi. Em hết dưa hấu rồi nha, lên cho em mẫu này thì có nhiều khỏi phải dành nhau nữa bà nè. Trời ơi, cái màu này sang lắm luôn á. Màu này mặc lên không trắng em không lấy tiền. Hàng vải của em là hàng vải thiết kế nè mấy chị, nhìn cái vải nó không có giống những cái vải kia đâu. Vải thiết kế vải đẹp lắm luôn mấy chị. Lên cho em mã này nha. Vậy đó hả? Trời ơi, chị bán hết trơn rồi gái yêu ơi. Lên cho em màu này mấy chị, lên cho em là màu rêu nè. Cái màu này em nói thật với chị, mặc lên không sang, không trắng da, em không lấy tiền luôn. Bao trắng da cho chị em mình luôn. Thấy chưa? Đưa một phát lên mấy chị thấy liền thấy không? Trắng da lắm. Mã này lên cho em là màu rêu có đơn, 50.000 đồng cho em màu rêu. Trời ơi là trời. Rêu cho chị Hoài vô cô có đơn nè. Cái này 40-65-67kg mấy chị mang vẫn ok luôn nha. Thoải mái lắm. Thoải mái lắm nè. Nhỏ con thì nó sẽ như thế này. Còn to con thì nó sẽ rộng ra thôi. Không sao đó mấy chị. Rồi rêu cho chị Xuân Yến Lâm. Rêu chị Ellie Lợi. Chốt rêu lên rêu mấy chị nha. Trời ơi là trời. Nó rẻ thì thôi luôn mấy bạn. Nó rẻ thì thôi luôn đó. Mã rêu ai chốt lên liền giùm em. Cái này khỏi phải dành nhau. Tại cái hàng này em có nguyên cục cho chị em mình luôn. Nguyên hàng nguyên cho chị em mình luôn đó. Hàng nguyên cho chị em mình luôn. Rồi lấy rêu lên rêu em luôn. Còn mấy em rêu mình lấy thêm màu cho chị em. Chị Mimi có rêu. Rồi ai chốt rêu lên rêu em nha. Lấy rêu nữa còn mấy cái em mã rêu. Rêu còn một bộ. Rêu em còn một bộ đây. Mấy cái mã này cái hình của nó nghiêng về hình cái vải nó sang sang hơn là cái hình mà nó dễ thương cute mấy chị.
hàng này thì không có là cái những cái hình mà hoạt hình dễ thương đâu, mà là toàn những cái màu sang sang như thế này nè. Trời ơi, màu này không sang không lấy tiền luôn đó trời. Đây mấy bà, mấy cái màu này là mấy cái màu sang chảnh lắm luôn đó mấy chị. Em mặc thử cái màu này cho mấy chị coi nè, màu này không sang không lấy tiền luôn. Màu này siêu siêu sang, cái này mặc cũng siêu mát luôn đó. Màu này lên giùm em là mã beo nha, mấy chị chuẩn bị giùm em mã beo đi. Beo cho em xương 50. Chốt beo lên beo, beo lên beo 50. Bộ này tí là cái bộ đang mặc nha chị nha. Bộ này là bộ đang mặc. Rồi, lên. Cái gì? Rồi cắt rồi đó. Rồi, bộ này mấy chị lên giùm em là bộ beo. Bộ này mặc trắng kinh khủng khiếp luôn. Và nó sang mấy chị, cái nó sạch nữa, mấy chị mang nó không có bị dơ. Thấy chưa? Trời ơi, mấy cái này là siêu sang, em nói rồi mà, mấy chị cứ yên tâm mà mua. Thấy không mấy bà? Sang cực kỳ sang luôn, mấy cái màu này em cực kỳ thích luôn. Tại vì mấy chị mang nó không bị dơ, đặc biệt mấy chị mới xong. Mang nó sạch khủng khiếp, không bị dơ luôn. Rồi lên cho em beo nha, beo chị sáng vang nè, beo cho Mimi. Cao quá chị sáng vang còn nữa không chồng? Cao quá chị sáng vang còn nữa không? Sáng vang. Rồi, beo cho em 50 mấy chị. Ai chúc beo beo em luôn. Trời, quá đẹp ha. Xinh quá à. Cái màu nó đã thì thôi luôn. Cái màu này sạch lắm. Màu này trắng kinh khủng luôn á. Beo chị Thu Dung Mai, beo chị Phan Thảo. Rồi, lấy beo lên beo cho em nè. Lấy beo lên beo em luôn. Mặt trắng lắm mấy chị. Thấy không? Mặt siêu siêu trắng. Chốt cái 2-3 bộ về để dành mà mặc mấy chị. Chốt 2-3 bộ về để dành mà mặc dùm em. Beo chị Thu Đông. Rồi, ai lấy beo lên beo em luôn mấy chị ơi. Beo chị Thu Vi. Beo có đơn. Beo chị Bông Nguyễn. Chị cô Út Họ Dương. Chị Lê Hoa. Rồi còn bộ beo lên hết luôn. Beo chị Ngọc Thanh Nguyễn. Rồi hết beo. Em hết beo nha bà nha. Chị Tường Quý Hoàng em dự bị nha. Tường Quý Hoàng em dự bị. Rồi em lên với chị mẫu mới nè. Cái mẫu này em nhớ có mấy chị dành nhau nè. Cái mẫu này nè em thấy có nhiều chị dành nhau mẫu này lắm nha. Có nhiều chị hồi nãy dành nhau mẫu này lắm nè. Mã bi trắng này nè. Rồi, mã bi trắng này hồi nãy mà ai chốt hụt thì chốt lại giùm em luôn. Cái mã bi trắng nè, có hai bộ nè mấy chị nè. Xinh lắm luôn. Mã bi trắng cho em có đơn. Đấy, ai chốt bi trắng lên bi trắng giùm em. Hồi nãy có nhớ chị nào bị chốt thì hụt á. Ở đây em còn hai bộ bi trắng, ở đây em còn hai bộ nha. Ai chốt bi trắng lên bi trắng giùm em. Bi trắng cho em còn hai bộ. Cái này lên giùm em luôn. Bi trắng chị Mimi nè. Rồi em còn một bộ bi trắng chị. Bộ này lên cho em. Cái hình quả đào với chị, quả đào màu hồng. Lấy lên cho em là đào hồng có đơn. Đào hồng có đơn nha. Ai lấy đào hồng đi, đào hồng. Đào hồng có một bộ thôi. Đào hồng em xưa có một bộ. Lấy đào hồng lên đào hồng giùm em luôn. Đào hồng có một bộ nè. Màu này lên với em là hồng ruốc. Hồng ruốc một bộ duy nhất luôn. Ai cho hồng ruốc là hồng ruốc làm em. Hồng ruốc một bộ. Đào hồng. Bi trắng chị Thu Đông nè. Rồi đào hồng cho dâu tay. Quay nữa. Cái củ á. Cái củ bên này. Rồi Lê Tuyết hết. Hoài vô cô hết nha. Rồi lên cho em mã này. Đây mã này là màu ruốc mấy chị ơi, màu ruốc giùm em luôn. Cái mẫu này bây giờ là còn có một cái hai cái thôi nên là chị nào chốt trước em chốt trước thôi. Màu ruốc cho em có đơn mấy chị ha. Màu ruốc chị Mimi có đơn nè. Rồi cái bộ sọc đỏ, sọc hồng hồi nãy nè bà. Ai chốt sọc hồng lên sọc hồng men luôn mấy chị nha. Sọc hồng em xuống còn một bộ hồi nãy nè. Sọc hồng cho em 50 sọc hồng. Sọc hồng 50. Bây giờ là bắt đầu em dơ màu thôi nha. Em không dơ buông mẫu ở đâu. Biết sao mấy chị sale có 50 ngàn mà giờ mất thời gian mà dơ mẫu với lại ấy nữa. Em thấy là mẫu nào nó cũng ok la. Bây giờ em sẽ dơ màu với chị nhìn dễ hơn nè. Đó, dơ màu như vậy mấy chị nhìn dễ hơn nha. Sau mẫu này là em dơ màu cho chị em mình chọn thôi. Để lên cho nhanh nhanh, còn lên hàng khác nữa mấy chị ha. Rồi, lên cho em màu này sẽ là LV hồng. Màu sọc hồng nè mấy chị. Sọc hồng lâu nãy em nhớ có nhiều chị dành mẫu này lắm nè. Em không bung đâu, giờ không bung nó mấy chị nha. Tại vì sale có 50 ngàn bộ đồ à. Mấy chị ơi, nó là thông cảm, mình hoan hỉ cho em vô màu cho chị mình chốt thôi nha, cho nó dễ. Rồi lờ với hồng cho em. Mã này cho em luôn, là mã hình trắng cho em có đơn nè. Hình trắng, xanh cho em màu xanh ngọc, tim xanh có đơn. Ai chốt tim xanh lên em luôn, xanh này là xanh ngọc nha mấy chị nha. Xanh ngọc,
Rồi, mẫu này chị em mình chốt lên trên là mã hoa đen. Mã hoa đen có đơn. Giờ em dơ màu cho chốt cho dễ. Rồi, em này lên trên là mã táo hồng. Táo hồng cho em có đơn. Muốn táo hồng lên táo hồng. Rồi, tim xanh cho chị Phan Thảo. Tim xanh cho chị Phan Thảo có đơn. Rồi, em hết tim xanh. Em hết tim xanh. Tim xanh Phan Thảo có đơn. Tại vì giờ biết sao không? Sale rẻ quá. Mà bây giờ mấy chị thông cảm đi. Dơ vậy nhanh hơn. Mở phải mất thời gian nha. Táo hồng cho Ngọc Huyền có đơn nè. Táo hồng cho Ngọc Huyền có đơn. Đỡ mất thời gian mấy chị. Trời ơi màu nè, siêu đẹp luôn. Lên cho em màu xanh biển có đơn. Xanh biển có đơn. Hoài vô cô hết táo hồng nha. Xanh biển có đơn mấy chị. Rồi em này lên cho em luôn là mã trong trống có đơn mấy chị nha. Ai chốt trong trống lên trong trống mình em được. Toàn là màu đẹp không á. Mà em không bung nữa đâu. Giờ bung ra mất thời gian lắm. Đây mã này lên cho em là mã tròn vàng. Cái màu tròn vàng mấy chị nhớ hồi nãy em có like mấy cái rồi. Màu nào màu tròn vàng lên một cái là hết liền luôn. Xanh biển cho Lê Tuyết nè. Rồi trong trống nè mấy chị. Lên cho em mã trong trống và mã tròn vàng. Trong trống tròn vàng nha. Em này lên giùm em luôn là mã nơ hồng. Chốt nơ hồng lên nơ hồng em luôn. Có 50 ngàn một bộ nên là mấy chị cứ yên tâm ha. Đồ bộ dài có chị ơi. Tí em lên đồ bộ dài cho. Rồi mã này lên cho em là mã tròn màu be. Màu be có đơn nha. Tròn be chị em ha. Tròn vàng cho dâu tay chị Ân Hồ hết nha. Tròn vàng cho dâu tay chị Ân Hồ hết. Nơ hồng với chị Thùy Trang có đơn. Nơ hồng chị Thùy Trang có đơn. Rồi em này lên giùm em mấy chị nè. Em này comment cho em luôn là mã lá xanh. Màu này siêu sang lắm. Màu này càng trắng da lắm nè. Lá xanh cho em Hoài vô cô hết nha. Lá xanh cho em có đơn mấy chị nha. Tròn be cho chị Tường Vi Hoàng. Tròn be cho Tường Vi Hoàng. Nơ hồng hết cho chị My Diễm ơi. Lên với em mã này luôn là mã đào hồng. Cái màu này hồi nãy mấy chị chốt bị hụt nè. Cái mã đào hồng giùm em có đơn. Lá xanh cho Ân Hồ nè. Lá xanh chị Ân Hồ có đơn. Rồi lên cho em mã này. Ui trời ơi hình này siêu siêu trắng luôn. Cái này hồi trước em hay gọi là cái gì ta? Lập thể mấy chị. Cái hình lập thể mấy chị. Đây cái hình lập thể nè. Lập thể đỏ cho em có đơn nha. Rồi đào hồng cho Hoài có đơn nè. Đào hồng Hoài có đơn. Mi Diễm hết nha chị ơi. Lá xanh em còn một bộ mấy chị nè. Lá xanh em xung còn một bộ. Ai chốt lá xanh hay lá xanh giùm em. Trời ơi bộ này xinh lắm. Bộ này lên cho em là nơ màu be. Ai lấy nơ be lên nơ me giùm em luôn. Nơ màu be có đơn. Nơ màu be. Cái bộ màu trắng đẹp nè mấy chị nè. Lập thể đỏ cho chị Sáng Phan. Lập thể đỏ cho chị Sáng Phan. Cái màu trắng đẹp mà không thấy chị nào chốt. Rồi cái gì ta? Nơ be nè. Ai lấy nơ be không? Nơ be xinh đẹp nè. Nơ be đẹp lắm đó à. Mã này chị em luôn. Nơ be cho chị My Diễm có đơn. Nơ be chị My Diễm có đơn. Lá xanh cho chị Thiên Thanh có đơn. Chị Thiên Thanh hôm nay chị có một cái áo len em dùng chung với Bích Thường rồi nha chị. Nên là chị có gì chị nói với Bích Thường nó nhận giùm cho nha. Bích Thường là có một cái áo 150 với chị. Một cái áo len 50 em dùng cho Bích Thường rồi đó. Nên có gì là chị nói Bích Thường lấy hàng giùm chị nha. Rồi không chị ơi cái này quần đùi chị. Rồi lên cho em mã này với chị nha. Cái này lên giùm em luôn là mã lá sạc hoa đen giùm em. Hoa đen giùm em. Hoa đen có đơn với chị ha. Để em coi còn không còn gì đây. Ui mấy cái mẫu này nè mấy chị. Nó còn mấy mẫu áo dây em lên xe với chị luôn. Mẫu này còn một bộ mẫu gì đây ta. Trời ơi màu này siêu đẹp luôn. Cái màu kem mấy chị ơi. Màu kem á chị nè. Màu trắng kem nha. Màu đẹp ghê chưa. Rồi bộ này lên cho em luôn. Bộ trắng kem có đơn. Trắng kem em còn một bộ thôi nha. Trắng kem em xung còn một bộ. Đây bộ dây này em nói thật với mấy chị luôn á. Đáng ra em không có sale đâu. Tại vì hàng này em đang bán chạy lắm luôn á. Trắng kem với chị Sáng Phan nè. Mà bây giờ em sale cho chị em mình nè. Thấy chưa. Đây mấy chị. Mấy cái bộ dây này em bán chạy hàng lắm luôn á. Mà giờ em sale với chị nè. Đây bộ này vải lụa mango nha. Bộ này vải lụa mango. Em sale chị em mình luôn. Giá cho em xuống là 59 ngàn. Cái này không sale giá 50 đâu mấy chị. Cái này hàng VIP của nhà em á. 59 ngàn bộ giùm em. Bộ dây này đẹp lắm. Dây này dễ thương dáng tiểu thư vậy mấy chị nè. Thấy không cưng lắm luôn. Cái này lên cho em luôn 59 ngàn cho em sọc hồng. 59 sọc hồng. Hai bộ sọc hồng rồi. 59 cho em sọc hồng nha. Hồng 59 cho My Diễm nè. Rồi em còn bộ hồng 59 nè. Hồng 59 em lựa chốt đúng mãi giùm xuống nha. 59 cho chị Ngọc Huyền, Ngọc Yến nè hồng nè. Ngọc Yến hồng 59 nè. Rồi 59 cho em màu này là màu cam. Hàng này hàng VIP của nhà em đó mấy chị. Hàng VIP của em đó. Trời ơi mấy chị cái chốt nhiều lắm. Không phải là chốt 1-2 bộ đâu. Này cái này lên cho là 59 màu kem. À màu cam quên. 59 màu cam mấy chị ơi. 59 màu cam. Màu cam 59 với chị Vũ Hạnh nè. Cam 59 chị Vũ Hạnh. Rồi màu này lên giùm em luôn mấy chị. Màu này lên giùm em luôn là màu màu xám đi. Đây màu xám 59. 59 xám có đơn. Xám em còn 2 bộ.
59 xám em còn hai bộ nè, ai chốt xám thì xám em luôn. Trời ơi, con làm đủ hết rồi, tí lộn ba không bỏ được đâu. Rồi 59 xám có đơn. Em hết cam rồi, em còn xám nha. Xám chị Bông Nguyễn, xám chị Duy Nguyễn có đơn. Xám chị Bông Nguyễn, xám chị Duy Nguyễn nha. Rồi em lên thêm đồ bộ này cho chị em mình. Có lên dài nữa, tí em lên sale dài cho mấy chị. Chị thiếu tiền thôi à. Đồ đèn không có thiếu đó chị ơi. Xám hết nha gái yêu ơi, xám hết. Đây, bộ dài nhà xương đó thì mấy chị là cái bộ này đang rất là hot và đang rất là mắc tiền luôn á. Mà em lên xe mấy chị mấy chục ngàn, mấy chị không mua là em nghỉ chơi mấy chị thiệt luôn á. Mấy chị ơi, bộ dài như vậy em xem mấy chị 75 ngàn này, bằng giá một cái áo thun của nhà em thôi. Mà hàng của em là hàng lụa Latin mấy chị nha, hàng mặc sam đàng hoàng luôn nha mấy chị nha. Em lên có 75 ngàn bộ dài thôi. Dài thì làm sao em sale 50 ngàn được mấy chị. Dài là không thể sale 50 ngàn đâu. Nên là thông cảm giùm em đây. Trời ơi, bộ nhà em nè, mấy chị thấy cái quần chưa? Em đưa cái phong quần một cái là mấy chị biết cái bộ này đẹp rồi. Thấy không mấy chị? Ha. À, Bông Nguyễn áo thun, trời em không biết nó nằm ở đâu luôn rồi này gái ơi. Biết nằm đâu luôn rồi, tí em thấy thì em bỏ vô cho. Này mấy chị, thấy chưa? Bộ này em lên chị em mình luôn giá 75 ngàn. Chị nào chốt lên cho em mã này luôn nha. Bộ này em còn hai bộ cuối cùng. Hai bộ cuối cùng lên cho em là mã màu kem 75 ngàn kem. Màu kem 75 ngàn, bộ này 60kg quay đầu mấy chị mang vừa em luôn. Màu kem 75 ngàn, có đơn giùm em màu kem. Kem 75 nhá, ai chốt kem lên kem em luôn, kem 75. Kem 75 giùm em còn 2 bộ thôi à. Kem 75. Đây, thêm một mã quần đùi, ui mẫu đẹp quá. Mẫu quần đùi là khỏi lo dành nhau luôn mấy chị. Cái này khỏi lo dành nhau biết sao, có nhiều. Này hồng là cái hồng mà hồi nãy em nhớ có một bộ mấy chị đi dành nhau quá trời luôn. Mà sao hên sao đây nó có nguyên cục luôn nè. Trời ơi, cái màu hồng phấn siêu đẹp luôn, 50k cho em hồng phấn. Rồi hồng phấn 50 có đơn mấy chị ơi. Hồng phấn 50 giùm em có đơn nè, hình dễ thương cho nè. Đó, mấy chị mà thích hình mà gọi là hình mà dạng mà nó hoạt hình một xíu thì mấy chị lấy cái này cho em ha. Hồng phấn 50, chị sáng sang lên giá đi chị ơi, không tí hồi. Nãy giờ em thấy ai cũng lên giá có mình chị không lên giá thì mai lụng tiền, lụng hàng, lụng tiền của chị đó. Em nhìn lại không biết đường tính tiền luôn đó mấy chị ơi. Lên giá đi, lên giá đi. Đồ bộ bữa nay quá trời giá luôn nên lên giá hết giùm em nha. Hồng phấn cho Nguyễn Hậu nè, hồng phấn cho chị My Diễm nè, hồng phấn cho chị Sáng Phan 50 mấy chị ơi. Chồng ơi, để từ Nguyễn Hậu lại nha. Rồi lên liền giùm em luôn mấy chị, hồng phấn có đơn. Màu đẹp ha, màu này khỏi lo dành nhau, tại cái này nó có. Dạ không có đi chị Trần Chi Chi, em không có chị Trần Chi Chi nha. Rồi ai chốt lên giùm em mã này nha. Mã này lên cho em rồi, mã hồng phấn 50. Ôi em bán sale 50 ngàn á chị ơi. Bộ này em bán 115 ngàn á chị. Chị phải rời cái chất đi chị mới biết được. Nhiều khi đó, em bán 50 ngàn mấy chị nói em là chắc là xui giờ em bán 50 ngàn. Bây giờ em vẫn lên bán 50 ngàn. Với lại em nói là có nhiều chị khách mới đang có trong đầu một cái tư tưởng là như vậy. Tao mua hàng là tao phải được kiểm tra hàng tao mới mua. Dạ xin thưa là nhà em 3 năm nay không được kiểm tra hàng, từ hàng mới qua hàng cũ luôn nha. Nên mấy chị nào mà đang khách mới mà đang nói là phải kiểm tra hàng mới lấy thì nói em luôn để em xả đơn luôn cho. Chứ tại vì nhà em không được kiểm tra hàng trước khi nhận, được chưa? Còn mấy chị tin em thì mấy chị mua. Tại vì em nói thật mấy chị là em rất là nói thẳng nha mấy chị nha. Không phải là em bán được nhiều là em chảnh hay gì đâu mấy chị. Nhưng mà em thẳng mấy chị luôn là 3 năm nay em bán hàng chưa bao giờ em cho khách kiểm tra hàng. Trừ khi là trường hợp chị khách đó gọi là quá khó tính thôi, em cho kiểm tra hàng một lần, lần sau để chị quay lại chị mua thôi. Còn hầu ra em không cho ai kiểm tra hàng hết trơn á. Mà khách nhà em hầu như không có ai muốn kiểm tra hàng hết trơn mấy chị. Người ta muốn lấy thật nhanh thôi, lấy hàng thật nhanh. Hầu như là em chỉ bị khách phản hồi là em ơi sao hàng giao hàng chậm vậy. Chỉ có như vậy thôi, còn không bây giờ coi em ơi sao không cho chị kiểm tra hàng, chưa bao giờ em nghe chị nào nói, trừ khi là khách mới thôi. Ở khách cũ như em chẳng ai muốn kiểm tra hàng cả. Bởi vậy nên những chị khách mới mà đang có trong đầu tư tưởng là mua hàng 50 ngàn một bộ này nhưng mà tao muốn kiểm tra hàng, tao phải được kiểm tra hàng tao mới lấy, thì thôi nói em xả đơn luôn cho nha. Để ngày mai em đỡ phải gọi điện rút đơn nha mấy chị nha. Chứ không có câu ngày mai em gọi điện rút đơn mấy chị nói câu là ủa hàng bên nhà em có được kiểm tra hàng không, hàng em có được full receipt hay không. Nhà em thứ nhất là không bao giờ được full receipt, thứ hai là không được kiểm tra hàng nha. Nhớ giùm em là như vậy. Chị ơn Hồ Hồng Phấn nè. Có nhiều chị á, mấy chị mua đồ, mua hàng sale nhà em á rất là rẻ luôn, 50 ngàn một bộ, 30 ngàn một bộ nha. Nhưng mà dạo gần đây em thấy có nhiều chị cứ hỏi em là có được free ship hay không. Trời ơi mấy chị ơi, tiền ship trong tỉnh nhà em là có 17 ngàn, ngoài tỉnh nhà em có 30 ngàn của mấy chị. Thật sự là em đây nè, bản thân em nè mấy chị nè, em đi mua ở ngoài người ta toàn 40 ngàn, 35 ngàn tiền ship không à. Nhà em có 30 ngàn tiền ship thôi, mà đang còn bị chê mắc nữa kìa mấy chị.
mà em nói thật là em đã làm đồng giá chị em mình rẻ rồi đó, chứ còn không có ai mà như em mà bán đã rẻ như vậy mà còn tí chứ còn rẻ như vậy đó. Cái gì mấy chị là chưa mua những chỗ bây giờ xích mắt thôi, em nè chuyên gia mua đồ ở cái chỗ chị đó và mua váy về mấy chị 40.000 tiền ship, 40.000 ship lần nào cũng vậy hết trơn á, mà em bán có 30.000 ship mà khách em còn la làng lên đây nè, khổ lắm rồi mà cứ đòi là free ship cơ, mà em bán em đâu có, em đâu phải là người thu ship đâu mấy chị, shipper thu ship mà em đâu phải là người thu ship đâu, nên là mấy chị hỏi em là có được free ship không là em nói là không là đúng rồi đó, đâu phải em là người thu ship đâu. Rồi mấy chị, em lên tiếp bộ 59.000 còn được vài bộ nè, 59.000 em còn được vài bộ, mấy chị mà không mua được bộ đó em chuyển qua áo thun nha, giờ chuẩn bị qua áo thun mấy chị ơi. Với lại like cho mấy chị, à một cái mẫu quần đẹp lắm, lấy mấy chị một cái mẫu quần đẹp lắm nè. Rồi 59.000 cho em màu nâu cà phê còn một bộ cuối cùng, nâu cà phê 59.000 còn một bộ cuối cùng nè, ai chốt lên cho em là cà phê 59.000 có đơn, cà phê 59.000 có đơn nha, còn một bộ cuối cùng thôi, một bộ cuối cùng nâu cà phê. Rồi bộ này lên cho em là bộ sọc nâu 59.000 luôn, dung phẻ ơi, chốt hàng không có giá xuống không chốt đâu chị ạ, 59 cà phê chị Nali. Rồi lên cho em mã này cho em là mã sọc sọc nâu 59.000, sọc nâu 59.000 giùm em. Trời ơi cái bà Dung Phạm này, bà khách quen nhà tôi, bà lên số điện thoại làm gì, trời ơi trong thời gian bà lên số điện thoại thì lên cho tôi cái giá này là chốt hàng được rồi. Rồi hết cà phê nha, lên cho em mã sọc nâu 59.000, sọc nâu 59.000 chị em ha, sọc nâu Dung Phạm này, khỏi còn lên số điện thoại gái ơi, trời ơi khách quen mà lên số điện thoại chi vậy, lên giùm xuống cái giá là được rồi, đã có đơn rồi đó. Bộ dài em còn này chị, đây em sẽ có 75.000 một bộ thôi này chị khoảnh lặng, trời em không biết sao mấy bà này không chốt luôn á. Em nói thật với mấy chị luôn là cái này em bán có 75.000 bộ này em không nghĩ tại sao mấy chị không chốt, không hiểu tại sao mấy chị không chốt, hoặc em chỉ tìm được lý do ra là mấy chị cái này mấy chị không cần mua thôi, chứ còn không thật sự là không có lý do để từ chối bộ này hết luôn, nó có 75.000 bạc bằng cái áo thun của nhà em rồi. Dạ còn bộ dài đấy chị lên giùm em là mã hồng 75 nha chị nha, mã hồng 75 cho em là có đơn. Rồi 59 hồng có đơn nè. Còn bộ bây giờ nãy giờ là 3 giá lận, nên là mấy chị không lên giá là em không chốt được đâu. Nó có tới 3 giá lận, nên là mình phải lên giá giùm em. Rồi dạ hồng 75 em chốt được khoảnh lặng nè. Ai chốt hồng 75 lên cho em còn một bộ nữa chị nè. Hồng 75 em xin còn một bộ nè. Hồng 75 đi chị Tuyết Mai DT nè. Trời ơi bán cái bộ dài này 75.000 đó, chị tin nổi không. Rồi bộ này lên giùm em luôn là bộ 59 màu hồng nè, áo dây 59 màu hồng có đơn giùm em luôn. Ai chốt 59 hồng lên 59 hồng giùm em. Xuất sắc như vậy mà bán có 59.000. Rồi hồng 59 còn 2 bộ. Hồng 59 còn 2 bộ nè, chị Võ Thúy Hằng có đơn. Rồi em còn một bộ hồng 59 với Diễm Trương có đơn. Rồi bộ này lên giùm em luôn. Là bộ 59 vàng. 59 vàng giùm em nha, 59 vàng có đơn giùm em nè. Ai chốt 59 vàng là 59 vàng. À, cái gì ta? Linh Nguyễn dự bị nha. Rồi lên cho em luôn 59 màu vàng. 59 màu vàng em còn một bộ thôi. 59 màu vàng em còn một bộ. 59 vàng còn một bộ. Rồi bộ này là bộ lửng mấy chị nha. Em xem mấy chị 60.000. Bộ lửng còn có một bộ sale 60 luôn. 59 vàng cho chị Huyền Trang. Rồi bộ lửng này em còn một bộ thôi, xem mấy chị luôn là 60k. Nâu 60 có đơn, em còn có một bộ thôi nha. Nâu 60 có đơn em nâu. Nâu 60 có đơn nâu giùm em luôn. Đây em lên mấy chị thêm một bộ dài nè. Thêm một bộ dài nha em. Này, trời ơi cái màu xuất sắc luôn. Cái màu xuất sắc luôn nãy là thấy chưa, 75.000 bộ, bao đẹp, bao đẹp, bao rẻ luôn mấy chị ơi. Dạ nâu 60 em chốt chị Phương Vương nè. Nâu 60 chị Phương Vương. Đây mấy bà ơi, nhìn cái bộ đồ nhà em nè, 75.000 đó, tin nổi không? Vậy là xuất sắc luôn, chị em đi lợi hết nha chị ơi. Comment giúp em mã này giùm em, đẹp ghê chưa? Lên nhanh giùm em mã này. Mã này lên cho em luôn là mã dâu 75.000 có đơn dâu giùm em, 75.000 mấy chị ạ. Quả dâu 75.000 ha. Rồi ai chốt dâu lên dâu em 75, đẹp xuất sắc. Dâu 75, rồi lấy dâu lên dâu giùm em luôn nhanh tay. Dâu lên nhanh tay giùm em luôn. Đẹp chưa? 75.000 40-60kg về mấy chị mang vừa. Cái này bộ dài nha, em lên 2 bộ dài thôi mấy chị, rồi em bây giờ em sẽ like áo thun nè. Giờ em like áo thun, like áo khoác với lại cái gì ta? Áo nam với lại đồ bé nữa mấy chị nha. Còn bộ 50 này chị nào chốt lên 50 giùm em luôn. Ha? Ai chốt lên 50 giùm em có đơn với chị ha. Ai chốt lên 50 giùm em. 50 cho em bộ này luôn. Vô chị Yari Yari nè. Trời ơi mấy cái bà này chốt hàng dài gì mà chậm gì vậy trời. Bữa nay lạnh mà sao chốt hàng dài chậm dữ trời. Ha. Chốt hàng này mà chậm dữ trời. Rồi, vô chị Ân Hồ 75 nè. Chốt đồ dài mà chậm dữ cha. Ủa sao nó đơ vậy trời.
Chồng ơi, điện thoại phải hết pin rồi. Điện thoại in bill hết pin rồi. Nó đơ luôn rồi, nó hết pin cái đó đơ luôn rồi. Điện thoại đã lót đi hết. Rồi, giao 75 mai chốt lên giao 75 giùm em có đơn với chị nha. Bộ 50 này lên giùm em nè, em qua em ngưng đồ bộ mấy chị nha. Ngưng đồ bộ em lên áo thun lại nè mấy chị ơi. Em lên áo thun lên đồ nam với đồ bé lại nè. Đây bộ 50 này ai chốt lên giùm em. Giao chị Ân Hồ nè. Giao chị Ân Hồ có đơn. Rồi ai lấy giao lên giao giùm em luôn nha. Cái bộ này 50 giùm em. Rồi, em lên cho mấy chị là áo thun với lại cái gì ta? À, áo nam. Áo nam còn ít này, em share cho mấy chị xem hết luôn nè. Trời ơi áo nam. Ui, bộ Thái hồi nãy còn một bộ màu vàng. Thấy chị ơi, bộ Thái 75 em còn một bộ màu vàng kìa. Bộ Thái 75 ngàn em còn một bộ màu vàng nè. Ủa sao của chồng không in được vậy? Chụp biểu xương kia là mới mà sao im được. Bộ Thái vàng em còn một bộ nè mấy chị, 75 ngàn giùm em nha. Chị nào chốt Thái vàng lên giùm em luôn. Bộ Thái vàng là em còn một bộ cuối cùng, 75 ngàn. Cái này nó còn sót lại mấy chị ạ. Không được luôn chồng ơi. Coi em vợ với sọc hồng cho Lê Tuyết nè, Thái vàng cho Nguyễn Hậu nè. Nè mấy bà, em lên với bà cái áo nam này em còn được có ít à, nên là em lên cho chị em mình luôn. Còn size XL với lại size 2XL thôi là hết hàng nha mấy chị nha. Mà áo nam này đang bán 99.000 cái á. Bữa nay em xem với chị nha. Còn có 2 size à. Nè mấy chị, trời ơi áo nam vậy em phải nói là bao đẹp luôn đó. Mà bây giờ tôi sale với bà này, trời ơi là trời. Rồi cắt bill luôn nha. Làm cái khác. Quần nam chỉ còn cho Bích Phương ơi. Quần nam là quần lửng là 100, quần dài là 2 cái 300. Rồi em lên chị em mặc áo nam nha. Cái áo nam này thật sự bữa trước em mới vừa sale giá 80 ngàn mấy chị. Nhưng mà bữa nay em còn có 2 size thôi. Đó là size 2XL và size XL. Bây giờ hiện tại em đang cầm trên tay là size 2XL mấy chị nha. 2XL là anh nào khoảng tầm cho em luôn là 70 cho tới 77kg mang vừa. 70 tới 77kg mang vừa mấy chị nha. Áo này cho em lên màu cho chị em mình. Em sale mấy chị luôn với giá là 70.000 luôn đi. Thôi theo 70.000 đi cho nó gọn mấy chị ơi. 70k cho em có đơn nè. Màu em đang cầm trên tay sẽ là màu xám ghi, màu xanh coban, màu trắng, màu bò. Rồi em còn 4 màu nữa em hết luôn. 70.000 luôn mấy chị. Em mới vừa sale hôm qua 80.000 đó. Nhưng mà em hết size rồi. Và em cũng còn ít quá nên em sale luôn cho mấy chị 70.000 có đơn. Rồi 70 có đơn nè. Lẹ mấy chị ơi. Em like chắc khoảng tầm nửa tiếng nữa cho em nghỉ quá. Mệt quá. Mai lên like ngày cho mấy chị đi ha. Mai lên like ngày chị em mình. Quần dài còn size 32 em ơi, quần dài thì còn đủ size, chỉ hết size 29 thôi. Rồi, mấy chị lên giùm em mã này nha. Áo nam em bán 99.000, hàng này là hàng shop đang bán 180-190 đó mấy chị. Em sale với chị 99.000 luôn. Alo à, lộn, sale 70.000 giùm em. Dạ ok chị Vũ Hạnh nè, sale 70.000 mấy chị em quên nhầm mục tiêu. Màu trắng với màu coban đi chị Vũ Hạnh nè. Rồi em còn màu xám ghi, màu vàng bò và màu trắng, mỗi màu còn được một cái nữa là hết nha mấy chị nha. Xám ghi vàng bò mỗi màu em còn một cái nữa là hết luôn. Em sale 70.000 luôn cho nó gọn đi. Thì hôm qua em mới sale 80 mấy chị mà giờ em sale 70 luôn rồi đó. Nó hết hàng rồi. Mệt quá, sale luôn cho nó gọn gàng cái chỗ này. Đỡ mất thời gian lai đi lai lại mấy chị. Chứ còn cái này hôm qua em mới sale. Trắng là Tuyết Mai DT. Ủa, trắng XL hả? Bà Tuyết Mai DT là XL hả? Này Tuyết Mai DT XL nè. Rồi vàng bò 2X cho chị Hạ Ân Hồ nè. Em bỏ hết chị Ân Hồ. Rồi em lên với chị size XL nè. Size XL với chị nha. Em vô với chị coi size XL nè. Size XL là khoảng tầm cho em là 65-71kg mang vừa nha. 65-71kg mang vừa. Vừa em luôn. 65-71kg mang vừa. Màu xám ghi không có sò còn size XL đâu chị Hằng nè ơi. Rồi quần jean nam có nha chị ơi. Quần jean nam, quần jean nữ hay quần jean nam chị. Rồi size XL em còn màu be. XL còn màu be nha. XL còn màu trắng. XL còn màu xanh pin là hết luôn nhớ chị nha. XL còn màu trắng xanh pin, màu be là hết luôn. XL cho em là 65 cho tới 71 kg mang vừa giùm em. Đây size XL nhà em nè.
màu be nè, màu trắng nè, màu xanh cùng xanh min nè. Rồi nhanh mấy chị ơi, 70k em qua mẫu luôn nè. Đó, áo nam còn nhiêu đây, về mấy ngàn cái bây giờ còn được nhiêu đây đó, bán mấy đợt rồi đó mấy chị. Áo nam nhà em nổi tiếng ở đây luôn rồi, trong shop người ta bán 170, 180, em bán có mấy chục ngàn đó, thấy không? Mà hàng này của em hàng xịn nha, không phải là mấy cái hàng rồi mấy chị nhập mua ở ngoài chợ đêm hay là này nọ đâu nha. Hàng này của em là hàng shop bán luôn á. Quần nam thì chị có size chị áo kiểu chứ không có đâu Ngọc Huyền. Dạ, XL là 65 cho tới 71 cái mang vừa, 2XL là từ 70 cho tới 77 cái mang vừa chị nha. Size quần nam thì vẫn như size bình thường đó em, 29, 30, 31, 32, 34, 36 thôi em. Quan trọng là chồng em mặc size gì thì em chọn size đó thôi chứ. Màu be size XL cho chị Ngọc Yến nè. Quan trọng là nhà mình chồng mình mặc size gì thì mình lấy size đó thôi chứ. Rồi, chốt màu nào đây, màu đó 70 mấy chị ơi, cho nó hết cho nhanh đi nào. Mấy bà cầm em chậm thế nha, sale mà cầm em chậm thế. Em lên cho mấy chị, bây giờ mấy chị muốn em lên quần riêng hay là muốn lên áo thun nè. Em còn áo thun ôm với là quần riêng, giờ mấy chị muốn lên cái gì? Còn thun ôm với quần riêng, còn không thì để mai em like. Mai em còn like cho mấy chị quà cho bé. À, ngày mai mấy chị chuẩn bị tìm quà cho bé nha. Mai em lên đồ chơi, được làm quà cho bé, quà Giáng sinh đó mấy chị. Mấy chị lên xong em xem cho mấy chị rẻ, mấy chị mua tặng con mình ha. Yếm nãy mặc là giá 101 em ơi. Thun ôm rồi, ok, chị lên thun ôm cho cái. Đợi xíu chị lên thun ôm cho. Rồi ok, lên áo thun ôm sale nha. Này giờ sale nhiêu đây trời. Áo thun ôm bữa nay sale 75 nè, rẻ lắm rồi á. Thật sự chốt đông đông thì em sale với chị 70, còn chốt ít em sale 75 nha. Chị sẽ like lên đi. Like tí xíu áo thun nữa thôi, nghỉ nha mấy chị nha. Em like tí xíu áo thun nữa thôi là em nghỉ nè. Một tí xíu áo thun nữa thôi là nghỉ nhá. Mệt quá, sao bữa nay like 8 giờ mới like mà sao tự nhiên giờ bị đêm. À bữa nay em chốt hàng, hàng gì em mệt phải rồi. Bữa nay là ngày em chốt hàng, các bạn thấy không? Mệt lắm. Ôi chị không biết đâu Bích Phương ơi. Em nhìn coi cái size chồng mình mang size nào á, em lấy nha em nha. Tại vì cho size quần chị không dám tư vấn đâu, tại vì không có rành, không rành lắm. Nhưng mà thà như chồng em bằng số ký chồng chị thì chị tư vấn cái size chồng chị hay mang, cái chị có rành đâu. Chị không rành đâu gái ơi, quần LV chị hết sạch rồi em ơi. Đồ bé hả? Gái ơi, ngày mai em like đồ bé được không? Đồ bé bây giờ lên nó loạn xạ luôn á chị. Nè thấy chưa, tôi nói bà mà form áo cho tôi đẹp mà. Hôm nay tôi không có mang nịt bụng nha. Bình thường mấy bà nói tôi là mang nịt bụng nên là mang lên nó mới đẹp. Còn nè, tôi đâu có mang nịt bụng gì đâu. Phòng nó đẹp xuất sắc luôn á. Mà em là bụng to lắm chị nha. Bụng dưới em cũng to mà phòng eo em cũng to nè. Chứ không có nhỏ đâu. Rồi, đồ bé chị đợi em lên đi. Để em xíu lên cho. Vì em ơi, chị lấy cho em size L cho em mang thoải mái nha. Chứ còn size M này sợ em bị chật á. Để em size L cho em mang thoải mái. Rồi, vì em có đâu nè. Rồi mấy chị, em lên áo chị em mình nè. Bây giờ em xem tình hình mà chị em mình chốt sao. Bây giờ mình chốt đông đông á, em chốt với chị 75. Bây giờ em cứ chốt 75 đi. Tí hồi mình chốt đông đông một cái là em hạ xuống cho mấy chị 70 hết. Em tính mấy chị 70 hết cho dù mấy chị đợi chốt 75 rồi. Được chưa? Giờ mấy chị cứ chốt đông đông lên. Lên liền em luôn. Áo em đang mang em bán 85.000. Bây giờ em lên với chị 75.000. Nếu mà tình trạng mấy chị cứ chốt đông đông đều 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 mẫu nào cũng đều đều, em sẽ lên với chị là 70 hết chứ em không bán tính 75 đâu. Được chưa mấy chị? Ai kêu con đi gù đầu về đây vậy? Hả? Ai kêu con đi gù đầu vậy? Đâu? Con sẽ vui. Trời ơi. Con vừa tắm á. Cái áo màu trắng kìa. Rồi, mã này cho em nha mấy chị nha. Giá cho em xuống 75.000 một áo. Chất là chất hàng xịn, bán shop cho mấy chị nha. Em lên với chị 75.000. Rồi, comment cho em mẫu đang mang giùm em 75.000 cho em nè. Miu Miu cho em màu rêu. Miu Miu màu vàng. Miu Miu vàng, Miu Miu rêu. Miu Miu cho em luôn màu cam, màu đen và màu xanh. Em dơ mẫu nhanh lắm nha, nên chị nào chậm là hết liền. Tại em về mỗi mẫu là 50 cái, 50 cái thôi. Chị nhìn bây giờ em còn mỗi màu được có mấy cái thôi như vậy. Rồi, 75.000 có đơn, chất xịn sò. Chất xịn giùm em, body xịn giùm mấy chị ha. Rồi 75 có đơn, đồng giá hết mấy chị nha. Tí hồi em sẽ lên cho mấy chị nhiều mẫu, mai sẽ là đồng giá giùm em luôn. Ui trời, đồ chồng em mặc quần sao ba hả? Chị bán quần nam từ hồi 2 năm trước tới giờ chưa bao giờ chị nhập được một cái quần nào sao ba. Quần nam không bao giờ người ta làm sao ba. Mà chồng em mua được sao ba là chị không biết. Chị không biết. Vải đẹp bữa giờ em mua gần chục cái rồi hả? Chị không biết sao ba em ơi. Giờ đây chị không dám nhận sao ba rồi. Tại vì chị bán 2 năm nay chị chưa bao giờ nhập được cái quần nam nào sao ba. Vàng 75 cho Võ Thúy Hằng nè. Rồi 75.000 có đơn với chị ha. Chốt đói không, chốt không mạnh làm sao mà xin chốt sale được.
em nói thật mấy chị, trừ khi mà khách mà chốt nhiều quá là nhiều là em sale mạnh lắm. Thật, em mà thấy khách đông là em sale rẻ lắm nha. Thường thường người ta khách đông là người ta sẽ sale với chị mắc nha, để người ta lấy thêm tiền. Nhưng mà còn em là em thấy đông nhưng mà em sale rẻ lắm. Còn này giờ chốt có từ từ giờ sao em sale được. Em sale được giá sale rẻ hơn. 75.000 con gái ơi. 75.000 là giá vốn luôn rồi đó. Em có thể chịu lỗ nếu như mấy chị chốt đông. Nhưng mà mấy chị không chốt đông thì em chỉ lấy giá vốn. À, em có thể chịu lỗ mà. Em không có hôi gì, em không biết hàng thương hiệu đó chị ơi. Em không có bán hàng thương hiệu đó. Quần nhà em bán nhập 3 năm nay không có size 33. Cả quần lửng, cả quần nam của em, cả quần lửng, cả quần dài của em đều không có size 33. Nên là thôi chắc em cũng dám nhận đơn đâu, về mất có mặt trời hơi mặt rộng nữa là kêu lỗi tại em đó thì chết em luôn á. Thì bán cái quần bán sale lỗ nữa mà còn bị đổi thừa là lỗi tại em đó thôi. Xanh 75 cho ok chị Hằng nè nha, xanh 75 cho Nguyễn Hậu nè. Rêu 75 cho Hằng nè. Rồi ai chốt lên cho em 75 mấy chị ơi. 75 cho em luôn kèm màu, đẹp lắm luôn mấy chị. Phải đẹp lắm luôn đó mà mấy bà giờ chốt ra rè như vậy sao em chốt được nhiều cho mấy chị được. Rồi. Lên liền cho em luôn nha. Không có màu trắng đâu chị ơi. Có màu trắng thì em đã dơ màu trắng rồi, tức em chừa màu trắng lại không dơ làm chi. Mấy chị ngộ quá à. Có màu trắng thì em phải dơ màu trắng lên chứ. Khi nào lay quần hả? Ngày mai em lay quần hả chị ơi, giờ trễ quá rồi á nên em lười lên quá. Hôm nay em chốt đơn nên em mệt luôn. Em bị mệt ngang luôn á. Đúng rồi chị ơi, vải bo rít chị ơi. Vải giang xuông, cái này là bo rít hết toàn bộ. Mà hàng xịn nha, không phải hàng lô đâu. Này, hàng nguyên cục chứ không phải hàng lô đâu. Hàng lô bữa trước em đã bán với mấy chị giá 65 rồi. Còn hàng này của em là hàng nguyên cục. Này, đẹp chưa? Mã tròn cho em 75 mấy chị ơi. Tròn cho em là màu vàng 75. Tròn trắng 75. Cái áo nhà em nó xịn như này mới bán giá này chứ. Áo mà vải thường thường em bán với chị 50.000 thôi. Rồi, tròn đen cho em 75. Tròn rêu. Tròn rêu cho em 75 nè. Tròn cam. Và tròn cho em màu đỏ. Form này giống form em đang mang luôn nha mấy chị nha. 55-57 cái đuôi về mấy chị mang vừa giùm em. Rồi, ai chốt tròn lên tròn em luôn. Tròn đỏ, tròn cam, tròn rêu, tròn đen, tròn vàng. Và tròn trắng cho em 75.000 có đơn mấy chị nha. Tròn trắng cho chị Quỳnh Võ nè. Rồi ai chốt tròn lên tròn em luôn nha. Đồ bộ đùi em like rồi chị ơi, nên giờ không like lại nữa chị yêu ạ. Chị vào chậm mất tiêu rồi. Ok Bích Phương nha. Rồi lên cho em mã tròn có đơn mấy chị ơi. Tròn kèm màu cho em có đơn, đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm. Cái này mấy chị nghĩ sao mà mấy chị đi đâu mua được giá 75.000 không? Cái này em bán 85.000 mà khách em còn đang khen em bán rẻ đó. Thế em nói là mua toàn trong shop toàn là 140-150 không á chị. Mà em nói mấy chị mua 140-150 là mấy chị mua được rẻ rồi hay là em bị mua mắc ta? Mà năm trước, mấy năm trước em đi làm cho công ty mấy chị là cái hồi đó cách đây 3-4 năm rồi mấy chị, em nghỉ công ty 4 năm rồi. Em bán hàng được 3 năm rồi, em nghỉ công ty 4 năm rồi mấy chị. Là cái hồi mà em đi làm công ty là cách đây 4 năm nha, mà em mua cái áo này 201 một cái. Đúng chuẩn chất y như em bán nha. Còn em nói không có nói mấy cái hàng xưởng em không nói đâu. Còn đúng chuẩn chất như em bán ngày xưa. Em bán nè, ngày xưa em mua là 201 một cái. Mà em mua một lần 4 cái mang đi làm. Tại em thích mặc áo như vậy, mang với quần rim lắm. Cảm giác cái người mình nó gọn, với là cảm thấy cái eo ọt đồ nó rõ ra, đẹp lắm. Em thích mặc áo này mua lần 4 cái luôn. Đặt ở Sài Gòn đem về mấy chị 201 một cái mà mấy chị mua được mấy chục ngàn là mấy chị mua rẻ rồi đó. Tròn đỏ cho bỏ dưới hàng có đơn nè. Rồi ai lấy tròn lên tròn em kèm màu với chị ơi. Thật á, em không biết là mấy chị mua ở đâu được rẻ hơn. Chứ còn nhà em thấy là hồi xưa em đã mua rồi nên em biết là hàng này em bán siêu rẻ. Tròn trắng cho Nguyễn Thanh nè. Rồi ai lấy tròn lên tròn cho em mấy chị ơi, giá 75. Tròn kèm màu cho em 75.000 mấy chị. Tròn vàng nè, tròn đen nè, tròn rêu nè, tròn đỏ và tròn cam. Màu nào cũng đẹp đúng không? Thật sự là quan trọng mấy chị thích cái hình nào thôi. Chứ em thấy cái màu nào nó cũng đẹp thôi. Màu nào nó cũng đẹp. Cái hình này là toàn bộ hình sơn giống như hàng Thái nha mấy chị nha. Ai mua áo Thái như em rồi biết á, cái hình này giống như hình sơn của hàng Thái, nó là hàng sơn nổi lên trên. Hàng 567 với hàng 787 là hàng em bán cực kỳ nhiều luôn á. Mà giờ lên mấy chị đồng giá có 75.000 thôi. Cái hàng này em chỉ sale một giá này thôi mà chắc là từ giờ tới cuối năm cũng sale giá này thôi. Qua năm thì em để dành em bán cũng được, tại vì cái hàng này qua năm bán được lắm nè. Đầu năm mấy chị đó mà em mua đi làm đồ này kia với đi chơi đồ là hay mua mấy cái áo này lắm. Nên là mấy chị mua bây giờ cũng giá này mà mua qua năm cũng giá này thôi mấy chị ạ. Rồi, em lên cho chị em mình mẫu này nha. Mẫu này hôm qua em like gần hết rồi. Mẫu này đẹp lắm mà hôm qua like gần hết. Đây, mẫu này chị đầu chốt lên cho em luôn. Mẫu này mấy chị lên cho em là mã tam giác có đơn. Tam giác cho em màu đen, màu cam. Cam này cam sữa, mặt đẹp lắm nè. Màu đen, màu cam. Rồi, màu rêu cho em. Màu vàng.
màu vàng cho em nè, rồi màu đỏ và màu hồng có đơn, rồi ai chốt màu nào lên màu đó em luôn nha, mã tam giác lên em. Xong mã này em nghỉ nha mấy chị nha, ai chốt rồi, ai chốt chưa đủ đơn thì mấy chị chốt luôn đi, ngày mai em lên thêm cho mấy chị luôn, ngày mai em lên em sale cho mấy chị đồ bé, gì ta, áo khoác, áo thun, áo nỉ, à đặc biệt ngày mai có áo nỉ, ngày mai em sẽ lên xem mấy chị áo nỉ, với lại đặc biệt là em có một cái mẫu áo khoác giả rất là xịn luôn, ngày mai sẽ lên sale cho mấy chị áo khoác giả xịn. Rồi cái này lên cho mã tam giác nha mấy chị nha, 75.000, tam giác hồng, tam giác đỏ, tam giác màu vàng, màu rêu, màu đen và màu cam. Rồi ai chốt mã này nữa không em nghĩ đó mấy chị, ngày mệt quá hôm nay chốt đơn có bị đuối luôn á, bị đuối ngang xuôi nữa bà ơi, hôm nay chốt đơn có bị đuối ngang xuôi, giờ đang live sale có tự nhiên bị mệt luôn. Mẫu dép đó hả, mẫu dép chị còn đây nè em, mẫu dép thì chị còn mẫu dép này thì còn được có nhiêu đây nè, màu dép thì còn màu cam, màu đen, màu rêu với màu vàng đó, dép thì còn được 4 màu em, cái dép thì lên dép chị nha, mẫu dép này là chị bán mấy bữa rồi nó gần hết luôn rồi, mẫu dép đó thì sale 70 thôi em ơi, dép đó tại vì còn ít đó, nên sale 70, hôm qua chị cũng sale 70 á, hôm qua chị cũng lên 70 nên là ai chốt mẫu dép đó thì lên giùm em, có mẫu dép đó sale 70. Rồi chị nào chưa đủ đơn thì ngày mai vô chốt đơn nha. True Mai em sẽ lên trước cho chị em mình là hàng gia dụng với lại quà cho bé. Chị nào muốn mua quà Giáng sinh cho bé thì ngày mai lên coi like nha. Ngày mai em sẽ like lúc 12 giờ ha. Em hay lên giờ cao điểm lắm mấy chị. Em hay lên giờ cao điểm lúc 12 giờ 12 rưỡi này kia thôi. Anh chị nào mà mua, chị nào mà mua hàng gia dụng nè, ngày mai em sẽ lên sale hàng gia dụng với lại sale đồ chơi cho bé, làm quà Giáng sinh cho bé nha. Bà nào muốn mua quà Giáng sinh cho bé thì ngày mai lên gặp em để xem quà Giáng sinh cho mấy chị mua cho bé nha. Rồi bây giờ em nghĩ rồi, chị nào chưa đủ đơn em, dạ dép rêu với cam với chị Ngọc Mun, dép rêu với cam nè, cái này là 70 chị nha, Ngọc Mun Mun nè, cái này là 70 nha, tam giác hồng với đen cho chị Ngô Hà, 3158 này em lên rồi chị Vương Vương, trời ơi trời, tôi lên vài mẫu cho bà chốt nè bà ơi, hồi nãy tôi lên rồi đó, từ từ để em xíu em đưa lại cái này cho khách đã, hồng với đen, hồng với đen cho chị Ngô Hà, chị không có hình đâu em ơi, chị xóa hết hình mất tiêu rồi, em chốt lên giùm mẹ chị mã này luôn đi em, em chốt lên trên này luôn đi chứ chị không, với lại tí nữa nhắn tin cho em là chị không có biết cái còn màu nào đâu, bây giờ còn màu nào thì em chốt màu đó đi chứ không, tí hồi chị không biết còn màu nào đâu, tại chị nó nằm ở trong kho nên chị không có kiểm tra được. Đây chị Phương Vương nói nghe nè, trời ơi ưu tiên lắm luôn đó nha, lên lại cho chị là ưu tiên lắm luôn đó, cái này em lên rồi đó chị, trời ơi nóng ơi em hết lâu lắm rồi chị ơi. Này chị Phương Vương, áo này hồi em xem có 70.000 một cái chị, hồi nãy giờ khách chốt nhiều lắm luôn này, 70.000 màu rêu nè, màu đen này chị, này chị chốt thì lên nhanh đi em vô cho chị coi đó, tại vì cái này là em vô khách em chốt hết rồi, còn được có mấy cái thôi à. Rồi mã này lên cho là cổ xanh nè, đó cổ xanh chữ đen rồi màu gì đó ta, có cổ màu tro đó nè, trời ơi khách em chốt nãy quá trời, 100 mấy cái mà bán hết sạch trơn này, cổ màu tro này chị nè, rồi cái này lên cho em là mã gấu màu đen luôn, rồi màu rêu chị Phương Vương nè, cái này 70.000, cái này em sale rẻ quá mà, hôm bữa em bán tới 109.000 cái, giờ sale rẻ quá trời, mà còn mấy màu này thôi, mấy màu cơ bản này thôi, đây màu này thì lên giùm em luôn là mã gì ta, mã chữ màu tro nè, đó chữ màu tro cho em ha, với lại chữ đen, với lại cổ thì em có màu xanh bơ với lại cổ màu tro ha, cổ tro cho chị Phương Vương nè, đó tại vì hồi nãy chị vô chậm á, hồi nãy người ta chốt gần hết, cổ màu tro chị Phương Vương nè, rồi em nghỉ ở đây nhớ là nha, chị nào mà chưa đủ đơn thì ngày mai vô chốt đơn thêm giùm em cho đủ đơn nha, mai khoảng tầm 12 giờ cho em sẽ like, chắc là mai em like buổi trưa mai đó, tối mai em nghỉ với chị, màu dép này chị ơi, mai em like tròn cam chị có Út Thọ Dương, tròn cam đâu rồi ta, tròn đâu rồi, đủ tròn đâu ta, đây tròn cam có Út Thọ Dương tròn cam, áo đen tay dài giống kiểu bánh bèo chút, chị còn không chị, còn áo đen tay dài bánh bèo, áo đen tay dài kiểu bánh bèo nào ta, là mẫu nào ta, áo sơ mi hả, sơ mi hay là nào em, trời ơi cái mẫu dép này em xem có 70 thôi mấy chị, nên là chị nào chú mẫu dép lên giá nha,
Tại vì cái này gần hết rồi, mẫu dép này đẹp nhưng mà em bán gần hết rồi nè. Dép này chị này, dép cam nè. Áo ôm. Ôi, chị không nhớ luôn á, chị không nhớ mẫu nào ta. Lên cho em mã dép đen, dép rêu, với lại dép vàng, sale 70 mấy chị nha. Cái này tại vì còn ít đó nên em sale luôn cho mấy chị 70. Này còn mấy cái nha. Mẫu dép này xinh, tại vì em bán gần hết rồi em mới sale, chứ không mẫu này em cũng không muốn sale đâu. Đó, ai chốt mẫu dép là mẫu dép em luôn. 70. Có màu be với đen. À, áo len. Áo len đó hả? Hay là áo gì em? Chị nhớ có mỗi chiếc len chứ. Dép rêu cho, dép rêu cho Mai Thảo nè. Dép rêu cho Nguyễn Hậu. Dép rêu cho Mai Thảo với dép rêu cho Nguyễn Hậu. Cho em xem áo mới lên được không chị? Áo gì em? Áo 158 thôi hay áo gì em? Ủa đồ 158 hết lâu rồi chị ơi. Rồi dép em còn màu cam. Dép em, à, cái đó xe 70, 75 chứ sao 60? 60 là cái nào? Tại vì em nói giá sai nên chị mới không nhớ đó. Cái nếu mà cái len mà bèo như vậy là chị xe 75 chứ đâu phải xe 60. Cái này lên em dép nè, màu cam, màu đen, màu vàng nha. Đó, dép lên em luôn, dép 70 ngàn có được. Cái này không phải, cái này tay ngắn mà. Cũng là cái nào ta, không biết luôn. Nhớ em ơi, nhiều quá chị chẳng nhớ nữa. Khách chưa nở xa xương. Trời ơi em mệt lắm chị ơi, hôm nay em chúc đôi em mệt rụi người luôn á. Đang khách còn đông nói, có nhiều hôm khách còn 300 mấy người luôn mà em cũng nghỉ á, tại em mệt quá. Mà mấy chị biết sao, em không có tham đâu, như người ta tham mấy chị. Người ta thấy khách nhiều là người ta tham, người ta like á, nhưng mà em trời ơi, có hai vợ chồng làm à, mệt lắm. Là làm ít ăn ít luôn chứ không biết sao nữa, chứ làm cố mệt lắm mấy chị ơi. Với là đứng đây like nè, bởi em mở máy lạnh nên đứng ngay máy lạnh á, nó mệt á, nó bị khó thở. Mà không mở máy lạnh thì nó lại không mở điều hòa thì nó lại bị nóng, nó bị ngợp. Mở lên thì nó bị khó thở. Là đứng like một hồi là thấy chóng mặt à. Nãy giờ mấy tiếng rồi ta, gần 3 tiếng hồ rồi. Rồi ai chút gì nữa không mấy bà, em nghĩ nè. Còn Diễm Kiều chốt cái mẫu nào chị không biết nha, không biết phải là 3188 hay không nè. 3188 thì 70.000 đó em. Rồi, em nghỉ nha mấy chị nha. Chị nào mà chưa đủ đơn thì ngày mai 12 giờ vô săn hàng gia dụng giùm em. Ngày mai live hàng gia dụng khoảng tầm 10 phút thôi mấy chị. À lộn, khoảng tầm 1 tiếng thôi mấy chị. Sau 1 tiếng đó là em live hàng quần áo. Tại vì em có hẹn quần áo cho mấy chị khách live hết ngày trưa mai, chắc tối mai em nghỉ á. Đó, chị mới lên, chị mới dơ cho em coi luôn á em. Chị mới dơ cho em coi luôn mà. Này, dép màu vàng nè, dép màu đen và dép màu cam nè. Đó, chị mới dơ luôn mà. Em có chốt luôn đi em để chị nghỉ nè. Quần legging là sale 75.000 cho mấy chị nha. Ai chốt legging lên giùm em. Legging là sale có 75.000. Legging đẹp lắm. Legging đó nãy giờ bị mấy người kêu dụ á, mấy bà kêu dụ em like cái đeo quần legging em mới sale á. Không phải không sale legging 75.000. Legging sale 75.000 là bao lỗ luôn. Legging bán 90.000 mà sale có 75.000. Bán không công. Rồi em nghỉ nha mấy chị nha. Đơn này sẽ dùng với đơn mai. Chị Thu Dung Mai ơi, chị bao nhiêu ký? Lên số ký đi chị. Lên số ký giùm em đi. Này, cái này lên cho 75 kèm số ký là được. Cái này nãy giờ em lên rồi đó. Chị nào mới vô coi thì lấy ha. Quần này đẹp lắm. Quần này cái nhìn cái dáng của chị thấy không? Rất là đẹp. Ôm mông với cả cảm giác là mấy chị rất là nhỏ chân luôn. Em à, quần lấy cái này của em hai túi trước, hai túi sau mà có 75 ngàn thôi. Rồi, và quần 75 52 ký chị Thu Dung Mai có đơn nè. Chị nào có chốt quần 75 ký lên giùm em. À quần 75 bao nhiêu ký thì lên giùm em. Rồi, giờ em nghỉ nha mấy chị nha. Chưa mai mấy chị lên dùng đơn giùm em. Tối mai có thể là em sẽ nghỉ á, nên là mấy chị chưa mai lên dùng đơn giùm em nha. Còn bây giờ em nghỉ. Tạm biệt mấy chị nha.